tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 541, người cũng muốn tới để cười nhạo ta sao? Có duyên. Lúc nghe thấy hai từ này, tống thư hàng lập tức không sao nuốt trôi được mấy lời khinh bỉ trong cổ họng ta chỉ là người qua đường đáng thương tình cờ đi ngang qua, bị cung điện của các người cưỡng ép hấp thu vô mà thôi. Có duyên cái khỉ khô gì với các người đâu chứ? Cái này giống như là người đứng ở trước cửa nhà. Lúc thấy một cô nàng xinh đẹp hay một anh chàng đẹp trai đi qua, đánh cô ta anh ta một gậy cho ngất xỉu ngã lăn quay ra đất rồi kéo cô ta anh ta về nhà mình vậy. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị hai cánh cửa, một cửa là để rời đi, còn một cửa là để bước vào phòng ngủ. Nếu như cô ta anh ta bất cẩn mà bước vào cửa phòng ngủ. Ôi, cô nàng xinh đẹp anh chàng đẹp trai à, hai chúng ta đúng là có duyên mà. Chỉ bằng chúng ta làm một phát nhỉ. Có duyên cái con khỉ gì chứ? Nhưng, Tống Thư Hằng còn chưa nói ra khỏi miệng, thì kim đồng ngọc nữ giống như có độc tâm thuật vậy đọc hiểu được những lời trong lòng hắn không phải là ngẫu nhiên mà đạo hữu bay tới cửa bích thủy khác của chúng ta đâu đạo hữu rõ ràng là bị người khác đưa đến chỗ chúng ta mà kim đồng lên tiếng nói ngọc nữ che miệng khẽ cười chúng ta chỉ là đề phòng ngươi đâm vào cửa ngoài của bích thủy khác mà trên cửa chính có đinh đồng đâm vào thì sẽ đau lắm cho nên chúng ta mới dẫn ngươi đến chỗ cầu hình vòm trong bích thủy khác tìm đồng tiếp lời, cho nên, lựa chọn của ngươi chính là đại diện cho duyên phận của ngươi với Bích thủy Các của chúng ta. Độc Tâm Thuật, Tống thư Hàng ngay lập tức khống chế nét mặt của mình, không suy nghĩ lung tung nữa. Mặt khác, nếu không phải là hắn trôi dạt tự do đến vị trí của Bích thủy Các, mà là bị người ta đưa đến đây, vậy thì ai là người đã đưa hắn tới đây? Lẽ nào là thất tu tôn giả sao? Hắn bị thất tu tôn giả nhét vào trong nòng pháo của Thuyền Tiên, rồi bắn hắn đi là thất tu tôn giả cố ý đưa hắn đến chỗ bích thủy các hay sao? Xem ra, đạo hữu đã đoán ra là ai đưa ngươi đến đây rồi. Kim Đồng mỉm cười nói. Tống Thư Hàng khẽ cười, không nói gì. Audio điện tử võ tấn bền. Đây là lời nói từ một phía. Trước khi chưa làm rõ được mối quan hệ thật sự giữa mình và đối phương, thì lời nói từ một phía tự nhiên không thể tin hoàn toàn, cùng lắm cũng chỉ tin một nửa mà thôi. Ngọc Nữ lại nói tiếp, như vậy, vị đạo hữu có duyên này, người có muốn gia nhập bích thủy các chúng ta, trở thành đệ tử của bích thủy các chúng ta hay không? Bích thủy các chúng ta đã mấy trăm năm nay chưa thu nhận đệ tử mới rồi đấy. Kim Đồng nói, trở thành đệ tử của bích thủy các á. Ta phù hợp sao? Tống Thư Hàng chui ra từ trong bộ trang phục du hành vũ trụ cồng kênh, cười nói ta đã bỏ lỡ mất độ tuổi tốt nhất để tu luyện của tu sĩ, trong cơ thể cũng không còn sót lại chút tiên thiên chân khí, nào, hơn nữa tư chất tu luyện của ta cũng chỉ có thể xem như bình thường thôi có thể tấn thăng nhị phẩm nhanh như vậy đều dựa vào sự chiếu cố của các tiền bối trong nhóm và vận khí của bạch tôn giả giúp cho những điểm này đều không phải là những điểm mà bích thủy các chúng ta để ý tới lúc thu nhận đệ tử kim đồng vẫn giữ nụ cười kia ngọc nữ nói đối với chúng ta mà nói tư chất hay độ tuổi đều không là gì cả chỉ cần người nguyện ý ở lại bích thủy các chúng ta có đầy đủ nguồn tài nguyên cung cấp cho ngươi sử dụng để tu luyện ở lại bích thủy các cũng đúng các môn phái lớn đều có yêu cầu đối với đệ tử chính thức của họ trước khi các đệ tử chưa đạt tới cảnh giới nhất định có năng lực tự bảo vệ bản thân thì sẽ không để đám đệ tử rời khỏi tông môn một cách dễ dàng đương nhiên đệ tử ngoại môn thì sẽ không như vậy rồi đệ tử ngoại môn chỉ có thể tính là đệ tử dự bị mà thôi cảm ơn ý tốt của hai vị tống thư hàng khe khẽ lắc đầu vấn đề trở thành đệ tử tông môn hay là tán tu này, lúc đầu ngay khi bước vào nhóm cửu châu số một không bao lâu, hắn đã có quyết định rồi. Hắn tạm thời không muốn chịu sự ràng buộc của môn phái, tán tu là lựa chọn tốt nhất cho hắn bây giờ hơn nữa, tính ỷ lại của tống thư hàng về môn phái cũng không mạnh. Có, nhóm cửu châu số 1 ở đây, chỉ cần chịu cố gắng, đủ cần cù thì thứ mà Tống Thư Hàng có thể nhận được bảo đảm không hề thua kém đệ tử của các tông môn lớn. Đạo hữu đừng vội từ chối như thế, ít nhất cũng vào xem trước xem Bích thủy các chúng ta thế nào đã chứ." Kim Đồng cười ha hả. Sau đó, hắn và Ngọc Nữ đứng ở hai bên lầu các, làm động tác mời vào. Một bước là thiên đường, đây chính là đánh giá của Tống Thư Hàng khi trông thấy Bích thủy các thật sự. Sau khi xuyên qua lầu các này, thứ mà Tống Thư Hàng trông thấy là một tiên giới thực sự. Chim kêu hoa nở, ngọc thạch trải thành một con đường lớn có thể thấy dược liệu chân quý ở khắp nơi, trong dòng chảy của nước cũng tản ra linh lực nồng đậm. Thậm chí, cả trong không khí của bích thủy các cũng ngập tràn linh lực. Linh lực thật sự quá rồi rào rồi, ở trong bích thủy các, cho dù không tận lực tu luyện, chỉ cần hít thở, thì thậm chí cũng hiệu quả hơn là vất vả đả tỏa tu luyện ở bên ngoài. Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn đường cho Tống Thư Hàng, đi thẳng về phía tòa lầu các cao ở nơi sâu nhất của Bích Thủy Các đó chính là nơi, sở tiên tử chủ nhân của Bích Thủy Các ở. Trên đường đi, đệ tử của Bích Thủy Các, bất luận là nam hay nữ đều nhiệt tình chào hỏi với Kim Đồng Ngọc Nữ. Kiểu không khí thế này quả thực giống như người một nhà vậy, vô cùng hòa thuận và thân thiết. Ở đây, giữa người với người, hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân gì. Kiểu hòa thuận thân thiết như thế này đều xuất phát từ chính lòng thành tâm của mỗi đệ tử Bích Thủy Các. Ở đây, hoàn toàn khác họa chân thực nhất của tiên giới, thiên đường hay là thế giới cực lạc ở trong truyền thuyết các tông giáo nhưng trong lòng tống thư hàng lại trào lên một cảm giác kỳ lạ rõ ràng trên người mỗi đệ tử của bích thủy các đều có thể cảm ứng được sự thân thiết vui vẻ hết sức chân thành nhưng hắn lại có một cảm giác hơi không chân thực không phải là sự thân thiết vui vẻ của các đệ tử bích thủy các có vấn đề trong mơ hồ hắn cảm thấy cả sự tồn tại của bích thủy các dường như cũng có trạng thái dị thường không nói nên lời phía trước chính là vân trung các mà các chủ ở các chủ đang ở bên trong chờ đạo hiếu sau khi kim đồng ngọc nữ dẫn tống thư hàng đến dưới chân tòa tháp cao thì dừng bước lại. Mà lúc này, sở sở ở trong khoang không gian đã tỉnh lại. Tống thư hàng mở khoang không gian ra, đón lấy lý âm trúc từ trong tay sở sở. Tống thư hàng dò hỏi, ta có thể mang bọn họ cùng vào gặp các chủ tiền bối không? Tất nhiên là không thành vấn đề, các chủ đang đợi đạo hiếu, cùng hai vị tiên tử đây nữa. Kim đồng ngọc nữ cười nói. Sau đó, kim đồng mở cửa của tòa lầu các cao cao kia. Tống Thư Hàng bế Lý Âm Trúc rồi cùng với sở sở bước vào bên trong. Men theo cầu thang xoắn ốc đi lên, cuối cùng, đẩy mở cánh cửa ở tiết phía trên đỉnh. Ba người tiến vào một gian phòng toàn là sương mù. Gian phòng không lớn, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái ghế nằm làm bằng gỗ. Còn có một cái lò đan kim loại, đang phát ra đan khí. Chính là những thứ giống như đan khí này, hóa thành sương mù, bao phủ cả gian phòng. Trong nháy mắt Tống Thư Hàng đẩy cửa bước vào, có một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy từ trên chiếc ghế nằm bằng làm bằng gỗ kia. Đó là một cô gái tóc đen, tóc rất dài, không biết đã bao lâu rồi chưa cắt, tóc phủ kín cả cái ghế nằm, cứ xóa ra tứ tung như thế. Cô gái có nước da tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt khép hờ, trông bộ dạng như thể ngủ chưa đủ giấc. Toàn thân đầy cảm giác suy sụp chán trường nhưng kiểu cảm giác suy sụp tinh thần này khi kết hợp với bản thân cô gái lại tạo ra một dáng vẻ lười nhác nhưng duyên dáng. Cô ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng. Là ngươi à, cô gái ngáp một cái sao thế, ngươi cũng muốn tới đây cười nhạo ta sao? Tống đầu gỗ. Tiền bối, chúng ta quen nhau sao? Tống Thư Hàng mở miệng hỏi. mươi 542, thời quang thành. Lại nhận nhầm sao, Tống đầu gỗ á? Đây đã là lần thứ ba mình bị nhận nhầm rồi lần đầu tiên là một gốc măng ở trong bảo khố của phủ chủ thất sinh phù, không những nhận nhầm mình mà còn đánh mình một cú đau điếng nữa. Lần thứ hai là lúc nhập mộng trở lại, hòn đảo thần bí, trong trí nhớ của mình, trông thấy tiểu bạch long trong mộ thất dưới lòng đất. Tiểu bạch long cũng hung hăng đánh cho mình một cái như thế, cũng vẫn là nhận nhầm người. Mà bây giờ, vị các chủ của bích thủy các cũng lại nhậm nhầm mình thành một người khác. Tống Thư Hàng nhìn thẳng vào cô gái có mái tóc đen dày trước mắt tiền bối. Tống đầu gỗ là ai thế? Lẽ nào, mình là chuyển thế của một vị tu sĩ nào đó thời thượng cổ hay sao? Tống đầu gỗ ấy à, cô gái có mái tóc đen dày ngẩng đầu lên, nằm trên ghế, dường như rơi vào trong sự trầm tư, suy nghĩ, đó là một vị đạo hữu của ta rất lâu, rất lâu trước kia, có mối quan hệ khá tốt với ta. Bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng không biết được hắn sống chết thế nào. Ta đã rất lâu rồi chưa gặp lại hắn. Tiền bối, ta là chuyển thế của hắn sao? Tống Thư Hàng hỏi ngay vấn đề mà bản thân mình rất muốn biết. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng tu sĩ quả thực là có luân hồi. Chỉ cần không phải chết do, thiên kiếp, hay là bị đối thủ đánh cho thần hình câu diệt thì các tu sĩ đều có cơ hội bước vào luân hồi. Ưm, ừ, à, duy chỉ có một điểm này, là không thể nào. Cô gái tóc đen nằm ở trên ghế mà quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng, miễn cưỡng nói, bởi vì cái tên Tống đầu gỗ kia không có kiếp sau. Nếu hắn muốn chuyển thế, chỉ có cách đoạt xác hoặc là bước vào trong thân thể của con dối mà thôi. Nếu là đoạt xác, thì tống thư hàng không phải là tống thư hàng, mà là tống đầu gỗ trong lời nói của cô gái tóc đen kia. Mà nếu như lợi dụng thân thể con dối, thì lại càng không có cách nào liên hệ vị tống đầu gỗ này với tống thư hàng được. Chỉ là nếu đã như vậy, nói rõ mình và vị cổ tu trong lời cô gái tóc đen kia không hề có quan hệ gì với nhau, Vậy tại sao lại bị người ta nhận nhầm hết lần này đến lần khác như chứ? Nếu đã bị nhận nhầm nhiều lần như thế, thì chắc là cũng có nhân quả tồn tại ấy nhỉ? Tống thư hàng dò hỏi lại một lần nữa, ta và hắn rất giống nhau à? Cái giống nhau mà hắn nói, không chỉ là riêng tướng mạo mà còn là một thứ gì đó sâu xa hơn. Trên thế gian này, không có cái lá nào giống cái lá nào. Người cũng thế, cũng không có ai giống ai y như đúc cả. Giữa các tu sĩ Nhìn người sẽ lại càng không chỉ đơn giản là nhìn vào ngoại hình. Nhưng, gốc măng cũng thế, Bạch Long cũng vậy, đến cô gái có mái tóc đen dày trước mặt cũng thế đều nhận nhầm hắn. Làm sao để nói rõ được đây nhỉ? Nếu nói về ngoại hình thì hai người cũng chỉ là hơi có nét giống nhau. Nhưng linh hồn của các ngươi, cùng với khí tức trên người các ngươi lại rất dễ khiến người ta ngộ nhận. Đúng là bất ngờ, ngươi là hậu duệ của hắn sao? Cô gái tóc đen dày ngẩng đầu lên, tiếp tục nói ta nhớ hắn đã từng có đạo lữ nói không chừng ngươi là hậu duệ nhất mạch đơn truyền của hắn như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được hậu duệ sao tống thư hàng lắc lắc đầu gia đình hắn vì vô số lý do mà từng di rời đi rất nhiều lần ra phả tổ truyền gì đó sớm đã bị mất rồi truy ngược lên thì cùng lắm cũng chỉ đến đời bố của ông nội hắn mà thôi lúc này cô gái tóc đen từ trên ghế đứng bật dậy mái tóc đen của cô vừa dày vừa dài giống như một cái áo choàng khoác ở sau lưng kéo lê trên mặt đất vậy. Cô đứng dậy, đến trước mặt Tống Thư Hàng, ngẩng đầu nhìn vào Tống Thư Hàng. Sau khi đến gần, Thư Hàng mới phát hiện ra cô gái tóc đen cũng không cao lắm, lúc đứng chỉ cao đến cầm hắn mà thôi. Lại nói, năm đó Tống Đầu Gỗ đã để lại một thứ đồ, gửi lại trong bích thủy các ta, hắn còn nói rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đến đây lấy lại thứ đồ đó. Nhưng rất tiếc, bây giờ ta không cách nào trả lại thứ đồ đó cho hắn được nữa rồi bởi vì thứ đồ đó bây giờ bị ta dùng mất rồi ha 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 cô gái tóc đen cười đắc ý nói tống thư hàng cô gái tóc đen lại đưa tay phất một cái lý âm trúc trong lồng ngực tống thư hàng bị nâng lên bởi một lực vô hình rồi bị đưa vào trong tay sở sở đang đứng ở cửa sau đó cô gái tóc đen đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lên má tống thư hàng đôi tay cô lành lạnh mang theo một cảm giác mát lạnh ưm um, để ta xem xem công pháp mà người tu luyện là kim cương căn bản quyền pháp và tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, phải không? Ngươi là đệ tử của tam thập tam thú thần tông sao? Cô gái tóc đen hỏi. Chỉ là sự tiếp xúc giữa những ngón tay với cơ thể Tống Thư Hàng mà cô lại thuộc như lòng tay đến thế, nói hết những công pháp mà Tống Thư Hàng tu luyện ra. Tu vi và kiến thức của vị tiền bối này quả thực thâm sâu khó dò đây. Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm ứng được lực áp bước trên người cô gái tóc đen này giống y hệt với lực áp bách phát ra từ trên người của bạch tôn giả, linh điệp tôn giả, toàn phong tôn giả và thất tu tôn giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một vị cấp bậc tôn giả. Thậm chí có khả năng còn cường đại hơn nữa. Thưa tiền bối, ta không phải là đệ tử của tam thập tam thú thần tông. Tống Thư Hàng lắc lắc đầu đáp, tam thập tam thú thần tông đã bị hủy diệt rồi, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mà ta tu luyện là do bạch tiền bối khôi phục giúp ta, lại thêm kình thôn thuật tình cờ có được hợp lại mà thành. Tam thập tam thú thần tông thế mà lại bị hủy diệt rồi sao? Cô gái tóc đen rõ ràng rất kinh ngạc. Năm đó, tam thập tam thú thần tông này cũng là danh môn đại phái, trong môn phái cũng có mấy vị tu sĩ cấp tôn giả, không ngờ rằng cũng bị hủy diệt. Thế sự vô thường, cô gái tóc đen nói, bàn tay cô nâng khuôn mặt của Tống Thư Hàng lên. Đột nhiên, cô khẽ cho mày, Biểu cảm miễn cưỡng trên mặt cũng dần tan đi. Sau đó, cô vuốt vuốt mái tóc đen dài, leo lại lên cái ghế xích đu vừa cao vừa to kia, cả người lọt thỏm trong cái ghế đó. "Ta mệt rồi." Cô gái tóc đen nói. "Tống thư hàng, hả?" "Mệt rồi, cho nên muốn đi ngủ rồi, ta muốn ngủ một giấc, chúng ta ngày mai gặp lại đi." Nói xong, không biết cô lôi ở đâu ra một cái chăn, đắp lên người. Cái ghế đùa ở bên dưới giống như một vật biến hình đang bắt đầu biến hình, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái giường lớn thoải mái. "Chúc ngủ ngon." Cô gái tóc đen phất phất tay với ba người nhóm Tống Thư Hàng. "Tống Thư Hàng giở khóc giở cười thế này là gì đây?" Sau lưng, cửa phòng bị mở ra, Kim Đồng Ngọc nữ nhẹ nhàng bước vào trong phòng, bọn họ cười xin lỗi với Tống Thư Hàng và sở sở, làm tư thế mời. "Vậy được rồi, tiền bối, hẹn gặp lại vào ngày mai." Tống Thư Hàng chỉ có thể rời khỏi lầu các này trước thôi. Đợi sau khi Tống Thư Hàng, Sở Sở và Lý Âm Trúc đi xa rồi, Sở Tiên Tử mở bừng mắt. Con người cô khẽ động, có phù văn tự động hóa thành từng hình ảnh trước mắt cô. Có một đao đốt trời rực cháy bừng bừng. Có một sợi xích vàng thô to khác 33 loại thú. Có con rối vô cùng tinh xảo. Còn có hư ảnh một mụt măng và một con bạch long. Trừ những thứ đó ra, còn có đôi giáp tay màu bạc một mảnh huyết cốt những thứ này mỗi một thứ đều đại diện cho một vị tu sĩ cường đại cái tên xích tiêu tử huyền bí kia thì cũng thôi đi những tên khác muốn làm gì không biết sở tiên tử lẩm bẩm nói một lát sau sở tiên tử kéo kéo cái chăn lên thoải mái vặn mình một cái ư ư có điều dù sao cũng chẳng liên quan gì tới ta cả buồn ngủ quá đúng rồi nếu nhìn qua hắn cũng có chút nhân quả với tống đầu gỗ thì đành giúp một tay vậy chương 543, người có chuyển phát nhanh ở dưới lầu. Sau khi đi ra từ trong, vân trung các của sở tiên tử, kim đồng ngọc nữ dẫn tống thư hàng, sở sở đến một bãi cỏ dọc bờ sông của Bích Thủy Các. Ở đó, các đệ tử nhiệt tình của Bích Thủy Các đã sớm bày sẵn yến tiệc, hoan nghênh tống thư hàng, sở sở và lý âm chúc đến. Đúng lúc tống thư hàng đang đói dã ruột, từ hôm qua hôn mê ở cầu hình vòm cho đến bây giờ, đến một giọt nước hắn cũng chưa uống. Trong yến tiệc, thỉnh thoảng lại có chấp sự, phân các chủ, trưởng lão của Bích Thủy Các đến đây, do hỏi một vài tin tức của Tống Thư Hàng và Sở Sở, tìm hiểu tình hình phát triển của xã hội hiện nay ở thế giới bên ngoài. Đồng thời, bọn họ còn nói vòng vo xa gần rằng muốn mấy người Tống Thư Hàng, Sở Sở bái nhập môn hạ bọn họ cứ luôn cảm thấy bọn họ như đang đẩy mạnh tiêu thụ bản thân mình vậy. Gấp gáp muốn thu nhận đệ tử, thậm chí ưng thuận đủ loại chỗ tốt luôn mới ghê. Sở sở ở một bên nghe tới mức đã có chút rung rinh rồi. Chỉ cần cô đồng ý, thì có thể ngay lập tức trở thành đệ tử nhập môn của Bích Thủy Các, thậm chí là đệ tử chân truyền luôn. Công pháp, tài nguyên của Bích Thủy Các đều mở cửa chào đón cô. Tuy cô đã ký kết khí ước trở thành Bát Tu, nhưng việc trở thành đệ tử của Bích Thủy Các và việc trở thành Bát Tu cũng không hề xung đột nhau. Sau khi yến hội xong xuôi, Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn ba người Tống Thư Hàng đi thẳng về Tân Khách Điệt nghỉ ngơi. Tống Đạo Hiếu và Sở Sở Đạo Hiếu Mọi người bây giờ đã hiểu về Bích Thủy Các chúng ta chưa? Liệu có dự định vào Bích Thủy Các chúng ta tu luyện không? Lúc Kim Đồng Ngọc nữ dẫn đường, vẫn không quên dò hỏi chuyện này. Sở Sở khe khẽ gật đầu, cô rất động lòng rồi, chỉ có điều còn phải suy nghĩ lại thêm một chút nữa. Tống Thư Hàng lại dò hỏi với vẻ tò mò, ta có thể hỏi hai vị một chút không? Tại sao mọi người lại muốn bọn ta gia nhập Bích Thủy Các thế? Nói thế nào thì Bích Thủy Các cũng là môn phái tu sĩ cường đại. Cứ vội vàng nhận người như vậy là sao? Kim Đồng Ngọc nữ nhìn nhau cười, bởi vì nơi này của bọn ta đã rất rất lâu rồi chưa có đệ tử mới gia nhập. Tống thư Hàng khẽ gật đầu, nhưng trên thực tế, lý do này cũng không thể thuyết phục hắn. Kim Đồng Ngọc nữ rõ ràng không hề nói ra nguyên nhân thực sự cho hắn biết. Sau khi dẫn ba người Tống thư Hàng vào tân khách điện, Kim Đồng Ngọc nữ cười tạm biệt. Ba người Tống thư Hàng sở sở, Lý Âm chúc mỗi người một gian phòng riêng. Nằm trên chiếc giường trong phòng mình, thật lâu mà Tống Thư Hàng vẫn không cách nào ngủ được. Bởi vì hắn vừa mới tỉnh lại từ trạng thái hôn mê ở trên cầu hình vòm, nên bây giờ làm sao mà ngủ được đây? Vẫn cứ luôn cảm thấy, mỗi một nơi ở Bích Thủy Các đều ngập tràn cảm giác không tự nhiên. Mãi cho đến sau nửa đêm, Tống Thư Hàng mới nhắm mắt lại, ngủ được một lát. Ngày tiếp theo, thứ năm ngày 1 tháng 8. 6 giờ rưỡi sáng, Tống Thư Hàng tỉnh dậy. Đạo hiệu hôm nay có lẽ là Bạch Kình Đao khách nhỉ. Hắn lôi điện thoại ra xem ngày tháng, trên điện thoại vẫn không có tín hiệu như trước. Chào buổi sáng, Bạch Kình Đao khách, lúc này, một thanh âm lười biếng vang lên bên tai hắn. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn. Lập tức trông thấy cô gái tóc đen vị các chủ của Bích Thủy Các đang ngồi ở phía cách giường của hắn không xa, mái tóc đen dài phủ kín mặt đất. Xem ra cô đã ngồi ở đó rất lâu rồi. Tống Thư Hàng, chào buổi sáng, sợ tiền bối. May là hắn không có thói quen khỏa thân đi ngủ. Bạch Kinh đào khách đạo hiếu, người rửa mặt trước đi, sau khi ăn sáng xong, thì ta dẫn người đến một nơi rất tuyệt vời. Sở các chủ nói. 7 giờ sáng, Tống Thư Hàng và sở sở được sở các chủ đích thân dẫn đi thẳng vào nơi sâu trong bích thủy các. Hàn khí trong người Lý Âm Trúc phát tác, lại rơi vào trạng thái ngủ đông, không biết lần này cô bé phải ngủ bao lâu. Sau khi đi khoảng 20 phút, Sở các chủ dẫn ba người tống thư hàng đến dưới một bức tường thành. Đến rồi, chính là chỗ này, Thời Quang Thành, Sở các chủ nói, đây chính là bảo địa mà cô dùng bảo vật của Tống Đầu Gỗ để lại mà xây đắp lên Thời Quang Thành. Đúng như cái tên của nó, bảo vật này thật sự quý giá, là vật phẩm có liên quan với thời gian. Nhờ sự sắp xếp của Sở các chủ, bảo vật này đã phát huy được tác dụng kỳ diệu. Trong Thời Quang Thành chia làm thượng thành và địa hạ thành. Trong thượng thành, một ngày lại bằng với 12 ngày bên ngoài. 12 là một luân hồi, thời gian trôi qua nhanh hơn. Mà trong địa hạ thành của thời quang thành lại hoàn toàn ngược lại. Trong địa hạ thành, 12 ngày mới là một ngày bên ngoài. Thời gian trôi qua rất chậm. Bất kể là thượng thành hay là địa hạ thành, một khi tu sĩ bước vào thì cùng lắm chỉ có thể ở được khoảng chừng 30 ngày nơi mà bây giờ sở các chủ muốn dẫn tống thư hàng và sở sở vào trong chính là địa hạ thành. 12 ngày mới là một ngày. Người khác tu luyện một ngày, thì ở trong địa hạ thành của thời quang thành này lại có thể tu luyện 12 ngày. Khu Giang Nam, nhà của Cao Mỗ Mỗ. Cái thằng nhóc thư hàng kia, còn không nhắn tin trả lời nữa, đây là tỉa tấu chứng tỏ nó nhất định sẽ ế tới giả à, Cao Mỗ Mỗ ngồi trên ghế, xoay qua xoay lại. Nói đi cũng phải nói lại, Hôm qua cô bạn gái trên mạng tên là Ngư Kiều Kiều kia cũng xinh đẹp thật đấy. Cũng không biết cô là người ở đâu, đã có bạn trai hay chưa nữa. Nếu có cơ hội, giới thiệu cô ấy cho Tống thư hàng hoặc là Thổ Ba thì nhất định cũng không tồi đâu. Lúc suy nghĩ như vậy, điện thoại của Cao Mỗ Mỗ lại vang lên, là một dãy số lạ. Ai thế không biết, mới sáng sớm đã gọi điện đến là sao? Lẽ nào là bọn lừa đảo hay là đám bán hàng đa cấp à? cao mỗ mỗ ngay lập tức ngồi thẳng người dậy nhấp một ngụm trà cho thấm giọng cao mỗ mỗ và thổ ba đều có sở thích huyên thuyên với mấy tên lừa đảo và nhân viên bán hàng đa cấp nếu như tên lừa đảo đó là một cô em thì sức chiến đấu của bọn họ còn có thể tăng lên gấp ba vì thế cao mỗ mỗ ấn nghe điện thoại xin chào xin chào chào anh xin hỏi anh là cao mỗ mỗ tiên sinh phải không ạ à? trong điện thoại truyền đến một âm thanh dễ nghe của con gái là một cô em cao mỗ mỗ là tôi đây tìm tôi có việc gì sao tôi là người bên chuyển phát nhanh lam hải xin anh hãy xuống dưới lầu để nhận chuyển phát nhanh ạ à. giọng nói của cô em kia thật là mềm mại không phải là lừa đảo à cao mỗ mỗ đành mặc bộ đồ ngủ cứ thế đi xuống dưới lầu lại nói mấy ngày gần đây hắn đâu có mua đồ gì ở trên mạng đâu ta chẳng lẽ là nha y hay là mấy người bạn cùng phòng tống thư hàng gửi quà cho hắn sao sau khi xuống lầu cao mỗ mỗ nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát nhanh lam hải phía xa xa đó là một chiếc xe bảy chỗ cao mỗ mỗ đến bên cạnh chiếc xe chuyển phát nhanh gõ gõ cửa kính tôi chính là cao mỗ mỗ đây chuyển phát nhanh đâu cửa trượt của xe mở ra đầu tiên là một đôi chân trắng nõn sau đó một cái móng vuốt quái vật trông vô cùng đáng sợ thò ra túm lấy cao mỗ mỗ ơ ờ, cao mỗ mỗ sững người sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể địch nổi truyền đến trực tiếp kéo hắn vào trong xe a a a cao mỗ mỗ kêu lên thảm thiết bắt cóc mình bị bắt cóc sao cái thứ như móng vuốt của con quái vật vừa nãy là cái gì thế xin chào cao mỗ mỗ chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau rồi giọng nói mềm mại của cô em kia lại vang lên là chủ nhân của đôi chân trắng nõn kia cao mỗ mỗ nhìn về phía cô em kia đối phương mặc một cái áo có mũ còn đeo một cái khẩu trang rất dày cuối cùng cũng gặp nhau. Cô đang tìm tôi sao? Xin tự giới thiệu, ta là Ngư Kiều Kiều. Giọng nói của cô em đó vẫn giữ ý cười, nói chính là Ngư Kiều Kiều fan của ngươi đấy. chương 544, Bích Thủy Các, thời gian dừng lại. Cả người cao mỗ mỗ lúc này vẫn đang trong trạng thái ngu người, mặt mày đần thối ra. Ngư Kiều Kiều, thế quái nào mà cô ấy lại tìm được nhà mình mà mò đến đây thế nhỉ? hơn nữa cô dùng danh nghĩa chuyển phát nhanh lừa mình từ trên nhà xuống bắt vào trong xe chuyển phát nhanh để làm cái gì cơ chứ làm như là bắt cóc vậy cao mỗ mỗ cảm thấy có chút hoảng hốt hắn thử dò hỏi kiều kiều cô cố ý chạy đến đây tìm tôi có việc gì sao muốn xin chữ ký à ngư kiều kiều lắc đầu cười nói thật ra ta đã sớm muốn đến tìm ngươi rồi hôm nay ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội lại nói nãi kỵ gần đây ngươi chẳng chăm áp chương mới chút nào không chăm chỉ áp chương mới đây tính là gì đây phen đến tận nhà gõ cửa hối chương mới sao cao mỗ mỗ khóc không ra nước mắt độc giả như vậy thật là đáng sợ không đúng đợi một chút đã gần đây mình chăm áp chương mới lắm mà cho dù trước đó không lâu lúc rơi vào đảo thổ dân ở đông hải cũng bởi vì còn bản thảo để dành nên không hề dừng áp chương ngày nào khoảng thời gian đầu tiên sau khi quay về hắn đã gõ được rất nhiều bản thảo cũng đặt sẵn tự động cập nhật đến cuối tháng này rồi mà. Một tác giả có lương tâm như mình thế này, rất hiếm thấy ở trên các trang văn học mạng đấy nhé. Còn hơn một vài tác giả mỗi ngày chỉ cập nhật một chương, thậm chí là 3-4 ngày mới cập nhật một lần hay một tháng cập nhật một lần. Cao mỗ mỗ cảm thấy bản thân mình quả thực rất có lương tâm với nghề nghiệp. Ngư kiều kiều thông qua nét mặt của cao mỗ mỗ, liền biết được suy nghĩ trong lòng hắn, mỗi ngày ngươi chỉ cập nhật 5 6 ngàn chữ, thật sự là quá ít. Cao mỗ mỗ, mỗi ngày năm sáu ngàn chữ mà vẫn còn quá ít sao. Vậy phải cập nhật bao nhiêu mới được coi là đủ đây? Mỗi ngày không viết 100 đến 200 nghìn chữ, làm sao sinh tồn được trong cái xã hội cạnh tranh ngày càng ác liệt này đây? Giọng ngư kiều kiều cũng trở nên kích động hẳn lên, một ngày không viết một hai nghìn chữ, người vẫn còn mặt mũi nói mình là một tác giả sao? Trong khi nói chuyện, cửa xe bị khóa lại, chiếc xe từ từ khởi động. Đợi đã, đợi chút đã ngư kiều kiều chúng ta đi đâu đấy cao mỗ mỗ kêu lên đồng thời hắn nắm lấy cửa xe muốn thoát ra khỏi chiếc xe này đúng lúc này bên cạnh ngư kiều kiều có một gã cao to vạm vỡ mặc bộ vest giơ tay ra ôm ghì lấy cao mỗ mỗ vào trong ngực làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được yên tâm đi nãi kỵ chúng ta không có ác ý gì cả ngư kiều kiều cười nói chúng ta đưa ngươi đến một nơi tuyệt vời có thể cho ngươi chăm chỉ gõ chữ Cao mỗ mỗ, đưa tác giả đến một nơi tuyệt vời để gõ chữ sao. Đến nhà gõ cửa đòi trương đã đáng sợ lắm rồi, bắt tác giả đi gõ chữ, độc giả như cô thế này là đang phạm tội đấy nhé, đây là phạm tội đấy nhé. Đúng rồi, nãi kỵ, lúc đến đón ngươi, ta đã nói rõ với người nhà của ngươi rồi, bọn họ cũng đồng ý cho bọn ta đưa ngươi đi. Ngư kiều kiều cười hì hì nói, không biết cô đã dùng lý do như thế nào để có thể thuyết phục được ba mẹ cao mỗ mỗ. Cao mỗ mỗ quay đầu lại, nhìn qua cửa xe, trong nét mờ mờ dường như hắn trông thấy bố mẹ mình đang đứng ở trên ban công, mỉm cười vẫy tay từ biệt với hắn thì phải. Sao lại có thể như vậy? Ngư Kiều Kiều đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến một người mẹ yên để con trai của mình cho người ta mang đi chứ? Ngư Kiều Kiều, cho nên, ngoan ngoãn quay về gõ chữ với ta đi. Ha 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 ha, đừng, đừng mà, tôi từ chối, mấy ngày này tôi còn có việc nữa. Đúng rồi, Ngư Kiều Kiều, trong file bản thảo của tôi có rất nhiều bản thảo, tôi có thể giao hết đống bản thảo ấy ra cho cô mà." Cao Mỗ Mỗ kêu lên, "Hắn đã hẹn với bạn gái nhà y rồi, mấy ngày này phải đi hưởng tuần trăng mật của hai người lại một lần nữa mà. Chỉ hai người, không mang theo bất kỳ con kỳ đà nào, vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch trăng mật mà thôi. Nếu như hắn bị bắt đi gõ chứ, cuộc hẹn của hắn phải làm sao đây?" Điều đáng tiếc là sự từ chối của Cao Mỗ Mỗ hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn vẫn bị Ngư Kiều Kiều bắt đi mất. Trước khi viết một kịch bản thú vị dành cho Tống thư hàng và Bạch Tôn Giả, Ngư Kiều Kiều đã chuẩn bị cho hắn một căn phòng đen nhỏ khá ngon lành, bố trí một cái máy tính siêu ngon. Mục tiêu là mỗi ngày 100 đến 200.000 chữ bản thảo. Không nghĩ ra được thì không cho ăn cơm, ngày nào gõ chữ xong sớm thì có thể nghỉ ngơi sớm, nếu mà chưa gõ xong thì thức thâu đêm mà làm. Ngư Kiều Kiều đã chuẩn bị các loại đan dược, nước thuốc mà người thường cũng có thể dùng được như linh mạch bích trà, tỉnh mục đan, nước hoạt lực, cho cao mỗ mỗ. Có những thứ này thì cô có thể đảm bảo nãi kỵ cao mỗ mỗ, một ngày 24 giờ đều tràn đầy tinh lực, viết lách không ngừng. Đừng nói là một hai trăm nghìn chữ một ngày, lúc trạng thái tốt hơn hẳn thì ba bốn trăm nghìn chữ một ngày cũng không phải là không thể đâu. Ở một nơi khác, trong bích thủy các, tống thư hàng, sở sở được cô gái tóc đen dẫn vào trong địa hạ thành của thời quang thành. Đó là một thế giới dưới mặt đất được tạo thành bởi rất nhiều thông đạo. Nơi này là địa hạ thành trong thời quang thành, thời gian ở đây khác với ở thế giới bên ngoài. 12 ngày ở đây tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài. Rất thần kỳ phải không? Cô gái tóc đen lười biếng nói. Rõ ràng là một thứ rất đáng để khoe khoang nhưng lúc cô giới thiệu thì lại có cảm giác ỉu xìu. Cái nơi tốt mà sở các chủ nói ấy chính là nơi này sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng thế, nơi này chính là nơi tốt cho tu luyện. Ngoại trừ sự trôi chảy của thời gian thì nơi này cũng là nơi linh khí dồi dào nhất trong bích thủy các ta, khi tu luyện, làm chơi ăn thật. Là một nơi rất thích hợp để bế quan một thời gian ngắn. Sở các chủ nói, rụi rụi mắt, nói tiếp, nếu như vận khí các người đủ tốt, nói không chừng còn có thể hiểu được một chút đại đạo liên quan đến thời gian hôm nay các ngươi ở trong thời quang thành tu luyện đi, ưng. Ừ. Cái một ngày mà ta nói là một ngày của thế giới bên ngoài ấy. Cũng chính là 12 ngày ở trong địa hạ thành của thời quang thành này. Đến lúc đó ta sẽ tới đón các ngươi nha. Dứt lời, sở các chủ cười cười phất tay, cứ thế mà tiêu sái rời đi mất. Chỉ còn tống thư hàng và sở sở vẫn ngây ngốc ở lại. Bước vào bích thủy các một cách kỳ lạ chẳng đâu ra đâu, lại gặp được một sở các chủ kỳ lạ, sau đó bị dẫn vào một nơi giống như một tòa thành thời gian là thời quang thành này một cách kỳ lạ, ở những tông môn khác có lẽ cái này là một tồn tại tương tự như cấm địa vậy. Sở Các chủ thật sự yên tâm mà dẫn hai người lạ mặt vào trong như vậy sao? Chỉ bởi vì có duyên thôi sao? Tống thư hàng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi được cách tư duy của vị Sở Các chủ này. Nhưng, nếu đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại vậy. Nơi này quả thực là nơi tốt để tu luyện. Chúng ta ở đây tu luyện một khoảng thời gian đi." Tống thư hàng thở dài. Sở Sở gật đầu, đối với cô mà nói thì nơi bế quan giống như thời quang thành này, cô cầu còn không được. Đối với cô mà nói, thời quang thành đã xem như là kỳ ngộ rồi. Đây có thể là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Sau khi Sở Các chủ rời khỏi thời quang thành, một thân một mình, mơ mơ hồ hồ bay đến dưới bức tường thành của thời quang thành như mộng du sau đó cô đột nhiên dừng lại ngơ ngác bất động là ngủ mất rồi sao Kiểu năng lực nói ngủ là ngủ này tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể luyện được ước chừng một tiếng đồng hồ sau sở các chủ lại đột nhiên tỉnh lại cô vươn mình một cái ngáp một cái thật dài tiếp theo sở các chủ lại rụi rụi mắt vẻ mặt mơ màng ơ tại sao ta lại ở chỗ thời quang thành nhỉ sở các chủ đột nhiên lẩm bẩm sau đó Cô làm vẻ mặt cố gắng suy nghĩ. Trong trí nhớ, dường như cô đã ngủ rất rất lâu rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong mơ hồ có một người quen đến tìm mình, sau đó chẳng có sau đó nữa, buồn ngủ quá rồi, cả người không có chút sức nào nữa rồi. Chính mình đã làm gì và đã nói những gì với người quen kia cô đều không còn nhớ nữa. Tựa như là một người trong quá trình ngủ say, có điện thoại gọi tới, sau khi người đó mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại, thật ra thì họ không biết đã nói gì sau đó, đợi lúc người đó tỉnh lại, cũng rất khó nhớ lại được mình đã nói những chuyện gì trong điện thoại. Hay nói cách khác, chuyện tiếp xúc với Tống Thư Hàng, đưa Tống Thư Hàng vào trong thời quan thành, đều là những chuyện mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ của sở các chủ. Bây giờ, cô lại càng dứt khoát cho Tống Thư Hàng và sở sở đi vào dĩ vãng rồi. Rõ ràng đây là chuyện chỉ mới xảy ra một giờ trước thôi. Trạng thái của sở các chủ bây giờ rất có vấn đề. À, không sao cả, không nghĩ ra thì thôi khỏi nghĩ nữa, dù sao chuyện không nhớ được đó có lẽ không liên quan gì tới ta đâu. Sở các chủ lầm bẩm nói. Khắc tiếp theo, thần trí của cô mở rộng ra, bao phủ cả các ngóc ngách của Bích Thủy Các. Các đệ tử của Bích Thủy Các vẫn vất vả tu luyện như thế, mỗi người đều tràn đầy tinh lực và lạc quan. Các trưởng lão, chấp sự hoặc là tu luyện, hoặc là luận đao, hoặc đánh cờ, hòa thuận vui vẻ. Trong một gian tân khách điện, kim đồng ngọc nữ đang thay chăn màn cho một vị khách nhỏ tóc trắng đáng yêu. Trong bích thủy các có khách đến à? Dường như là cùng vào bích thủy các cùng với người quen kia của mình, nhưng người quen kia của mình chạy đi đâu mất rồi. Nghĩ không ra cũng không sao, đã là người quen của mình thì khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Bích thủy các hôm nay vẫn rất yên bình như trước. Sở các chủ vui mừng cười một cái. Sau đó, cô vuốt mái tóc đen dài thường thượt, chấp vài cái đã rời khỏi thời quang thành, quay trở lại vân trung các của mình rồi. Cảm giác lần này, cực kỳ, cực kỳ buồn ngủ, muốn ngủ một thời gian dài hơn chút. Sở các chủ quay trở về chiếc giường của mình, tìm một vị trí tốt, mệt mỏi cuộn mình lại, lẩm bẩm nói. Rất nhanh, cô đã chìm vào trong một giấc mộng đẹp. Giấc ngủ lần này không hề giống với mấy ngày trước. Lần này, là trạng thái ngủ say thực sự. Trong nháy mắt các chủ sở tiên tử đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, tất cả Bích Thủy Các đều đã dừng vận chuyển. Giống như thời gian dừng lại vậy. Kim Đồng Ngọc Nữ vốn thay chăn cho Lý Âm Trúc, vẫn giữ tư thế đắp chăn, không hề động đậy. Các đệ tử bình thường của Bích Thủy Các đang nỗ lực tu luyện ở bên ngoài đã dừng cả lại, vẫn giữ nguyên động tác tu luyện cuối cùng. Mà ngay cả các chấp sự, phó các chủ, trưởng lão, toàn bộ đều dừng lại động tác cuối cùng trong nháy mắt, có người đang uống trà, có người đang đánh cờ, có người đang luận đạo. Có người đang nói chuyện phiếm nữa. Không chỉ tu sĩ trong Bích Thủy Các, mà ngay cả nước sông, suối chảy, chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, côn trùng đang bò ở bên trong cũng đều dừng hết lại. Tất cả không gian, thời gian trong Bích Thủy Các đều dừng lại. Người duy nhất không bị ảnh hưởng, đó chính là Lý Âm Trúc bị hàn khí trong người phát tác, đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Hô hấp của Lý Âm Trúc đều đều, chỉ là hơi thở thở ra từ trong miệng mũi đều mang theo hàn khí hóa thành một làn xương trắng. Trong lúc không ý thức, cả căn phòng đều ngập tràn hàn khí. Lông mi của Lý Âm Trúc khẽ run lên, không biết là sắp tỉnh lại, hay là lại sắp bị hàn khí trong người đóng băng nữa đây. Trong địa hạ thành của thời Quang Thành, Tống Thư Hàng và Sở Sở đi dọc theo thông đạo rất dài, đến được một đại điện rất rộng lớn. Trong đại điện này, ngoài một bức tổ họa bích thủy các lẻ loi được treo ra thì chẳng còn bất kỳ thứ đồ nào khác. Linh khí trong đại điện phải dày đặc hơn khoảng gấp 3 lần trong thông đạo ở ngoài kia. Vì thế, Tống thư Hàng và Sở Sở lựa chọn tu luyện ở chỗ này. Vừa bắt đầu, hai người tự tu luyện riêng. Cái mà Sở Sở tu luyện lấy kiếm quyết thần bí của nhà họ Sở làm chính, đó là một bộ công pháp tu luyện trực chỉ kim đan ngũ phẩm. Ngoài cái đó ra, Sở Sở còn bắt đầu tu luyện một vài đao pháp cơ sở khác. Những đao pháp cơ sở này là cô lấy được từ trong tay một lục tu cô nương sau khi cô ký kết khế ước bát tu. Kế thừa danh hiệu, bát tu, là đồng thời phải kế thừa, cửu tu phượng hoàng đao kia. Nếu đã phải kế thừa phượng hoàng đao, sở sở tự nhiên phải học tập đao pháp mới được. Tống thư hàng tạm thời tu luyện, bất động kim cương thân, và cương thủ có được từ chỗ thất tu tôn giả là chính. Hắn còn muốn gắng sức tăng thể chất của mình lên, nếu dùng con số để hình dung thì thể chất bây giờ của hắn ước tầm 245. Bàn về thể chất, hắn đã không kém sở sở có cảnh giới đan điền thứ tư của nhị phẩm là bao. Mà mục tiêu của Tống Thư Hàng là mau chóng tăng thể chất của mình lên tầm 250. Sau đó, hắn có thể yên tâm trùng kích đan điền thứ ba là long chảo đan điền rồi. Đợi long chảo đan điền mở ra, Tống Thư Hàng lại có thể nếm thử ăn sống linh thú tinh, tu luyện tam thập tam thú tiên tiên nhất khí công. Tống Thư Hàng đã tu luyện Bất Động Kim Cương Thân tới mức đại thành, duy trì tư thế bất động cũng có thể tu luyện công pháp luyện thể bổ trợ này. Mà tu luyện cương thủ thì tương đối khó khăn. Mấy ngày nay Tống Thư Hàng vẫn luôn tu luyện đả thiết thần kỹ. Bây giờ khi Tống Thư Hàng toàn lực thi triển, cương thủ chỉ có thể khiến 10 đầu ngón tay hiện ra màu sắt thép nhàn nhạt, nhạt. Đừng nói là hai tay có thần lực, tay không cũng có thể miễn cưỡng kháng cự được pháp bảo cấp nhị phẩm rồi. Bây giờ khi 10 ngón tay của hắn vận chuyển, cương thủ, nhẹ nhàng va chạm với vũ khí bình thường một cái cũng sẽ tiêu tán. Lúc này, thật sự là nhớ một vị tiền bối. Tống Thư Hàng thở dài. Sở sở ở bên cạnh luyện kiếm pháp xong, thì hỏi là vị bạch tôn giả kia sao? Lại nói sở sở thật sự rất ngưỡng mộ Tống Thư Hàng, có thể có một vị tiền bối cấp tôn giả chỉ bảo tu luyện mỗi ngày. Không phải bạch tôn giả đâu, là một vị tiền bối rất đẹp trai, Chức năng ấp của hắn rất là mạnh. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Tuy Bạch Tôn Giả cũng là một người thầy rất giỏi, lúc dạy bảo đạo pháp, vũ kỹ cho Tống Thư Hàng, thì giảng giải nội dung sâu sắc với lời lẽ rất dễ hiểu. Nhưng, người mà Tống Thư Hàng nhớ tới lại là Diệt Phượng Công Tử Tiền Bối. Tu luyện công pháp nhà ai mạnh, hoa hạ thần châu tìm ai, tìm Diệt Phượng Công Tử. Chỉ cần mượn CPU của hắn ấp một cái, độ thuần thuộc kỹ năng sẽ tăng lên xoành soạch sau khi độ thuần thục đầy rồi, lại quay về trong cơ thể mình, chỉ dùng cần làm vài lần làm quen, thì có thể trực tiếp luyện kỹ năng đến cảnh giới, đại thành, trở lên. Tuy không biết thư hàng đạo hữu người đang nói cái gì, có điều có lẽ đó là một vị tiền bối khá tuyệt vời đây. Sở sở nói, ừ, cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chứ. Tống thư hàng giơ ngón tay cái lên, đúng rồi, ta thấy sở sở cô nương cô đang luyện đao pháp căn bản, có cần giúp đỡ không? Đao pháp căn bản của Tống Thư Hàng rất chắc, Lúc trước khi ở trong thực tại ảo của bạch tôn giả, hắn bị thiếu niên áo xanh rắt ngựa trắng kia ngược đến chết đi sống lại, nên đã nắm vững được cơ sở đao pháp. chương 545, sở các chủ đã quên sự mất chúng ta rồi sao? Sở sở đương nhiên sẽ không từ chối sự chỉ điểm của một vị tu sĩ có đao pháp đại thành rồi. Mặc dù là dựa vào xài tuôn hách để tăng lên, nhưng đao pháp của Tống Thư Hàng đích thực là cảnh giới đại thành, không lẫn đi đâu được. Vì thế, Tống Thư Hàng bắt đầu chỉ bảo đao pháp căn bản cho sở sở. Phương pháp mà hắn dùng tới chính là giống như thiếu niên áo xanh, cưới bạch mã dạy dỗ hắn trong thực tại ảo của bạch tôn giả năm đó vậy. Đơn giản và thô bạo, trước tiên giảng giải các kỹ xảo dùng đao cho sở sở một phen, sau đó nâng bảo đao bá toái lên, để sở sở dùng cơ thể nhận thức mị lực của đao pháp căn bản. Điều không được hoàn mỹ nhất chính là, lần này sở sở không mang theo đao vào, chỉ có thể dùng kiếm để xuất đao chiêu, lúc luyện rất kỳ cục. Chỉ có điều khả năng lĩnh ngộ của sở sở rất mạnh, luôn có thể học một hiểu mười. Đây mới là thiên tài thật sự, đao cũng được mà kiếm cũng xong, không câu nệ hình thái. Ngày thứ nhất trong địa hạ thành, cứ thế trôi qua trong lúc tống thư hàng và sở sở tu luyện. Buổi tối, hai người chia nhau đả tỏa minh tưởng tu luyện. Trên người hai người đều mang đủ ích cốc đan, không cần lo lắng về vấn đề ăn uống. Ngày thứ hai trong địa hạ thành, Tống Thư Hàng và sở sở cô nương thử rời khỏi đại điện, theo thông đạo dưới địa hạ thành mà tiếp tục đi về phía trước. Nửa giờ sau, bọn họ đã tìm được một đại điện mới. Trong đại điện này có hơn 30 thao đồng, dưới thao đồng là từng khối tinh thể màu đen. Thao đồng này chính là cái mà tu sĩ dùng để tắm rửa, ở bên cạnh còn bày biện các loại vũ khí như đao, côn bổng. Đây chính là kiểu mèo mù vớ được cá rán, muốn cái gì liền có cái ấy. Tống Thư Hàng đang cần thao đồng dược dục, sở sở cô nương đang cần một cây đao tiện tay. Vì thế, Tống Thư Hàng vui vẻ quyết định tiến hành một lần tắm rửa. Tinh thể màu đen ở dưới thao đồng là một loại nhiên liệu để đốt cháy, một chút lửa nhỏ cũng có thể nhóm được. Đổ dược liệu được phân lượng một lần vào trong thao đồng, cho thêm nước vào ngập đầy chậu đồng. Ngâm mình trong nước thuốc, Tống Thư Hàng phát ra tiếng thở dài khoan khoái. Đáng tiếc, hiệu quả dược dục lần này không có tác dụng như lúc trong quan tài màu vàng của lục tu cô nương. Lúc trong quan tài màu vàng của lục tu cô nương, hiệu quả của dược dục có thể đạt đến cứ mỗi 3 phút thể chất lại tăng lên khoảng 0,1. Mà bây giờ, 10 phút mới tăng lên khoảng 0,1. 2 giờ sau thể chất cũng chỉ tăng lên khoảng một mà thôi. Méo mó có còn hơn không? Dù sao, một ngày ngâm tắm hai lần, cũng có thể tăng thể chất lên 4 rồi. Ở một phía khác, sở sở cô nương trước tiên đi chọn lấy một cây đao vừa tay, luyện đao pháp căn bản một lần. Sau khi luyện đao pháp xong, cô đi đến chỗ một thao đồng ở cách xa vị trí của tống thư hàng, kéo một cái màn tre, sau đó cho đầy nước trong vào thao để tắm. Sau khi bước vào thao thuốc, cô cúi đầu nhìn xuống vị trí dưới cổ mình. Lần trước sau khi bị kẻ thù ôm ghi nát hết xương cốt, may mắn có được vị đạo hữu thần y của Tống Thư Hàng giúp đỡ, thương thế của cô đã khôi phục. Nhưng, ngược lại không hề khôi phục lại độ cong ban đầu cũng không biết về sau có cơ hội khôi phục hay không cho dù có thể khôi phục độ cong như trước kia về phương diện tính đàn hồi không biết liệu có chịu ảnh hưởng gì hay không dù sao chỗ này lại là khuôn mặt thứ hai của người con gái không thể khinh thường được ngày thứ ba ở địa hạ thành lúc sở sở cô nương tỉnh dậy đột nhiên bắt đầu ngồi khoanh chân lại bước vào trạng thái tu luyện sau đó cô bước vào hình thức đột phá tiểu cảnh giới Tống Thư Hàng trông thấy cô bắt đầu trùng kích cảnh giới, liền chủ động tới hộ pháp cho cô. Hộ pháp không chỉ là tránh cho sở sở chịu ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, mà quan trọng hơn là nếu như trong lúc trùng kích cảnh giới sở sở xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hộ pháp có thể ra tay cứu giúp cô. Hoặc là cho cô dùng đan dược bùng nổ chân khí, hoặc là ngăn chặn cô tẩu hỏa nhập ma gì đó trong lúc khẩn thiết. Hai giờ sau, sở sở mở bừng mắt, Đan điền thứ năm là, lòng trưởng đan điền của nhị phẩm đã mở ra thành công. Sau lưng cô ngưng tụ lại thành phần lớn thân thể của một con chân long, kế tiếp cũng chỉ còn thiếu long cảnh và long thủ nữa thôi. Phù, sở sở phun ra một ngụm chọc khí. Lần đề thăng cảnh giới này, nhanh hơn các lần trước, hơn nữa lại có một loại cảm giác tựa như nước chảy thành sông. Dù sao thì không lâu trước đây, cô suýt nữa đã bị người ta kẹp chặt đến chết, kể cận sinh tử cũng có mấy ngày nay ở trong không gian với Tống Thư Hàng, gặp phải áp lực của Thái Sơn Phong Ấn Pháp, tu luyện trong căn phòng trọng lực dưới mặt đất của thất tu tôn giả, thu hoạch trong mộ của lục tu tôn giả cùng với thu hoạch trong địa hạ thành của thời Quang Thành. Đây đều là những kỳ ngộ mà mấy năm trước cô rất khó được trải qua một lần. Trong mấy ngày này lại kiểu như hạn hán gặp mưa rào, gần như là mỗi ngày lại được gặp một lần. Cho nên, thăng một tiểu cảnh giới cũng không có gì là lạ đợi sau khi sở sở tấn dài thành công, Tống Thư Hàng bắt đầu tu luyện cho mình. Bây giờ, lúc hắn vận chuyển, cương thủ đã có thể làm cho hai bàn tay đều biến thành màu sắt thép. phảng phất như là đeo một đôi găng tay bằng sắt vậy. Tu luyện, cương thủ cũng có thể tăng thể chất của Tống Thư Hàng lên. Hôm nay hắn đã thành công tăng thể chất của mình lên đến khoảng 50, đã có thể trùng kích đan điền thứ ba là long chảo đan điền của nhị phẩm rồi. Chỉ có điều hôm nay không cần phải vội, Tống Thư Hàng chuẩn bị tiêu tốn thời gian một ngày để ôn dưỡng chân khí trong đan điền mình một lần, điều chỉnh lại tinh thần lực của mình đến trạng thái tốt nhất. Ngày mai chính là lúc đột phá cảnh giới. Tống Thư Hàng khẽ nói. Ngày thứ tư trong địa hạ thành. Tống Thư Hàng điều chỉnh trạng thái bản thân mình đến tốt nhất, sau đó không quên thỉnh giáo sở sở kinh nghiệm lúc đột phá long trảo đan điền. Lần trước lúc trùng kích Long Vĩ đan điền, chính là vì không có kinh nghiệm, suýt nữa trùng kích thất bại. Cũng may có một vị tiền bối làm việc tốt mà không để lại danh tính, lúc hắn trùng kích cảnh giới đã chỉ điểm kinh nghiệm cho hắn, từng bước từng bước chỉ dẫn hắn đột phá. Lại nói, vị tiền bối tốt bụng kia rốt cuộc là ai nhỉ? Trong nhóm cửu châu số 1, không có vị tiền bối nào nói mình đã từng giúp đỡ hắn cả. Có kinh nghiệm trùng kích cảnh giới của sở sở, Tống Thư Hàng bắt đầu trùng kích, long chảo đan điền. Sở sở ở một bên hộ pháp cho hắn. Các cửa của Long Trảo Đan Điền cũng không chỉ dừng lại ở một tầng, cần phải lần lượt trùng kích. Tống Thư Hàng trùng kích tiểu cảnh giới không có cảm giác tốn nhiều công sức. Thứ khác trong cơ thể hắn bây giờ không nhiều lắm, nhưng lượng chân khí đủ lớn. Tu sĩ có tu vi hai tiểu cảnh giới nhị phẩm như hắn, lượng chân khí trong cơ thể đã không thua gì tu sĩ tiểu cảnh giới thứ tư của nhị phẩm là bao. Cửa ải của Long Trảo Đan Điền cũng giống như bức tường đất, dưới cồn sóng chân khí của Tống Thư Hàng, nó đã bị phá hủy từng tầng một. Cũng nửa giờ sau, Tống Thư Hàng thành công đột phá, Long Chảo Đan Điền, bước vào giai đoạn ôn dưỡng sau khi mở Đan Điền. So ra, không biết vì sao, sở sở cảm thấy lòng mình có chút buồn bực. Thời gian thấm thoát trôi qua. 12 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian 12 ngày này, Tống Thư Hàng đã dùng hết số tài liệu dược dục mua từ chỗ lục tu cô nương. Đan Điền thứ ba là Long Chảo Đan Điền, cũng đã được triệt để củng cố, sau khi có đan điền thứ ba chịu một phần áp lực chân khí, nguy cơ bạo thể của Tống Thư Hàng đã được giải trừ. Trên lý thuyết, Tống Thư Hàng đã lại có thể ăn một miếng linh thú tinh rồi. Chỉ có điều hắn chuẩn bị tiếp tục tăng thể chất của mình lên một chút, tránh cho thể chất không đủ, lại tiến vào một vòng nguy cơ bạo thể mới. Đả thiết thần kỹ, cương thủ, này, cuối cùng cũng tu luyện thành công, bước vào cấp bậc nhập môn. Mà thể chất của Tống Thư Hàng lại tăng lên đến khoảng 65. Nếu thể chất lại tăng lên nữa, nói không chừng hắn có thể giống như tạo hóa pháp vương, lúc ở cảnh giới nhị phẩm, liền có được thể chất của cảnh giới tam phẩm. Cảnh giới tam phẩm cũng là cảnh giới chiến vương, tu sĩ ở cảnh giới này, so với cảnh giới nhị phẩm thì thân khí đã hóa lỏng, chất lượng chân khí tăng lên rõ rệt. Ngoài điều đó ra, điều đặc biệt của tu sĩ tam phẩm chính là lúc thông qua thiêu đốt, dịch thể chân khí trong cơ thể có thể bộc phát chiến vương chi thân trong thời gian ngắn khiến cho chiến lược tăng lên rõ rệt. Thời gian 12 ngày, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sở sở tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao. Cô không hổ là tu sĩ cấp bậc thiên tài, trong thời gian 12 ngày, đã nắm vững hết đao pháp căn bản. Trong tương lai, nói không chừng sở sở sẽ là tu sĩ đao kiếm song tuyệt cường đại. Trong lòng sở sở có chút không nỡ, tu luyện ở trong địa hạ thành của thời quang thành này, Tốc độ tu luyện nhanh gấp 5, 6 lần so với bên ngoài. Cái này giống như cô liên tục sử dụng đan dược chân quý trợ giúp tu luyện vậy. Cô quả thật có chút không nỡ đi ra khỏi đây. Ở một nơi cách cô không xa, Tống Thư Hàng hai tay cầm một thanh kiếm lớn. Chỉ thấy thân hình của Tống Thư Hàng nhảy lên thật cao, trên quái kiếm chớp lên ánh sáng khiến người ta lóe mắt. Đồng thời, trong miệng Tống Thư Hàng phát ra những lời kịch kỳ quái, "Thánh quang à, thứ tà ác kia thoạt nhìn rất đáng để chiến một trận." Thánh quang trảm ác kiếm. Bộ kiếm thuật này cải biên từ phương Tây, tuy rằng uy lực đánh trực diện không tồi, nhưng kiếm quyết của nó thật sự rất đáng xấu hổ. Nhưng Tống thư hàng vẫn chơi rất hăng say. Kiếm thuật đó, đây chính là kiếm thuật đó. Tuy là đại kiếm hai tay, nhưng đây cũng là kiếm mà phải không? Hắn cuối cùng cũng luyện được một chiêu kiếm thuật rồi, Thánh quang trảm ác kiếm này thoạt nhìn cũng có uy lực không tồi. Sở Sở đã từng thử một chiêu với hắn. Lúc tiếp xúc chính diện với Thánh Quang Trảm Ác Kiếm, sở sở cần một hơi bộc phát 21 kiếm kiếm đánh bình thường mới có thể ngăn cản được Thánh Quang Trảm Ác Kiếm này. Hơn nữa, lúc Tống thư hàng thi triển kiếm thuật này, trên kiếm quang sẽ mang theo thánh diễm, thuộc tính thánh diễm này rất thú vị. Tuy lực sát thương không cao, nhưng rất dính người. Hơn nữa, khẩu vị cũng tốt, cái gì cũng có thể đốt. Ừm, cái gì cũng có thể đốt. Bởi vì đã là ngày cuối cùng tu luyện trong địa hạ thành của thời quang thành, tống thư hàng và sở sở không lãng phí thời gian, liên tục tu luyện đến dạng sáng. Kế tiếp, chỉ còn đợi sở các chủ đến đưa chúng ta ra ngoài thôi. Tống thư hàng dựng đại kiếm hai tay lại, nét mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Sở sở ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, trên người khoác một bộ quần áo được may sửa từ một cái rèm nhìn lại thời quang thành ở phía sau lưng với vẻ lưu luyến không nỡ rời. Thật là một nơi tuyệt vời, nếu có thể ở trong này tu luyện thêm mấy ngày thì tốt quá. Xong, hai người chờ đợi mãi, đợi đã hơn nửa ngày, nhưng vẫn không thấy vị, sở các chủ, vốn phải đến đón bọn họ đâu cả. Sở sở trao mày, chuyện gì vậy nhỉ, đã đến giờ hẹn rời khỏi, thời quang thành, rồi mà. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, nói, hay là, vị sở các chủ kia lại ngủ mất rồi nhỉ. Trạng thái của cô ta có chút kỳ quái, cứ luôn ở trạng thái buồn ngủ, hay là lại ngủ quên rồi. Thời gian trôi chỗ chúng ta bây giờ khác với bên ngoài, một ngày bên ngoài tương đương với 12 ngày của chúng ta. Nếu cô ta ngủ đến mấy tiếng thì đã là mấy ngày đối với chúng ta rồi. Trong mắt Sở Sở lộ ra vẻ vui mừng, vậy chi bằng chúng ta lại quay về tu luyện thêm mấy ngày nữa thì sao? Tống thư hàng có chút lo lắng cho Lý Âm Trúc, chỉ có điều nếu không có Sở các chủ dẫn dắt thì bọn họ cũng không có cách nào ra khỏi thời quang thành được. Không có cách nào khác chỉ đành đồng ý với ý kiến của sở sở, quay lại tu luyện. Hiệu quả tu luyện trong địa hạ thành của thời quang thành rất tốt. Quay lại thời quang thành tiếp tục tu luyện. Một ngày lại một ngày. Rất nhanh, lại 12 ngày trôi qua nhưng vẫn không thấy các chủ sở tiên tử đến. Tống thư hàng hoài nghi không biết có phải mình bị sở tiên tử quên bén đi rồi không. Sở sở mỗi ngày đều tu luyện rất vui vẻ. Đối với cô mà nói, mỗi ngày có thể cảm thấy được mình càng mạnh hơn, chính là chuyện cực kỳ vui vẻ. Cô là một cô gái rất dễ dàng thỏa mãn. Cương thủ của Tống Thư Hàng đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, ngay cả toàn bộ thánh quang kiếm thuật cũng đã tu luyện xong, đã đạt đến tiêu chuẩn nhập môn rồi. Tuy rằng nguyên liệu, dược dục đã dùng hết, nhưng dựa vào hiệu quả công pháp luyện thể, cương thủ, tăng cường thể chất, trong vòng 12 ngày này, Tống Thư Hàng đã đẩy thể chất đến trình độ trên dưới 75 mà mấy ngày nay, Tống Thư Hàng còn tranh thủ nghiên cứu một thứ. Chính là con rối hình người trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xa của hắn. Cái thứ gài hàng bố mày này, cư nhiên lại có thể nuốt linh thạch. Lần trước mua dược liệu ở chỗ lục tu cô nương, không phải tìm lại được ba viên linh thạch sao, lúc đặt vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xa, lại mất tiêu không thấy đâu nữa. Tống Thư Hàng cảm thấy cực kỳ đau lòng, đây chính là ba viên linh thạch tam phẩm đấy, tiền công mà hắn phải đào khoáng hơn nửa ngày ở trong mỏ linh thạch đấy. Tại sao bỏ linh thạch vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xa lại biến mất không thấy đâu nữa? Vì thế, Tống Thư Hàng rất tò mò bỏ bốn viên linh thạch cuối cùng đã được sử dụng một nửa ở trong tay vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xa. Sau đó hắn lại thử lắc lắc cái túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xa đó. Rất nhanh, hắn đã trông thấy được hung thủ nẫng mất linh thạch của hắn, ấy chính là con dối hình người, nó đã nuốt mất mấy viên linh thạch lòng đau như cắt ứ ứ, bởi vì thí nghiệm này mà lại mất tiêu bốn viên linh thạch dùng một nửa rồi. Bởi vậy, tống thư hàng cũng không dám bỏ linh thạch vào trong túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xà nữa. Hơn nữa, khi mỗi lần tu luyện kết thúc, hắn sẽ lại nghiên cứu cái con rối hình người tinh xảo này. Chỉ là con rối hình người không có đủ năng lượng, giống như một món đồ chơi bình thường thôi, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Tống thư hàng cũng không phải là đại sư nghiên cứu con rối căn bản không nghiên cứu ra bất cứ thứ gì. Hay là cứ đợi sau khi bạch tôn giả quay về, đưa thứ đồ này cho bạch tôn giả nghiên cứu xem sao nhỉ? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Bạch tiền bối gỡ đồ đặc biệt lợi hại đấy. Điều đáng tiếc chính là, tháo rỡ xong, rất có thể không lắp lại được nữa. Cho dù có thể lắp trở lại, thì nó cũng vẫn mang theo tai họa ngầm. Dù sao cũng không phải đồ của mình, hỏng thì hỏng thôi, lần sau đưa cho bạch tiền bối tháo rỡ ra xem sao. Tống Thư Hàng quyết định trong lòng. Hôm nay sở các chủ vẫn không đến, sở sở lên tiếng nói. Cô và Tống Thư Hàng đã ở trong địa hạ thành của thời quang thành đợi được 24 ngày rồi. Nhưng sở tiên tử vẫn không nhớ tới bọn họ. Bên ngoài có lẽ đã qua được hai ngày rồi, Tống Thư Hàng đáp lại. Lúc này nếu có internet thì tốt biết bao, có thể gọi một cuộc cho sở tiên tử, bắt cô sách mông lên đến thời quang thành đón người. Sau khi sở sở ngẫm nghĩ, lên tiếng nói, thư hàng đạo hiếu, chỉ bằng chúng ta lại quay về nơi sâu trong địa hạ thành của thời quang thành đi bộ xem xem, nói không chừng lại có cách để ra ngoài thì sao. chương 546, ánh mắt không dám tin của sở sở cô nương. Mãi mà không thấy sở các chủ đến đưa tống thư hàng và sở sở ra khỏi thời quang thành. Thế là, sau khi kết thúc việc tu luyện hàng ngày, tống thư hàng và sở sở đi đến khắp các thông đạo và các gian phòng, đại điện, động huyệt trong thời quang thành, để xem xem có thể tìm được cách chủ động rời khỏi thời quang thành không. Khi hai người tống thư hàng đi vào thời quang thành là do sở các chủ đưa bọn họ vào. Dọc theo đường đi bây giờ có đủ loại cấm chế, mê cung, thông đạo đều nằm trong trạng thái kích hoạt. Không có sở các chủ dẫn đường, hai người muốn đi ra khỏi địa hạ thành ở bên dưới thời quang thành là chuyện không hề dễ dàng gì. Trong chớp mắt, lại hai ngày nữa trôi qua. Trong hai ngày này, thư hàng và sở sở đã thăm dò được gần 70 gian phòng, đại điện và động huyệt, chỉ có điều vẫn chưa tìm được manh mối nào về cửa ra mà thôi. Lúc này trông tống thư hàng và sở sở vô cùng chật vật. Không phải đại điện nào trong thời quang thành cũng đều an toàn. Vài phút trước tống thư hàng và sở sở vừa mới tiến vào một khu quảng trường dưới đất có đồng nhân trận. Trong khu quảng trường dưới lòng đất này có 108 người đồng, chiến lực của người đầu tiên đã đạt đến cấp bậc nhị phẩm, nếu là một trọi một thì Tống Thư Hàng và Sở Sở tuyệt đối sẽ không sợ những người đồng này. Nhưng khi hai người vừa bước vào khu quảng trường này, 108 người đồng này được kích hoạt đồng bộ, tạo thành trận pháp vây khốn Tống Thư Hàng và Sở Sở lại ở bên trong. Dù Tống Thư Hàng và Sở Sở có hợp lực lại cũng chỉ có thể khốn khổ chống đỡ dưới thế tấn công như vũ bão của 108 người đồng này một cách khó khăn. Kiếm quang của Sở Sở quét ngang, đánh bay ba tên người đồng trước mắt. Thư Hàng đạo hiếu, Chúng ta hợp lực chạy đi, những người đồng này căn bản là không biết mệt là gì, nếu cứ tiếp tục hao tổn khí lực thế này chúng ta sẽ gục mất." Tống thư Hàng vừa vung nắm đấm đánh bay tên người đồng trước mặt, vừa nói. "Sở Sở cô nương, cô hãy hiểm hộ ta một chút, ta sẽ dốc toàn lực bạo phát ra long vũ thức của Nghịch Lân đao pháp, đến lúc đó có lẽ có thể ngăn cản được đám người đồng này, sau đó chúng ta nhân cơ hội thoát thân." Nghịch Lân đao pháp không có lực công kích nhưng lực phòng ngự của nó thật sự vô cùng mạnh mẽ. Được, không thành vấn đề." Sở Sở nói, vừa nói cô vừa thu nhỏ lại phạm vi kiếm khí của mình, bảo vệ Tống thư hàng trong đó. Tống thư hàng hít một hơi thật sâu, vận chuyển chân khí trong cơ thể, kết hợp Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công và Nghịch Lân đao pháp, xốc toàn lực bạo phát ra ngoài. Hắn trầm giọng xuống quát một tiếng. Long Vô Thức. Một lát sau, chân khí chuyển hóa thành đao mang hình rồng vô cùng sống động, bao bọc xung quanh tống thư hàng hình thành nên một tầng phòng ngự như một cái thùng sắt đánh bay tất cả người đồng lao đến đến cả sở sở cũng bị đao mang của long vũ thức ép cho lùi lại phía sau hai bước nhân cơ hội đó tống thư hàng lập tức khống chế tầng phòng ngự của long vũ thức tạm thời đánh ra một đường trống ở vị trí của sở sở chân khí hình rồng không ngừng xoay vần mở rộng phạm vi phòng ngự đồng thời đánh về phía cửa ra chính là lúc này sở sở cô nương mau tiến vào phạm vi phòng ngự của long vũ thức của ta đi, chúng ta cùng đánh ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, ngay lập tức, sở sở thu hồi lại vòng kiếm của mình, tung người nhảy về khoảng trống mà Tống Thư Hàng vừa đánh ra, nhảy vào trong vòng phòng ngự. Thành công rồi, sông lên, sông lên, ha ha ha, Tống Thư Hàng cười phá lên. Nhưng đúng lúc này, có một cái hộp gỗ bay từ trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng ra, trôi lơ lửng trước người hắn sau đó chiếc hộp gỗ tự động mở ra, trong đó lộ một đạo phù văn đó chính là vạn lý phi độn thuật của bạch tôn giả. Tống Thư Hàng ở trong địa hạ thành của thời quang thành này đã tròn 26 ngày rồi. Cộng thêm trước khi tiến vào thời quang thành, hắn đã ở trong vũ trụ và trong động phủ của thất tu tôn giả, mộ của lục tu tôn giả và bích thủy các bốn ngày nữa. Tổng cộng vừa tròn 30 ngày. Vạn lý phi độn thuật của bạch tôn giả là loại đếm ngược 30 ngày, kể từ khi Tống Thư Hàng bị bắn vào vũ trụ thì quá trình đếm ngược cũng được kích hoạt. Mà bây giờ, đếm ngược của Vạn Lý Phi Độn Thuật đã dừng lại ở con số không vì thế nên đạo Phù Văn mà Bạch Tôn giả bố trí trước đó cũng được kích hoạt. Phù Văn hóa thành một vòng đốm sáng, cuốn lấy Tống Thư Hàng. Kể từ khi hộp gỗ tự động bắn ra đến khi, vạn lý phi độn thuật được kích hoạt còn chưa đến một phần một trăm giây. Cả Tống Thư Hàng và Sở Sở đều không phản ứng kịp, sau đó độn quang của vạn lý phi độn thuật cuống tống thư hàng lại, đưa lên không chung. Đừng mà, thế này đột ngột quá, tương đương tống thư hàng hét lớn, cả người cả đao khí của long vũ thức đều bị đưa lên trời, veo, một cái lập tức bay ra khỏi khu quảng trường dưới lóng đất có 108 người đồng. Tống thư hàng cứ thế bị đưa đi, đi một cách vô cùng đột ngột. Chỉ còn lại một mình sở sở ở đó với vẻ mặt đần ra ngu dại. Cô cứ đứng đó nhìn Tống Thư Hàng, Bill, một cái bay vèo đi với vẻ mặt không dám tin vào ánh mắt của mình. Vừa rồi sở sở đã thu lại vòng kiếm, đang chuẩn bị chui vào tầng phòng ngự long vũ thức của Tống Thư Hàng, chuẩn bị chạy ra khỏi trận pháp 108 người đồng này. Nhưng bây giờ, cả Tống Thư Hàng và long vũ thức đều cùng nhau bay đi, trong lúc nhất thời sở sở liền lộ ra trước mặt đám người đồng trong trạng thái không hề có chút phòng ngự nào. Đồ bán đứng đồng đội, không đưa đội hữu đi cùng. Sở sở thực sự là khóc không ra nước mắt. Lúc này, mấy chục người đồng quây thành một vòng, đồng loạt tấn công về phía sở sở. 90 người đồng còn lại thì kết thành một trận pháp lớn, nước chảy cũng không lọt, vây kín sở sở lại. Vòng thứ hai, 108 người đồng PK sở sở, bắt đầu. Dù có thêm tống thư hàng và cả sở sở thì cũng chỉ có thể ứng phó với đại trận người đồng này một cách miễn cưỡng. Mà bây giờ chỉ còn lại một mình cô, đây là tuyệt cảnh hàng thật giá thật chứ còn gì nữa. Tống thư hàng đành phải phất tay vẫy chào Sở Sở một cách bất đắc dĩ, sau khi Vạn Lý Phi Độn thuật được kích hoạt, hắn lập tức tiến vào trạng thái, người đứng xem không thể nào điều khiển được độn pháp này. Vì thế hắn chỉ đành cố gắng truyền âm nhập mật cho Sở Sở. "Sở Sở, sau khi lao ra khỏi trận pháp đồng nhân này thì nghĩ cách đuổi theo ta nhé." Chưa biết chừng Vạn Lý Phi Độn thuật có thể trực tiếp mang hắn ra khỏi Địa Hạ Thành bên dưới thời quang thành này ấy chứ. Cứ thế thân hình của Tống Thư Hàng được độn quang đưa đi, xuyên thật nhanh qua các lối đi trong địa hạ thành. Vạn lý phi độn thuật lần này chắc là bản đã được nâng cấp của bạch tôn giả. Tống Thư Hàng vẫn còn nhớ, phiên bản vạn lý phi độn thuật ban đầu trong cái hình dán anh em hồ lô biến mà bạch tôn giả đưa cho hắn, trong quá trình phi hành nếu gặp phải một vài chướng ngại nhỏ thì cả người cũng sẽ tông thẳng vào. Khi đó Tống Thư Hàng đụng vào sau lưng của lãnh diễm kiếm của không không đạo môn, kéo hắn bay theo một khoảng cách rất dài. Nhưng bây giờ phiên bản vạn lý phi độn thuật này đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, nếu trước mặt xuất hiện các vật cản nhỏ nó đều sẽ né tránh vô cùng linh hoạt. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn có thể rời khỏi thời quang thành rồi. Giống như một tay lái chuyên nghiệp, độn quang mang theo tống thư hàng rẽ trái rẽ phải, cuối cùng phi thẳng vào một lối đi tối thui. Mỗi một lối đi trong thời quang thành dưới lòng đất này đều tràn ngập ánh sáng, nhưng lối đi này lại tối thui, không giống với những lối đi khác, chẳng lẽ nó là cửa ra? Tống Thư Hàng đề cao tinh thần. Lối đi tối thui này vô cùng dài, với tốc độ của độn quang bay hơn 10 phút rồi nhưng vẫn chưa bay đến điểm cuối. Cuối cùng sau khi bay trong độn quang nửa tiếng, Tống Thư Hàng cũng nhìn thấy ánh sáng xuất hiện. Sắp ra ngoài rồi. Nhưng bởi vì vị trí định vị của vạn lý phi độn thuật là ở trên người bạch tôn giả, nên tiếp sau đây mình có thể sẽ phải trực tiếp rời khỏi bích thủy các, quay trở về trái đất. Nếu cứ thế thì có lẽ mình sẽ không có cơ hội tạm biệt với Sở Các chủ, mà khách không từ mà biệt như thế đúng là có phần ngượng lắm. Còn cả Lý Âm Trúc nữa, mình cũng không có cách nào mang theo cô ấy đi cùng. Hy vọng đợi Sở Sở sau khi ra khỏi thời quang thành thì có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Mặc dù đó không phải là con gái của mình, nhưng do bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của Tán Tu Lý Thiên Tố, nên Tống thư hàng có cảm giác vô cùng thân thiết với Lý Âm Trúc. Trong lúc suy nghĩ, độn quang đã mang Tống Thư Hàng đâm vào trong khoảng ánh sáng kia. Tống Thư Hàng cảm giác như mình đã đâm phải một tấm bình chướng mềm mại. Ngay sau đó, dưới lực xung kích cường đại của vạn lý phi độn thuật, cả người hắn bị cưỡng ép chui vào trong tấm bình chướng đó. Ra ngoài rồi, ế không đúng, đây là chỗ quỷ quái nào thế? Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào không gian trước mắt mình. Khung cảnh xuất hiện trước mặt hắn không phải là cửa ra của thời quang thành, cũng không phải là bích thủy khác mà là một hang động cây khổng lồ. Ở chính giữa động cây này có một vật thể phát sáng như một con sứa khổng lồ. Trên vật thể phát sáng này có hàng ngàn hàng vạn tia sáng đâm tua kéo dài, phủ kín toàn bộ động cây. Nếu không phải là cửa ra thì đây là đâu nhỉ? Đúng lúc đó, khi hắn nhìn vào con sứa đang phát sáng kia, cả người sởn hết cả gai ốc lên. Dường như là cảm ứng được có người xông vào, con sứa phát sáng kia phóng vô số xúc tu ra cho dù là vạn lý phi độn thuật linh hoạt nhạy bén cũng không thể nào tránh khỏi được sự tấn công toàn diện toàn không gian thế này. Cho dù có là sự bén nhạy và né tránh cao cường thế nào đi nữa thì khi đối mặt với sự tấn công như pháo bắn thế này cũng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Tuy vậy những xúc tu của con sứa đó không hề tấn công trực tiếp đến thân thể của Tống Thư Hàng. Mà nó lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, trong vòng bán kính 2 mét các xúc tu bao bọc lại ngoài 3 tầng, trong 3 tầng, Tống Thư Hàng bị các xúc tu bọc thành một cái kén thật dày trông không khác gì tầm kết kén. Sau khi hoàn thành việc bao bọc con mồi, trên những xúc tu của con sứa đó lộ ra từng cái miệng hút một. Những miệng hút đó co lại, dán vào tầng ánh sáng hạt độn quang của vạn lý phi hành thuật xung quanh Tống Thư Hàng. Một lát sau, độn quang của vạn lý phi độn thuật bị những cái miệng hút kia chuyển hóa thành tinh lực tinh khiết, không ngừng hấp thu. Vạn lý phi độn thuật bị ăn ư. Tống Thư Hàng thở một hơi dài thượt bất hạnh vãi. Xem ra điểm may mắn tích góp được mấy ngày trước đã dùng hết rồi, bây giờ, bất hạnh bắt đầu lên ngôi rồi. Cùng lúc đó, sau khi động quang của vạn lý phi độn thuật biến mất, Tống Thư Hàng bắt đầu cảm thấy hít thở không thông. Trong cái động cây này không có không khí má ơi. Hơn nữa nó còn không có cả trọng lực, mất đi độn quang bảo vệ, Tống Thư Hàng vẫn tiếp tục bay lơ lửng trong không trung, lơ lửng trong bọc kén đó mà sau khi hấp thu xong vạn lý phi độn thuật, những xúc tu ánh sáng kia bắt đầu dục dịch, hàng ngàn lông tuyến nhọn dò xét về phía Tống Thư Hàng. Long vũ thức nghịch lân đao pháp, Tống Thư Hàng vùng bảo đao phách toái lên, chân khí phun trào, hóa thành chân long bay múa. Đao khí hóa rồng, sống động như thật. Nhưng ngay sau khi chân long do long vũ thức hóa thành xuất hiện, những miệng hút của xúc tu kia lập tức phi nhanh đến bám chặt vào nó. Những miệng hút đó có lại, chỉ trong chốc lát đã hấp thu sạch sẽ chân khí hình rồng mà long vũ thức biến thành. Hệt như vạn lý phi độn thuật, chân long cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Đến cả chân khí hóa hình và linh lực cũng có thể hóa giải, hấp thu, rốt cuộc con sứa này là cái thứ quỷ quái gì vậy? Cái cảm giác giận tóc gáy trên người tống thư hàng lại càng rõ ràng hơn. Bất kể là vạn lý phi độn thuật của bạch tôn giả hay là đao khí long vũ thức của hắn đều bị chuyển hóa thành năng lượng nguyên thủy, sau đó bị cắn nuốt hấp thu. Hình như cái con sứa phát sáng này ở trạng thái đối nghịch với tu sĩ thì phải. Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái trong tay. Lúc này, dường như con sứa phát sáng kia đã no nê sau khi hấp thu hết chân khí của Long Vô Thức. Nó không tiếp tục cuốn lấy Tống Thư Hàng nữa mà chỉ kết thành kén, nhốt hắn ở trong đó, đứng im bất động. Không chủ động tấn công mình nữa sao? Nghĩ nghĩ, Tống Thư Hàng lập tức khống chế chân khí, ở trong lòng hai bàn tay vẽ ra một phù văn quy tức thuật dùng tinh thần lực kích hoạt nó, sau đó hai tay kết lại thành pháp ấn huyền quy, thi triển quy tức thuật. Ở trong động cây không có không khí này, điều quan trọng nhất chính là không được để mình chết vì ngạt thở. Nhưng ngay khi hai tay tống thư hàng vừa kết ra pháp ấn huyền quy, những cái xúc tu đang kết thành kén kia bất ngờ vươn ra một cái xúc tu, đụng vào lòng bàn tay của hắn với tốc độ nhanh như chớp. Một lát sau, phù văn quy tức thuật chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết nguyên thủy, bị những nghiệm hút trên xúc tu của con sứa phát sáng kia hấp thu hết. Tống Thư Hàng Xem ra con sứa phát sáng này không có ý định tấn công hắn, mà nó chỉ đang chờ hắn chuyển hóa chân khí thành đau khí, đạo thuật, sau đó hấp thu cắn nuốt chúng. Nếu cứ tiếp tục không có không khí như thế này, mình sẽ chết vì ngộp thở mất. Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái trong tay, hai tay dồn sức. Nếu chân khí, linh lực đều bị hấp thu, thì thử tấn công vật lý xem sao sau đó hắn chỉ dùng sức mạnh thuần túy không mang theo chân khí chém ra một đao với khí thế vô cùng hung hăng đinh 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 một chuỗi các tia lửa hiện lên những xúc tu kia nhìn qua trông rất mềm mại nhưng thực tế căn nào căn nấy đều cứng rắn hơn cả thần binh lợi khí bảo đao bá toái là thanh đao có thể chém nứt thân thể của tu sĩ tứ phẩm vậy mà khi chém vào những xúc tu này đến một dấu ấn cũng không có quả nhiên tấn công vật lý cũng không dùng được dù sao thì con sứa này cũng có thể phá giải được vạn lý phi độn thuật của bạch tôn giả mà. Cấp bậc của con sứa phát sáng này không phải là tôn giả thì ít nhất cũng phải là chân quân lục phẩm. Đao khí không dùng được, đạo thuật cũng bị cắn nuốt. Vậy thì thử cái này xem sao. Tống thư hàng cất bảo đao bá toái đi rồi lấy ra cặp cửa kiếm hai tay. Thánh quang kiếm thuật, thánh quang chảm ác kiếm. Lực công kích của thánh quang kiếm thuật rất mạnh, nhưng nếu muốn phá vỡ những cái xúc tu của con sứa phát sáng này thì vẫn còn chưa đủ. Ý định của Tống Thư Hàng là dựa vào thánh diễm trên thân kiếm khi thi triển thánh quang kiếm thuật. Tuy uy lực của thánh diễm bình thường, nhưng nó lại ăn tạp, dễ bắt lửa và cũng không dễ dập tắt. Không biết con sứa phát sáng này có sơi cả món đồ nhập từ phương Tây về này không? Thánh quang chạm ác kiếm chạm nhẹ vào những xúc tu của con sứa. Những tiếng, đinh đinh đinh, vẫn vang lên, Xúc tu của con sứa phát sáng kia vẫn không có chút hao tổn nào. Có điều khi Thánh Diễm bắt vào những cái xúc tu trên người con sứa, chúng bắt đầu bốc cháy. Lực sát thương của Thánh Diễm rất thấp, dù có đốt cả 100 năm cũng không thể nào gây ra sát thương gì với con sứa này. Lúc này những cái miệng hút trên xúc tu của con sứa lại lần nữa vươn ra, Còn lại, một số lượng lớn Thánh Diễm bị chuyển hóa thành năng lượng nguyên thủy, sau đó bị nó hấp thu. Vẫn chưa xong đâu. Tống Thư Hàng tiếp tục thi triển ra một đạo thuật nhỏ. Ngự Hỏa Thuật, Thánh Diễm là loại lửa có thể bị Ngự Hỏa Thuật thao túng, điều này 14 ngày trước Tống Thư Hàng và Sở Sở đã từng thử nghiệm với nhau. Mà những cái xúc tu của con sứa có thể trở thành vật bắt cháy của Thánh Diễm. Dưới sự thao túng của Ngự Hỏa Thuật, Thánh Diễm bắt đầu bốc cháy một cách điên cuồng, không mong bỏng chết đối phương, chỉ mong có thể cháy trong diện tích lớn. Chỉ cần diện tích cháy lớn thì hơn nửa chỗ xúc tu kia sẽ phải di chuyển để dập lửa. Mà đó chính là đường sinh cơ chạy trốn. Những cái xúc tu đó quả thực bắt đầu di chuyển rồi. Trường 547, 88888 88, âm thanh. Đám xúc tu bệnh lại thành thường kia tập kích tống thư hàng thất bại, bởi vì nó đập lên một lá chắn nhỏ màu vàng. Thông qua năng lực cảm ứng đặc biệt của linh quỷ đặc thù, linh quỷ ẩn náu trong tâm khiếu của tống thư hàng đã giúp hắn cảm ứng tất cả mọi thứ xung quanh. Vì thế khi sợi thừng xúc tu đập xuống, linh quỷ đã chủ động kích hoạt Thiên Phú Kim Thuẫn, đỡ thay cho Tống thư hàng một kích. Nhưng giây tiếp theo, hàng trăm cái miệng hút trên sợi thừng xúc tu kia lại hiện lên một lần nữa. Những cái miệng hút đó bám chặt vào lá chắn nhỏ màu vàng, vừa co lại vừa phình ra, sau đó Kim Thuẫn Thiên Phú của linh quỷ cũng bị chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, bị con sứa phát sáng kia hấp thu sạch sẽ. Đến cả Kim Thuẫn phòng ngự do năng lực Thiên Phú hóa ra mà cũng bị hấp thu ư không sợ người động, chỉ sợ người đứng im thôi. Ngự hỏa thuật, thế lửa lớn nhất, thiêu nó cho ta. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, dốc toàn lực thúc giục ngự hỏa thuật, khống chế sự thiêu đốt của Thánh Diễm. Hy vọng có thể khiến con sứa phát sáng này phân tán hơn, để hắn còn có cơ hội thoát thân. Xeo xeo xeo, lúc này, con sứa phát sáng đó phát ra một loạt tiếng vang. Sau khi hấp thu xong năng lượng của lá chắn nhỏ màu vàng của linh quỷ, tất cả các xúc tu của nó đều thu về, lặp lại trạng thái hình kén. Sau đó nó vẫn duy trì trạng thái không nhúc nhích, mặc cho thánh diễm thiêu đốt lên các xúc tu của nó. Một lát sau nó lại mở các miệng hút ra, bắt đầu hấp thu, chuyển hóa năng lượng của thánh diễm một cách chậm rãi. Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đành dừng ngự hỏa thuật lại với tâm trạng vô cùng bất lực. Có thúc dục thánh diễm nữa cũng chỉ là bổ sung năng lượng cho đối phương, uổng phí sức lực mà thôi. Tống Thư Hàng đứng im bất động, trầm tư suy nghĩ tìm kiếm cách giải thoát. Mà hắn không động đậy thì những cái xúc tu của con sứa kia cũng không động đậy. Nhưng chỉ cần Tống Thư Hàng không nhịn được mà muốn sử dụng quy tức thuật là những cái xúc tu đó sẽ lao nhanh tới, hóa giải và hấp thu phủ văn quy tức thuật trong tay hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Tống Thư Hàng sẽ ngạt thở mà chết mất. Không được, không có quy tức thuật, mình sắp hết chịu nổi rồi. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Đúng lúc này, hình kén bao bọc xung quanh người hắn động đậy. Các xúc tu bên trong nó mở từng cái miệng ra sau đó bắt đầu phun ra một đoàn không khí ẩm ướt màu trắng như sương mù. Vừa hấp thu quy tức thuật của hắn, lại vừa phun ra không khí cho hắn, rốt cuộc con sứa phát sáng này muốn làm gì? Chẳng lẽ luồng không khí này có vấn đề, trong nó ẩn chứa độc khí gì đó ư? Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng không còn sự lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên là hắn cũng không tham lam đến mức trực tiếp hít vào. Đầu tiên hắn lấy một viên thuốc Đạo Hòa Đan phiên bản năm sao mà Cổ Hà Quan tiền bối tặng cho hắn từ trong cái túi nhỏ một tất ra. Tuy đây là loại thuốc chữa thương nhưng nó cũng có tác dụng giải độc vô cùng tốt. Sau khi ngậm viên thuốc Đạo Hòa Đan này vào trong miệng, Tống thư hàng mới dám khe khẽ hít thở một cách rẻ dặt. Một khi luồng không khí do con sứa phát sáng này phóng ra có vấn đề, hắn có thể lập tức uống ngay Đạo Hòa Đan để giải độc nhổ khí bẩn trong cơ thể ra, sau đó tiến hành tuần hoàn hô hấp một lần. Luồng không khí trong lành ùa vào trong cơ thể, làm dịu khoang phổi đang bị ngột ngạt đến mức sắp nổ tung kia. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Không khí vô cùng tinh khiết, trong đó không hề cảm giác được bất kỳ loại độc tố nào. Vì lý do đảm bảo an toàn, Tống Thư Hàng vẫn lựa chọn nuốt viên đạo hòa đan kia xuống. Bất kể có độc hay không, thuốc cũng không được ngừng. Ngay sau khi vừa nuốt viên đạo hòa đan kia xuống, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy cảm giác choáng váng mãnh liệt sông lên đỉnh đầu khiến đầu óc hắn trống rỗng, trời đất quay cuồng. Một lát sau, thân thể hắn mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự. Xì xì xì, con sứ phát sáng kia lại phát ra âm thanh kỳ quái, giống như là đang cười nhạo Tống Thư Hàng. Sau đó, nó duy trì trạng thái hình kén, cẩn thận kéo Tống Thư Hàng lại gần bản thể của mình. Sau đó trên mình con sứ nứt ra một cái miệng, nuốt chừng tống thư hàng vào trong không biết qua bao lâu tống thư hàng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê uống thuốc mà lại hôn mê điều này không bình thường chút nào cả sau khi mở mắt hắn nhanh chóng quan sát bốn phía xung quanh mình lại tiến vào một nơi kỳ lạ rồi xung quanh hắn là vô số các tấm gương thủy tinh trong những tấm gương đó lại phản chiếu ra vô số tống thư hàng trong không gian do những tấm gương thủy tinh này tạo ra có trọng lực có không khí ngoại trừ những điều này cách tống thư hàng tầm 3 mét còn có một quả cầu màu đen bất quy tắc thoát ẩn thoát hiện trên quả cầu màu đen đó tản ra lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng khắp không gian gương thủy tinh cổ quái này đây lại là chỗ nào đây tống thư hàng nói hắn quay đầu lại quan sát xung quanh hắn trong vô số những cái gương xung quanh kia cũng quay đầu lại quan sát hắn khắp không gian này ngoại trừ gương ra cũng chỉ toàn là gương còn có cả quả cầu phát sáng màu đen kia nữa con sứ phát sáng kia đã đưa ta đến đây sao? Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một chút rồi rút thanh bảo đao bá toái ra đâm về phía quả cầu màu đen. Giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, bảo đao bá toái không đâm trúng quả cầu màu đen kia mà trực tiếp đâm xuyên qua vỏ ngoài của nó. Vật ảo sao, Tống Thư Hàng nhíu mày, chuẩn bị thu hồi bảo đao lại. Nhưng đúng lúc này, quả cầu màu đen kia lại thuận theo thế rút của bảo đao mà lăn về phía Tống Thư Hàng. Đây không phải là vật ảo, Mặc dù tống thư hàng không thể tiếp xúc được với quả cầu màu đen này, nhưng nó lại có thể tiếp xúc được với tống thư hàng và bảo đao. Tốc độ lăn của quả cầu màu đen đó cực nhanh, đến mức mà tống thư hàng chưa cả kịp rút tay rút đao về, nó đã chạm đến đầu ngón tay của hắn. Một lát sau, vô số thứ tử trong quả cầu màu đen này truyền vào trong đầu tống thư hàng. Trong đầu tống thư hàng lúc này có 88.888 88, âm thanh đồng thời vang lên đang không ngừng tụng niệm những nội dung mà hắn nghe chẳng hiểu gì cả. Bởi vì có quá nhiều âm thanh đan chéo xen kẽ nhau tạo thành một trận âm hưởng ong ong ong, cho nên tống thư hàng căn bản không thể phân biệt nổi những âm thanh này đang tụng niệm những gì. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, đến giọng ca của tạo hóa pháp phương khi nghe ở cự ly gần trước đây cũng không có lực xung kích mạnh như vậy nhưng là ở chỗ hắn lại có thể nhận biết rất rõ ràng rằng tổng cộng có tất cả 88.888 âm thanh như thế này. Không nhiều hơn, không ít hơn, vừa tròn 88.888 cái. Chẳng lẽ đây là cảm bẫy gì sao? Tống Thư Hàng giơ hai tay lên đỡ đầu, hắn cảm thấy đầu mình đang cấp tốc ứ động máu lại, có thể bạo nổ bất cứ lúc nào giống như đã trúng phải thần quyền, người đã chết rồi, vậy. Nếu đây thật sự là một cảm bẫy, vậy người thiết lập ra cạm bẫy này nhất định là có chứng ám ảnh cương ép. Chỉ cần 88.888, một cái bẫy mang về nhà luôn. Không được, đầu mình sắp nổ mất rồi. Nếu cứ để những âm thanh này đọc tiếp như vậy, mình nhất định sẽ điên mất. Nghĩ vậy, Tống Thư Hàng rơi nắm đấm ra định đấm một đấm vào đầu mình xem xem có thể tự khiến mình ngất đi được không. Nhưng khi ý niệm này vừa mới hiện ra trong đầu hắn, 88.888 88, âm thanh kia lập tức trở nên cao vút, tốc độ tụng niệm nhanh hơn gấp 3 lần. Trong nháy mắt đầu óc của Tống Thư Hàng trở nên quá tải, cả người đều bị kẹt cứng lại. Giống như đã chúng phải thuật định thân, thân thể của hắn không thể nào nhúc nhích được. 88.888 88, âm thanh kia vẫn tiếp tục tụng niệm, khiến cho những nội dung kỳ lạ kia tràn ngập khắp đầu Tống Thư Hàng. Cứ thế Tống Thư Hàng không thể nghĩ được cái gì nữa, mà hắn chỉ có thể lắng nghe 88.888 88, âm thanh kia trong trạng thái ngây ngốc một cách bị động trong giới tu chân, có một vài loại đạo thuật, công pháp đặc thù mà trong chúng bao hàm quy luật của thiên đạo, ý chí của đại đạo vô cùng cường đại. Những loại công pháp tuyệt thế, đạo thuật siêu phàm này không thể nào dùng chữ viết để ghi chép lại được. Cho dù có cưỡng chế dùng chữ viết ghi chép chúng lại thì chúng cũng sẽ bị lực lượng pháp tắc trong thiên địa trực tiếp xóa đi. Muốn truyền thừa những loại công pháp tuyệt thế, đạo thuật siêu phàm này cho các thế hệ đời sau là một việc cực kỳ khó khăn. Nếu là những loại công pháp hàm chứa ít pháp tắc, đại đạo của thiên địa thì còn có thể dùng các phương pháp như ngọc giản truyền công để ghi chép lại, lưu truyền cho hậu bối lĩnh ngộ. Nhưng nếu là những loại công pháp hàm chứa toàn bộ pháp tắc, đại đạo của thiên địa thì đến, ngọc giản truyền công cũng không thể ghi chép nó lại. Thậm chí đến cả người sáng tạo ra những công pháp, đạo thuật đó cũng khó có thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt chúng lại cho đệ tử. Chính vì không thể nào ghi chép lại như thế mà có rất nhiều đạo thuật, công pháp tuyệt thế chân quý đều bị thất truyền để có thể ghi chép lại những đạo thuật, công pháp việt thế của mình, có thể nói rằng những tu sĩ cường đại thời thượng cổ đã phí hết rất nhiều tâm tư sức lực. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây. Cuối cùng, tròn 45 tiếng, gần 2 ngày trời. 88.888 88, âm thanh trong đầu cuối cùng cũng đọc xong rồi. Giàn âm hưởng, ong ong ong, bắt đầu từ khi bọn chúng đồng thanh đọc lên, kéo dài suốt 45 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc toàn thân tống thư hàng sụi lơ trên mặt đất. Một lát sau, máu tươi từ trong ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng hắn chảy ra không ngừng. Lại một ngày nữa trôi qua, tống thư hàng tỉnh lại lần nữa. Tuy đầu đau như muốn vỡ toát ra nhưng ở giữa mi tâm lại truyền đến từng trận khí tức mát mẻ. Tống thư hàng chống người ngồi lên, cảm giác cồn cào đau đớn vì đói bụng truyền đến từ trong dạ dày. Hắn nhanh chóng mở túi thu nhỏ một tấc, lấy ra một viên ích cốc đan rồi nuốt vào. ích cốc đan, phẩm chất khác nhau thì phân lượng dinh dưỡng có thể cung cấp được cũng sẽ khác nhau. ích cốc đan bình thường có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người bình thường đủ dùng trong một tháng, nếu là tu sĩ nhất phẩm thì là 10 ngày, tu sĩ nhị phẩm thì chỉ có thể chống đỡ khoảng 4 đến 5 ngày. ích cốc đan trong tay tống thư hàng bây giờ là do tô thị A thập lục tặc, mỗi một viên đủ để tu sĩ nhất phẩm dùng trong 2 tháng trở lên, tu sĩ nhị phẩm dùng khoảng 1 tháng. Vốn Tô Thị A thập lục muốn tặng loại x-cốc đan có phẩm chất cao hơn cho Tống Thư Hàng nhưng khi đó cảnh giới tu vi của Tống Thư Hàng vẫn chưa đủ, nếu dùng x-cốc đan có phẩm chất quá cao sẽ khiến cho hắn no căng diều Nhưng bây giờ, sau khi ăn xong một viên x-cốc đan, Tống Thư Hàng vẫn cảm thấy vô cùng đói bụng. Thế là hắn lại lấy một viên x-cốc đan nữa ra ăn. Sau đó lại thêm một viên, rồi lại một viên nữa. Ăn liên tiếp 8 viên x-cốc đan, hắn mới cảm thấy trong bụng có 7 phần no mình ngất đi bao lâu rồi, tại sao lại có thể đói như thế được chứ? Tống Thư Hàng lầm bầm nói trong miệng, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về mặt gương phía trên. Trong gương, khuôn mặt hắn ảm đạm, không chút hồng hào nào. Hơn nữa ở khóe mắt, lỗ mũi, bên mép và hai bên tai hắn đều dính vệt máu khô. Nhưng thứ khiến hắn để ý hơn là ở giữa mi tâm của mình thỉnh thoảng lại lóe lên màu đồng xanh. Màu đồng xanh đó đại biểu cho việc tinh thần lực của hắn lại tiếp tục tăng vọt lượng thay đổi dẫn đến chất cũng thay đổi, từ đó phát sinh ra dị tượng. Đây không phải là tinh thần lực mà tu sĩ nhị phẩm có thể sở hữu được. Gần đây Tống Thư Hàng đã bồi đắp thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến thể chất và tinh thần lực của tu sĩ. Và loại tinh thần lực màu đồng xanh này chính là tượng trưng cho tinh thần lực đạt đến trình độ tam phẩm. Audio điện tử võ tấn bền chương 548, đây là viên đá có niên đại 1 tỷ năm. Ở mi tâm, trong khi lưu chuyển, tinh thần lực mang theo từng trận khí tức mát lạnh. Sau đó khi loại khí tức mát lạnh này được tích lũy đến một mức nhất định, nó sẽ hóa thành những ánh sáng màu xanh lóe lên giữa mi tâm của Tống Thư Hàng. Lúc này, Tống Thư Hàng cảm nhận được một trận đau đớn ẩn ẩn ở mi tâm. Đây là sự đau đớn do khí lực không theo kịp tinh thần lực đem lại. Cùng với thời gian, cảm giác đau nhói này sẽ ngày càng mãnh liệt. Như bình thường thì tu sĩ tam phẩm mới có thể ngưng tụ áp xúc tinh thần lực của mình từ trạng thái vô hình sang trạng thái hữu hình. Màu sắc như cổ đồng này là hình thức hóa hình ban đầu của tinh thần lực. Tinh thần lực ở giai đoạn này giống như trẻ con, dù lực tấn công trực tiếp rất yếu nhưng lại có rất nhiều tác dụng thần kỳ. Mà khi tinh thần lực tăng cường, lột xác hóa thành ánh sáng bạc theo sự tấn thăng của cảnh giới, đó chính là tượng trưng của tinh thần lực thành thục. Đến lúc đó, tu sĩ có thể có đủ tinh thần lực để tu luyện pháp môn ngự kiếm phi hành, ngự kiếm thượng cửu thiên. Sau hai ngày hai đêm tụng niệm liên tiếp trong đầu tống thư hàng, 88.888 âm thanh kia đã trực tiếp đẩy tinh thần lực của hắn lên đến cảnh giới tu sĩ tam phẩm. Như thế xem ra, thể chất mà hắn khó khăn lắm mới tăng lên được lại không theo kịp tinh thần lực rồi. Tinh thần lực bỏ xa cường độ thể chất, loại tranh lệch này đã không còn là khoảng cách có thể kéo bằng lại chỉ với một quyển công pháp, cương thủ, luyện thể nữa rồi. Đau đầu vãi, lại là cái loại hạnh phúc đến mức đau đầu này. Mình phải nghĩ cách tăng cường thể chất nhanh lên mới được." Tống Thư Hàng thầm nói. Cứ có cảm giác dù mình có tăng thể chất đến mức nào cũng không đủ dùng. Có lẽ mình thật sự phải suy nghĩ đến việc học tập một bộ hệ thống công pháp luyện thể như Tạo hóa pháp vương mới được. Thật ra thì chiến Phật chân thân của Tạo hóa pháp vương cũng rất ngầu, khi biến thân trông giống hệt Saiyan siêu cấp, mặc dù đó là phiên bản không có tóc. Sau khi lau sạch vết máu trên mặt và nghỉ ngơi một lát, Tống Thư Hàng bắt đầu quan sát bốn phía. Nơi này vẫn là không gian do gương tạo thành đó, chỉ có điều quả cầu màu đen phát sáng trong không gian kia đã biến mất. Rõ ràng đã mất đi nguồn sáng nhưng dường như toàn bộ không gian gương này còn trở nên sáng hơn lúc trước tấm gương nào cũng đều phát sáng. Mà lại nói, 88.888 âm thanh kia rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tống Thư Hàng dây dây huyệt Thái Dương, nhớ lại cái âm thanh kéo dài suốt hai ngày hai đêm suýt chút nữa ép hắn phát điên kia. Không được, đau đầu quá, chỉ cần hơi hồi tưởng lại cảnh tượng về 88.888 âm thanh kia là Tống Thư Hàng lại cảm thấy sắc mặt trắng bệch, cả người yếu ớt vô lực. Hắn chống tay lên một chiếc gương, há miệng thở hổn hển. Ông tương đương, lúc này bên tai hắn truyền đến một trận ong ong, đồng thời, từ trên cánh tay phải đang chống lên mặt gương của hắn truyền đến một trận đau bút kịch liệt giống như bị nhét vào cối say thịt say nát ra, Vô số giọt mồ hôi to chừng hạt đậu trượt xuống từ trán của Tống Thư Hàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tống Thư Hàng rút tay mình về, chỉ thấy trên cánh tay phải của hắn xuất hiện hàng trăm vết thương. Vết thương không sâu, với thể chất bây giờ của hắn thì chỉ mấy phút sau là có thể hồi phục lại những vết thương này như ban đầu. Nhưng nó lại vô cùng đau, loại cảm giác đau nhức này thật sự không khác gì cảm giác đau đớn về thần kinh được phóng đại lên gấp trăm lần. Kỳ lạ, Vừa rồi mình không hề bị tấn công mà." Tống Thư Hàng nói, hắn chỉ chống hai tay vào gương mà thôi, tại sao cổ tay hắn lại nứt ra hàng trăm vết thương thế này chứ? Nói xong, hắn quay đầu nhìn vào mặt gương mà hắn vừa chống tay kia, chẳng lẽ cái gương này có gì cổ quái? Trong gương phản chiếu lại bóng dáng của Tống Thư Hàng. Hắn nhìn vào gương, Tống Thư Hàng ở trong gương cũng đang nhìn vào hắn. Một lát sau, Tống Thư Hàng phát hiện bản thân mình trong gương có chút cổ quái là ánh mắt. Trong ánh mắt của mình ở trong gương hiện ra vô số các đạo phù văn chẳng chịt, những phù văn này giải khắp con ngươi của hắn. Sau đó, những phù văn này chui từ trong hốc mắt ra, đụng mạnh vào phía trước. Không phải do mình trong gương có cổ quái, mà là do con ngươi của mình xuất hiện dị trạng. Những phù văn trong hốc mắt của Tống Thư Hàng rơi lên gương, trong lúc mơ hồ tổ hợp thành hình dạng như cái đồng hồ báo giờ. Tiếp theo hắn thấy cây kim chỉ giờ của cái đồng hồ này quay ngược lại vô cùng nhanh trong nháy mắt đã quay ngược lại hơn trăm vòng. Sau đó, những phù văn này lại bắt đầu tan rã khỏi hình dạng đồng hồ, bay từ trong gương vào trong hốc mắt của Tống Thư Hàng. Sau khi phù văn bay trở về, Tống Thư Hàng không tự chủ được mà lên tiếng nói, những tấm gương thủy tinh bình thường sau khi được cường hóa bằng pháp thuật trở nên cứng rắn hơn cả sắt thép. Thời gian chế tạo không biết, người chế tạo không biết. Được sở tiên tử chuyên trở đến đây khi xây dựng thời quang thành đồng thời kèm thêm đạo thuật chiếu sáng lên mỗi mặt gương. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng khẽ khựng lại. Ý, tại sao vừa rồi mình lại đột nhiên nói chuyện như thế nhỉ? Sau khi hồi thần lại, hắn mới phát hiện ra vừa rồi mình đã giải thích về lai lịch của những tấm gương trước mặt này. Những tấm gương này chẳng qua chỉ là những tấm gương thủy tinh bình thường được cao nhân dùng pháp thuật cường hóa mà thành. Sau đó nó lại được sở tiên tử vận chuyển đến đây, tạo thành một không gian gương nói cách khác thì cái không gian gương này chính là kiệt tác của sở tiên tử. Vậy thì cái con sứa phát sáng đã đưa hắn đến đây cũng có liên quan đến sở tiên tử sao? Tống thư hàng dai dai chân mày, làm dịu sự căng phòng đau đớn ở mi tâm, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Xem ra, vừa rồi trong lúc vô tình mình đã bộc phát ra một loại pháp thuật. Mà loại pháp thuật này, lại tương tự như thuật giám định. Không đúng, có lẽ nó không đơn giản như thuật giám định. Vừa rồi hắn nhìn thấy những cái phù văn nhảy ra khỏi mắt mình, tổ hợp thành hình dạng một cái đồng hồ trên bề mặt gương. "Đừng nói là loại pháp thuật này có liên quan đến thời gian nhé." Nhưng, rốt cuộc loại pháp thuật này là gì? Mình phải sử dụng nó như thế nào đây? Oanh, oanh, oanh. Trong lúc suy nghĩ, hai tấm gương phía trước tống thư hàng tự động mở ra, để lộ ra một con đường ra khỏi cái không gian gương này. Rõ ràng là có người vẫn luôn chú ý đến trạng thái của hắn sau khi chắc chắn rằng hắn đã tiếp nhận được truyền thừa, học tập được bí pháp thì lập tức mở cửa ra cho hắn. Có lẽ chính là con sứa phát sáng kia đã mở cửa, dù sao thì khả năng nó đưa mình đến đây là rất lớn. Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái, xài từng bước dài trong thông đạo kia. Hắn muốn biết rốt của con sứa phát sáng kia muốn làm gì. Thông đạo này cũng không dài lắm. Chỉ 5 phút sau, Tống Thư Hàng đã ra khỏi thông đạo đó nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mặt hắn không phải là không gian động cây mà con sứa phát sáng kia nằm. Sau khi ra khỏi thông đạo, hắn lập tức xuất hiện trong con đường của dưới lòng đất của thời quang thành. Trước mặt hắn chính là một đại điện bình thường, nơi mà hắn và sở sở đã từng tiến vào khi mới đặt chân đến thời quang thành dưới lòng đất. Trong đại điện đó không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một bức tranh vẽ tổ sư gia của bích thủy các được treo trơ trọi trong điện. Quay đầu lại nhìn, Tống Thư Hàng phát hiện cái thông đạo mà hắn vừa bước ra khỏi kia đã biến mất. Nếu không phải ở mi tâm vẫn truyền đến từng trận đau nhức, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ liệu có phải hắn vừa mộng du hay không. Tóm lại là cứ đi tìm sở sở trước rồi tính sau. Sau khi ngẫm nghĩ, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hàng trăm vết thương trên tay hắn đã hồi phục hoàn toàn, có điều cảm giác đau nhức vẫn đang kích thích thần kinh của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước vạn lý phi độn thuật nói bay là bay ngay, chỉ để lại một mình sở sở lẻ loi giữa đại trận 108 người đồng, cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Cô ấy sẽ không bị 108 người đồng kia đánh cho phát khóc đấy chứ. Hy vọng cô ấy vẫn bình an vô sự, nếu như đã rời khỏi thời quang thành một cách thuận lợi rồi thì càng tốt. Công cuộc tìm sở sở không hề khó khăn, chỉ cần thuận theo mùi hương trên người cô là có thể tìm được cô lỗ mũi của tu sĩ nhị phẩm thính và nhạy lắm đấy. Đương nhiên là khứu giác quá nhạy cũng khiến cho các tu sĩ nhị phẩm vô cùng đau đầu. Trước khi có thể tự do khống chế khứu giác của mình mà có ai đó đến ném một quả ác xú hoàn vào mặt tống thư hàng, hắn tuyệt đối sẽ buồn nôn đến mức nôn ra cả nước chua. Men theo con đường có chứa khí thức của sở sở, tống thư hàng nhanh chóng di chuyển khắp các thông đạo trong thời quang thành dưới lòng đất đồng thời trong đầu hắn cũng đang nhớ lại tình cảnh trước khi mình thi triển thuật giám định quái gì kia. Tuy rằng loại pháp thuật này chắc chắn không hề đơn giản như thuật giám định, nhưng tạm thời cứ gọi nó là thuật giám định đi. Trước khi vô tình sử dụng thuật giám định kia, đầu tiên là mình cố gắng nhớ lại nội dung mà 88.888 88, âm thanh kia tụng niệm trong đầu. Đồng thời tay phải của mình cũng đặt lên mặt gương một cách vô thức. Sau khi trải qua trận đau đớn kịch liệt như bị nghiền thịt, Phú Văn bắt đầu rơi ra khỏi mắt mình, rơi lên mặt gương. Sau khi Phú Văn quay trở về, mình lập tức nhận được phần thông tin về những cái gương đó. Hay là thử lại lần nữa xem sao, Tống Thư Hàng lầm bầm nói trong lòng. Chấm. Muốn làm thì làm thôi. Thế là Tống Thư Hàng bắt đầu thử nhớ lại trận ong ong của 88.888 88, âm thanh kia. Mỗi lúc nhớ lại tình cảnh này không khác gì tự ngược đãi mình, nhớ lại một lần chính là tự ngược mình một lần sau đó lần này thì chọn cái gì để giám định được đây vừa chạy tống thư hàng vừa nhìn ngó xung quanh rất nhanh hắn đã tìm được một mục tiêu thích hợp đó chính là một khu quái thạch nằm trong thông đạo dưới lòng đất nhìn qua hình dáng của chúng trông vô cùng thú vị thế là tống thư hàng lập tức chạy đến khu quái thạch đó dùng cánh tay trái còn hoàn hảo nhặt một viên đá kỳ lạ to bằng nắm đấm lên bắt đầu nhìn chằm chằm quan sát nó khoảnh hai tích tắc sau Bàn tay trái của Tống Thư Hàng truyền đến cảm giác nóng bỏng. Ngay sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt như bị thiêu đốt. Chẳng biết từ khi nào mà trong lòng bàn tay hắn bị bỏng mất một lớp da, cháy khét một mảnh. Giống như hàng trăm vết thương trên cánh tay phải, rõ ràng không hề bị bất cứ thứ gì tấn công nhưng cánh tay trái của Tống Thư Hàng lại xuất hiện thương thế không thể nào giải thích nổi. Tống Thư Hàng cắn chặt răng nói, quả nhiên những vết thương kỳ dị và đau đớn này có liên quan đến thuật giám định. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng thuật giám định đó sao? Cố gắng chịu đựng cơn đau vì bỏng, thư hàng đưa mắt sang nhìn vào một viên đá. Hệt như hắn suy đoán, phù văn lại bắt đầu hiện lên trong mắt hắn, nhảy tọt ra ngoài rơi lên bề mặt viên đá, cuối cùng là hiện ra hình dáng của một chiếc đồng hồ. Kim chỉ giờ trên cái đồng hồ đó bắt đầu quay ngược lại với tốc độ chóng mặt. Sau khi quay hơn trăm vòng, phù văn trở về bên cạnh thống thư hàng đồng thời nó cũng mang về một đoạn thông tin có liên quan đến khu vực quái thạch đây là một viên đá một viên đá bình thường có niên đại lịch sử là một tỷ năm ưu điểm là vô cùng cứng rắn đoạn giới thiệu rất đơn giản tống thư hàng không phải cứ có lịch sử lâu đời thì đó chính là bảo vật đá không phải là nhân sâm cho dù niên đại có cao đến mấy thì cũng không thể là bảo vật được viên đá có niên đại một tỷ năm này vẫn chỉ là một viên đá mà thôi để biết được điều này, Tống Thư Hàng đã phải trả giá bằng bàn tay trái bị bỏng của mình đấy. Hắn giờ khóc giờ cười ném viên đá đó vào lại khu quái thạch, sau đó tiếp tục men theo tung tích mùi hương còn lưu lại của sở sở. Đồng thời suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu linh hoạt dần lên. chương 549, mất khống chế, sẽ chết người đó. Trong bích thủy các, một con sứ phát sáng đang lướt đến vân trung các, nơi mà sở tiên tử ở. Dọc đường đi, tất cả các loại động vật, Hoa cỏ, cây cối, nước chảy hay người trong Bích Thủy Các đều duy trì trạng thái tạm dừng thời gian. Con sứ phát sáng kia cũng không hề để ý đến những đệ tử Bích Thủy Các đang tạm dừng kia mà cứ thế lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Do rất quen thuộc với Bích Thủy Các nên chỉ chốc lát sau nó đã lướt vào trong Vân Trung Các. Là nơi nghỉ ngơi của Sở Tiên Tử, bên trong Vân Trung Các bố trí rất nhiều kết giới phòng ngự. Cho dù chỉ là một ngọn gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến Sở Tiên Tử nhanh chóng tỉnh lại nhưng khi con sứa phát sáng này lướt qua những kết giới phòng ngự, cấm chế này hoàn toàn không hề chạm phải chúng. Đây là do cấm chế và kết giới của sở tiên tử không hề phòng bị nó. Đây là một sự tín nhiệm tuyệt đối. Con sứa phát sáng này cứ thế lẳng lặng bay đến bên cạnh sở tiên tử. Thật là, lại ngủ như chết rồi. Con sứa phát sáng thở dài một hơi nói. Nó nói bằng tiếng người, giọng nói dễ nghe như giọng thiếu nữ. Sở tiên tử vẫn ngủ rất say, căn bản không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cho dù ngươi đã ngủ thì ta cũng sẽ không ở đây chờ ngươi tỉnh lại đâu. Vì thế, ta sẽ ở đây nói chuyện với ngươi, sau khi tỉnh dậy ngươi tự xem lại đoạn băng thu hình trong kết giới giám sát nhé. Dừng lại một chút rồi con sứa phát sáng tiếp tục nói. Theo như hiệp ước, ta đã tiềm tu trong địa hạ thành ở trong thời quang thành này từ khi nó được xây dựng cho đến ngày hôm nay. Đồng thời ta cũng đã bảo vệ pháp thuật truyền thừa của Tống Đầu Gỗ trong tòa thành dưới đất này cho các ngươi. Trong đó, tổng cộng có 17 tên tu sĩ may mắn xông vào được không gian động cây của ta. Đáng tiếc là trong số 16 tên tu sĩ trước đó không một ai có thể phối hợp được với pháp thuật truyền thừa mà Tống Đầu Gỗ để lại. Mãi cho tới hôm nay, sau khi một tên tu sĩ nam trong số 17 tên tu sĩ may mắn kia xông vào không gian động cây của ta, hắn đã thành công trong việc lấy được pháp thuật truyền thừa mà Tống Đầu Gỗ để lại như vậy theo như ước định ban đầu của ta và các ngươi, từ nay về sau ta sẽ rời khỏi thời quang thành. Ngoài ra, ta sẽ mang pháp thuật truyền thừa ám giả thời hoàn mà tống đầu gỗ để lại đi. Theo như ước định thì nó thuộc về ta. Nói tới đây, con sứ phát sáng lắc lắc xúc tu, để lộ ra một quả cầu huỳnh quang màu đen. Đây chính là quả cầu đen truyền thừa lại 88.888 88, âm thanh đã dày vò hành hạ tống thư hàng đến chết đi sống lại kia. Sau khi nói xong, con sứ phát sáng rỗi những cái xúc tu ra, ngưng tụ thành hình dáng bàn tay của con người, vuốt nhẹ lên gò má của sở tiên tử. Vậy thì, tạm biệt nhé, sở nha đầu, con sứ phát sáng nói với giọng nói vô cùng dịu dàng. Cũng chúc người sớm tỉnh dậy khỏi giấc mộng không bao giờ kết thúc này, bản thân của ta. Nói xong, con sứ phát sáng lại để lại một cái xúc tu bên cạnh sở tiên tử. Đoạn xúc tu này sẽ bảo vệ cho sở tiên tử, đồng thời chờ khi cô tỉnh lại sẽ chuyển lời cho con sứa phát sáng. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô cuốn lấy cái pháp thuật truyền thừa ám giả dạ thời hoàn kia rồi lướt ra khỏi vân trung các một cách nhẹ nhàng. Chỉ sau vài tia lập lè, cô đã rời khỏi bích thủy các. Bây giờ nên đi đâu được nhỉ? Hay là đi xem xem những tên bạn già ngày xưa còn mấy người còn sống đi? Vừa dứt lời, thân hình của con sứa phát sáng đó lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất trong vũ trụ mờ mịt. Tư vị của Thiên Đao Vạn Quả là như thế nào? Coi như bây giờ Tống Thư Hàng đã cảm nhận được rồi. Lúc này hắn đang lăn lộn khắp mặt đất, chảy xuống những hàng nước mắt vô cùng không đàn ông. Loại nước mắt này chính là phản ứng theo bản năng của cơ thể con người. Giống như khi bạn bị đấm một đấm vào mũi, nước mắt sẽ bắt đầu tuôn rơi theo bản năng. 30 giây trước, sau khi Tống Thư Hàng dần dần nắm bắt được cách sử dụng của thuật Giám Định này, hắn vừa đi theo tung tích mùi hương của Sở Sở lưu lại vừa lấy con rối hình người từ trong cái túi thu nhỏ một tất ra. Trong đầu hắn âm thầm nhớ lại nội dung của 88.888 88, âm thanh kia, sau đó hai tay hắn cầm lấy phần eo của con rối, đôi mắt nhìn chầm chầm vào nó. Hắn rất muốn biết lai lịch của con rối hình người này. Một lát sau, trên người tống thư hàng xuất hiện hàng nghìn vết thương, bước hụt một bước ngã nhào xuống đất. Đây quả thực là thiên đao vạn quả thật sự, lúc này cả người tống thư hàng từ trên xuống dưới gần như không có chỗ nào là hoàn chỉnh cả người hắn bị nhuộm đỏ thành huyết nhân đau đớn đến mức lăn lộn khắp mặt đất bây giờ hắn ngồi không được mà đứng cũng không xong bởi vì mông và lòng bàn chân hắn đều có miệng vết thương vô cùng đau nhức cũng may những vết thương này giống hệt những vết thương trên cánh tay phải vừa rồi tuy đau đớn đến tận xương tủy nhưng bản thân những vết thương đó không hề sâu sau khi nghỉ ngơi mấy phút thương thế lập tức tự động hồi phục sự xuất hiện của những vết thương kỳ dị này chính là một trong những cái giá phải trả của việc giám định. Càng là những vật phẩm cao cấp, cái giá phải trả khi giám định lại càng nặng. Hơn nữa, bây giờ Tống Thư Hàng căn bản là vẫn chưa nắm giữ được bí pháp giám định này. Chỉ có khi nào hắn có thể nhớ lại được tất cả những nội dung mà 88.888 88, âm thanh kia nói đến trong đầu mình, thì lúc đó hắn mới được coi như là nhập môn vào bí pháp này. Sau khi chịu sự đau đớn như bị thiên đao vạn quả này, Tống Thư Hàng cũng nhận được một vài thông tin về con rối hình người. Con rối tinh phẩm được mặc môn thượng cổ chế tạo riêng cho khách hàng VIP, có rất nhiều chức năng thần dị. Phải có 5 vạn linh thạch bát phẩm mới có thể kích hoạt. 5 vạn linh thạch bát phẩm? Đùa cái quần gì vậy? Cho dù có bán Tống Thư Hàng đi 10 triệu lần cũng không tích đủ 5 vạn linh thạch bát phẩm. Đối với Tống Thư Hàng mà nói đây quả thực là cái giá trên trời hơn nữa con rối này còn là thứ được chế tạo riêng cho khách VIP nữa. Những thứ được chế tạo riêng này đại biểu cho tính độc nhất. Chưa biết chừng con rối này còn có cách khống chế đặc biệt mà nhất định phải do chủ nhân của nó mới có thể khống chế được gì đó. Nếu thật sự như vậy thì cho dù có bỏ 5 vạn linh thạch bát phẩm ra để kích hoạt nó, chưa chắc đã thu lại được thứ gì hữu dụng. Niêm phong, niêm phong vĩnh viễn, tống thư hàng cắn chặt răng, ném con rối này vào trong túi thu nhỏ một tấc tuyệt đối không thể để nó tiếp tục đến linh thạch của mình nữa năm vạn linh thạch bát phẩm đây tuyệt đối là một cú lừa lớn năm phút sau vết thương trên cả người tống thư hàng khép phải lại miễn cưỡng hồi phục lại năng lực hành động chỉ có điều trong đầu hắn vẫn vang lên từng trận ong ong có lẽ đây là hậu di chứng khi dùng thuật giám định nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn trước khi chưa nắm vững được toàn bộ bí pháp tự ngược này có thể không dùng tốt nhất là không dùng Tống Thư Hàng tự nhủ, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Chỉ mới dám định ra được chút thông tin về con rối kia đã bị thiên đao vạn quả, khiến hắn thương tích đầy mình rồi. Lỡ như ngày nào đó gặp phải cửu tu phượng hoàng đao cấp bậc thần binh, hắn lại lên cơn chập mạch mà đi giám định, khéo còn mất luôn nửa cái mạng ấy chứ chẳng chơi. Sau khi thương thế hồi phục được một chút, Tống Thư Hàng lại tiếp tục đi tìm Sở Sở. Nửa tiếng sau, hắn đã tìm được vị trí của Sở Sở thành công lúc này sở sở cô nương đang ngồi xếp bằng trên một tòa đạo quan trong không gian, đả tỏa minh tưởng. Vừa nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, sở sở lập tức mở mắt ra. Ngay sau đó cô nhìn thấy Tống Thư Hàng cả người đầy máu. Dáng vẻ bây giờ của Tống Thư Hàng muốn bao nhiêu thảm thảm bấy nhiêu. Vốn trong lòng sở sở còn có chút u oán dù sao thì mấy ngày trước trong địa hạ thành của thời Quang Thành, vạn lý phi độn thuật của Tống Thư Hàng nói bay là bay luôn, để lại một mình cô đối chọi với 108 người đồng. Hôm đó cô bị đám người đồng đó bắt nạt rất thảm, khó khăn lắm mới ném được hai quả phù bảo ra, sau đó mới có thể thoát thân khỏi đại trận 108 người đồng đó. Vốn sở sở còn định khi nào nhìn thấy Tống Thư Hàng nhất định phải oán thán hắn vài câu. Nhưng bây giờ, khi thấy cả người nhuốm đầy máu như vừa bước từ trong địa ngục ra của Tống Thư Hàng, chút u oán trong lòng sở sở kia lập tức tan thành mây khói xem ra, mấy ngày nay Tống Thư Hàng còn khổ hơn mình nhiều. Nghĩ thế, trong lòng cô nhất thời thăng bằng lại. Sau đó sở sở đứng dậy, đến gần Tống Thư Hàng, hỏi. Thư Hàng đạo hữu người không sao chứ? Không có gì đáng ngại cả, chỉ là bị chút tổn thương ra thịt thôi. Tống Thư Hàng cắn chặt răng nói. Đúng rồi, sở sở cô nương, hai ngày nay cô có tìm được manh mối nào về cửa ra không? Sở sở lắc đầu. Tống Thư Hàng cười khổ, nói. Hai, xem ra trước khi các chủ nhớ đến và đến đón chúng ta ra, chúng ta đành phải tiếp tục tìm đường ra vậy. Ừ, chúng ta tiếp tục cố gắng thôi." Sở Sở mỉm cười gật đầu nói, "Điều này vừa hay hợp ý cô, cô chỉ mong có thể ở lại tòa thành dưới đất này tu luyện thêm nhiều ngày nữa." Thế là hai người đưa tay ra khẽ nắm chặt lại, hiểu ý cười một tiếng. Vừa mới chạm tay vào tay của Sở Sở, trên cánh tay phải của Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện hơn 30 vết thương, máu tươi phun vọt ra. Máu tươi phun ra rất mạnh, cả cánh tay của sở sở cũng bị nhuộm đỏ lại. Đậu xanh, chuyện gì xảy ra thế này? Ta không hề sử dụng bí pháp thuật giám định mà. Tại sao đột nhiên trên tay lại xuất hiện nhiều vết thương như thế này? Tống Thư Hàng ngây dại cả người. Ngay sau đó cơn đau đớn kịch liệt khiến Tống Thư Hàng đau đến mức nhe răng trợn mắt, Mặc dù hơn 30 vết thương này ít hơn so với lúc giám định gương thủy tinh rất nhiều, nhưng những vết thương này lại sâu hơn, đau hơn, máu cũng chảy nhiều hơn. Thư hàng đạo hiểu, vết thương của ngươi lại rách ra rồi. Sở sở vội vàng móc một cuộn băng vải từ sau người ra, băng bó vết thương cho tống thư hàng. Trong lúc sở sở đang băng bó vết thương, những phù văn trong mắt tống thư hàng chảy ra, rơi lên trên lưng sở sở, hóa thành cái đồng hồ. Kim chỉ giờ của cái đồng hồ này lại bắt đầu quay ngược lại. Chỉ vài giây sau toàn bộ những thông tin về quá khứ của Sở Sở đã bị cái đồng hồ do phù văn hóa thành thu thập. Một lát sau, những phù văn này lại quay trở về trong mắt Tống Thư Hàng. Trong toàn bộ quá trình này Sở Sở đều không có chút phản ứng gì. Bởi vì cô căn bản không thể cảm nhận được dòng phù văn trong mắt Tống Thư Hàng, cũng không thể cảm nhận được cái đồng hồ do phù văn hóa thành sau đó những thông tin liên quan đến sở sở được truyền vào trong đầu tống thư hàng. Đây là một nữ tu sĩ trẻ 28 tuổi, cảnh giới long trưởng đan điền thứ 5 của nhị phẩm, cao 1m68, nặng 40kg, tiềm lực khổng lồ, thiên phú không tệ. Tống thư hàng cảm thấy mình đã bị thiệt vô cùng thiệt. Những điều này hắn đều biết cả rồi. Hơn nữa hắn còn biết nhiều hơn nữa cơ. Hắn đã từng mơ thấy cuộc đời của sở sở, có thể nói trên thế giới này Tống Thư Hàng là người hiểu rõ sở sở nhất, còn hiểu hơn cả mẹ của cô ấy. Ừ, vấn đề không phải là cái này. Mà vấn đề là vừa rồi hắn không hề khởi động bí pháp thuật giám định mà. Hắn cũng không hề nhớ lại 88.888 88, âm thanh trong đầu. Thế thì tại sao lại bị chảy máu? Đừng nói là bí pháp này mất khống chế rồi nhé. chương 550, Thiên Khấp Bảo Điển. Bây giờ Tống Thư Hàng cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ với vận may vừa rồi của mình. Đối tượng của thuật giám định này là sở sở cô nương, cái giá phải trả cũng chỉ là chảy chút máu ở bàn tay phải. Nhưng bây giờ cái bí pháp này đang trong trạng thái mất khống chế, giám định bất cứ vật gì hắn chạm phải. Cho dù hắn có biến thành kho máu thì cũng không đủ máu tươi để phun ra thế này. Giám định cây cối sỏi đá gì đó còn đỡ, nếu lỡ như không cẩn thận mà ngã xuống đất, đừng nói là cũng bắt hắn dám định cả ngôi sao băng khổng lồ, nơi bích thủy các tọa lạc này nhé. Một viên đá có niên đại một tỷ năm thôi đã khiến hắn thương thích đầy mình rồi, nếu là cả một cái ngôi sao băng khổng lồ không rõ niên đại, không phải sẽ khiến hắn mất máu mà chết sao. Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên Tống Thư Hàng cảm thấy ngón tay của mình cũng truyền đến một trận đau nhức. Trên ngón tay của hắn lại có thêm một vết thương nữa. Có câu gọi là 10 ngón tay liền tâm, vết thương trên ngón tay là đau nhất lại nữa sao? Lần này lại là cái gì đây? Dòng phù văn trong mắt tống thư hàng tuôn ra, cuối cùng rơi vào giải băng vải trên tay, ngưng tụ thành hình cái đồng hồ. Sau khi dòng phù văn kia trở về, tống thư hàng lập tức nhận được một thông tin mới. Đây là một cuộn băng vải y tế bình thường, bán rất nhiều ở các tiệm thuốc, có tác dụng cầm máu. Đệ tử sở ra thường mang theo bên người để đề phòng bất chắc. Tống thư hàng, ta cần loại thông tin này để làm gì hả? ở bên cạnh sở sở nhíu mày lại khi nhìn thấy trên ngón tay tống thư hàng lại xuất hiện thêm một vết thương mới cô mới cảm thấy không đúng cô nhớ rất rõ rằng trên ngón tay của tống thư hàng không hề có vết thương nào cả vết thương này xuất hiện vô cùng bất ngờ thư hàng đạo hiếu có phải người bị pháp thuật nguyền rủa gì đó làm tổn thương không sở sở hỏi cũng chỉ có loại đạo thuật nguyền rủa mới xuất hiện những vết thương quỷ dị này cứ coi là thế đi tống thư hàng thở một hơi dài thượt khó khăn lắm hắn mới nắm giữ được bí quyết sử dụng thuật giám định này, nhưng phải làm thế nào để đóng nó lại đây? Vừa nói, Tống Thư Hàng vừa run rẩy dơ bàn tay của mình ra, thò vào trong cái túi thu nhỏ một tấc móc ra một viên đạo hòa đan trị thương. Trong khoảnh khắc hắn móc thuốc ra, trên bàn tay hắn lập tức xuất hiện hơn 30 vết thương, máu chảy không ngừng. Dòng phù văn trong mắt lại hóa thành hình cái đồng hồ một lần nữa. Lần này mục tiêu của nó là đạo hòa đan trong tay Tống Thư Hàng đạo hòa đan một loại đan dược chữa phiên bản 5 sao bao gồm combo giải độc chữa trị khôi phục khí huyết sản phẩm của cổ hà đạo quan dược tính trung tính ôn hòa tống thư hàng hắn đã hoàn toàn sa mạc lời hạn hạn lời đến cả vật phẩm trên người mình cũng phải giám định sao chẳng lẽ bất cứ thứ gì hai tay mình chạm vào mình cũng phải giám định hết sao sắp toi đời rồi mình có nên cân nhắc đến việc viết di thư trước không nhỉ mà liệu khi viết si thư mình có phải dám định giấy và bút trước một lần không ta? Nghĩ đến cảnh tượng chua sót cõi lòng này, Tống Thư Hàng cảm thấy ánh mắt mình cũng có chút ẩm ướt. Sở sở ở bên cạnh nói, Thư Hàng đạo hiếu, hay là người nghĩ cách giải trừ pháp thuật nguyền rủa trên người mình trước đi? Những vết thương mới cứ không ngừng xuất hiện trên người Tống Thư Hàng, máu phun như suối, nhìn không thôi cũng thấy cực kỳ đau rồi. Tống Thư Hàng nuốt viên đạo hòa đan năm sao kia vào, sau đó cắn răng nói sở sở cô nương cô đánh ngất ta đi có lẽ chỉ có như thế mới có thể khiến ta ngừng phun máu hắn không tin khi hắn ngất đi cái bí pháp thuật giám định kia vẫn có thể khởi động được được thân hình sở sở chợt lóe lên rồi thuấn di đến sau lưng hắn sau đó cô điểm ngón tay một cái tống thư hằng chủ động bỏ qua tất cả kháng cự ngón tay của sở sở đặt ở sau cổ hắn chân khí thôi động một lát sau Tống Thư Hàng ngã ập xuống đất, ngất đi một cách sảng khoái. Hiệu quả của đạo hòa đan năm sao rất tốt, dưới tác dụng của thuốc, thương thế của Tống Thư Hàng nhanh chóng khép lại. Sau khi hắn ngất đi, dòng phu văn trong mắt hắn cuối cùng cũng bị che lại, hoàn toàn tiêu tan. Chủ động ngất đi quả nhiên là có hiệu quả. Có điều trong lúc Tống Thư Hàng hôn mê, 88.888 88, âm thanh trong đầu hắn lại bắt đầu vòng tụng niệm tuần hoàn, đọc lên cái thứ không thể nào nghe hiểu được kia. Trước khi Tống Thư Hàng hoàn toàn nắm giữ được đạo thuật truyền thừa này, 88.888 88, âm thanh này sẽ không ngừng lại. Sở sở khiêng Tống Thư Hàng đã bị ngất đi lên và kéo lê hắn vào một góc của không gian đạo quan. Nhìn cả người như nhuộm đẫm máu của Tống Thư Hàng, cô âm thầm thở dài một hơi. Địa hạ thành của tòa thời quang thành này còn phiền phức hơn cô tưởng tượng nhiều. Ngoại trừ đại trận 108 người đồng kia, không ngờ còn có cả sự tấn công bằng chú ngữ quỷ dị này xem ra công cuộc thăm dò tòa thành dưới đất, tìm kiếm cửa ra này nặng nề lắm đây. Tạm thời cứ nghỉ ngơi trong không gian đạo quan này một thời gian vậy. Trong phòng dành cho khách trong bích thủy các, Lý âm trúc mở mắt ra, tỉnh dậy sau trạng thái ngủ say. Lạnh quá, cô lầm bầm trong miệng. Lúc này cả căn phòng tràn đầy khí lạnh màu trắng không khác gì một hầm băng. Đây đều là những hàn khí trong cơ thể cô phát tác, tản ra theo dòng hô hấp trong lúc cô ngủ say. Đây là đâu?" Lý Âm Trúc thầm nói. Rất nhanh, cô nhìn thấy Kim Đồng, Ngọc Nữ đang đứng ở bên mép giường. Kim Đồng, Ngọc Nữ duy trì tư thế cầm chăn, dường như là đang muốn đắp lên cho cô. Nhưng lúc này Kim Đồng và Ngọc Nữ lại bị dừng lại, không hề nhúc nhích. Thậm chí Lý Âm Trúc còn không thể cảm nhận được khí tức, sinh mạng trên người các Kim Đồng, Ngọc Nữ. Dường như các cô chỉ là hai bức tượng đá. Lý Âm Trúc nhíu mày lại sau đó nhảy từ trên giường xuống đi đến bên cạnh Ngọc Nữ, đưa tay vỗ lên thân thể của Ngọc Nữ một cái. Thân thể của đối phương lạnh băng, cứng ngắc. Lý âm trúc lại thử ra tăng khí lực trên tay, nhưng thân thể của Kim Đồng và Ngọc Nữ vẫn không hề nhúc nhích, giống như gắn liền với đất vậy. Suốt cuộc nơi này là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Sở sở và hắn đang ở đâu? Lạnh quá, Lý âm chúc ôm chặt pháp y trên người, không để ý đến Kim Đồng, Ngọc Nữ nữa mà đứng dậy rời khỏi khách tân điện. Khi vừa ra khỏi khách tân điện, Lý Âm Trúc nhìn thấy cả thế giới đều trong trạng thái ngừng lại. Các đệ tử đang đi lại trong bích thủy các, những chú chim trên bầu trời, linh thú dưới mặt đấy, lá cây hay sóng nước, tất cả đều nằm trong trạng thái ngừng lại. Thời gian dừng lại ư, Lý Âm Trúc nói với giọng nghi hoặc. Sau một hồi vòng vo xung quanh bích thủy các, cô phát hiện ra không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả mọi sự vật đều trong trạng thái tính, toàn bộ bích thủy các lặng im tĩnh mịch sau đó lý âm trúc bắt đầu đi tìm tung tích của sở sở và tống thư hàng nhưng cô tìm hơn nửa bích thủy các vẫn không thấy bóng dáng hai người đó đâu trong lòng lý âm trúc có chút hoảng hốt bàn tay nhỏ bé của cô quơ vào hư không như muốn nắm giữ cái gì đó một cách vô thức không được hoảng không thể hoảng loạn ta có thể cảm nhận được hắn đang ở đây lý âm trúc rụi mắt một cái cuối cùng cô đi về tòa kiến trúc cao nhất của bích thủy các đó là vân trung các nơi mà sở các chủ đang ngủ say khắp nơi trong vân trung các đều được bố trí các loại phòng ngự, cạm bẫy. Con sứa phát sáng lúc trước có thể đi lại tự do trong vòng phòng ngự, cấm chế này là bởi vì nó được sở các chủ hoàn toàn tín nhiệm. Còn Lý Âm Trúc thì không có quyền hạn đó. Khoảnh khắc cô bước vào vòng ngoài của Vân Trung Các, một cấm chế cảnh báo được kích hoạt. Sâu trong Vân Trung Các, hàng lông nghi của sở các chủ đang ngủ say khẽ lay động. Sau khi sở các chủ bị cảnh báo làm thức tỉnh, toàn bộ bích thủy các cũng được giải trừ khỏi trạng thái ngừng lại, bắt đầu từ từ vận chuyển. Nước sông bắt đầu chậm chậm lưu động lại, những chú chim trên bầu trời cũng bắt đầu vỗ cánh. Các đệ tử của bích thủy các cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bích thủy các dần dần khôi phục lại sinh cơ. Ở phía bên kia, trong khu vực lân cận mặt trăng, có một thiên thạch bị móc rỗng đang lơ lửng trong không trung. Trong thiên thạch đó, một vị lão giả tóc bạc đứng dậy, kết thúc việc tính tỏa tu luyện ngày hôm nay của mình vẫn chưa đến sao, vị tống tiểu hữu kia rốt cuộc đang làm gì vậy? Lão giả tóc trắng kia lấy ra một cái điện thoại màn hình lớn, vuốt màn hình, mở bộ siêu tập ảnh ra. Trong bộ siêu tập ảnh đó có một tấm hình của tống thư hàng. Lão giả này là một vị tán tu, đạo hiệu là khốc lão nhân, là một vị linh hoàng ngũ phẩm cường đại. Công pháp hắn tu luyện là một bộ kỳ công quỷ dị lưu truyền từ thời thượng cổ lại thiên khắp bảo điển. Thiên Khắc Bảo Điền được mệnh danh là bộ kỳ công có thể khiến người tu luyện và kẻ địch của hắn đều đắm chìm trong bi thương không thể nào tự thoát ra được. Khi còn trẻ khốc lão nhân đã từng đi vào một di tích có liên quan đến Bích Thủy Các, lấy được bộ Thiên Khắc Bảo Điền này. Dựa vào bộ Bảo điển này, hắn từng bước từng bước trở thành một linh hoàng ngũ phẩm cường đại. Khi nhìn tấm ảnh của Tống Thư Hàng trong bộ siêu tập, không biết tại sao mà đột nhiên khốc lão nhân không nén nổi bi thương, khóc hòa lên. Hu 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 hu. hu khóc lão nhân khóc giống lên, càng khóc càng đau lòng. Nếu là người không rõ chân tướng sự việc nhìn thấy cảnh tượng này, khéo họ sẽ nghĩ là lão giả tóc trắng này đang khóc tang. Tống Tiểu Hữu rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Đã mấy ngày rồi, nếu ngươi còn không chịu ra thì ta biết ăn nói sao với bạch tiền bối đây. Khóc lão nhân lau nước mắt ở khóe mắt, đến cả vành mắt cũng đỏ hoe hết cả lên. 500 năm trước, khóc lão nhân từng nợ bạch tôn giả một ân huệ rất lớn giống như bạch hạc chân quân khốc lão nhân cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo đáp bạch tôn giả cách đây không lâu thông qua đường dây độc nhất của mình khốc lão nhân được biết bạch tôn giả muốn đưa một hậu bối trẻ tuổi vào trong vũ trụ đồng thời cũng chuẩn bị một vài thí luyện trong vũ trụ cho hắn nghe xong khốc lão nhân lập tức nhận ra rằng cơ hội báo đáp bạch tôn giả của mình đến rồi thế là hắn bèn nắm lấy cơ hội này chủ động liên lạc với bạch tôn giả tiếp nhận nhiệm vụ bố trí thí luyện trong vũ trụ và nghênh đón vị hậu bối trẻ tuổi Tống Tiểu Hữu này. Bạch Tôn giả đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng thời còn cho Khốc lão nhân một bức ảnh của Tống thư hàng và một cái phù bảo có thể xác định được vị trí của hắn trong vũ trụ. Vì thế, Khốc lão nhân bèn ở cạnh mặt trăng, chuẩn bị cho màn thí luyện tuyệt vời. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ cần chờ Tống Tiểu Hữu tới, là vừa được hưởng thụ sự kích thích này, vừa có thể tìm được cách luyện tập phù hợp. Thế nhưng, Tống Thư Hàng tiểu hữu vẫn chưa từng xuất hiện. Sau đó khốc lão nhân nhận được tin vài ngày trước Tống Thư Hàng đã đi thăm dò cổ mộ với thất tu tôn giả. Nhưng nhầm tính thời gian, hôm nay Tống Thư Hàng nên trở lại mới đúng chứ nhỉ? Hu hu hu, thôi vậy, thôi vậy, ta sẽ tự mình đi tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu vậy. Mặc dù như thế thì sự thú vị của sân thí luyện sẽ giảm đi rất nhiều. Khốc lão nhân đưa tay lau nước mắt rồi nói. Chương 551, Nước mắt mỹ nhân. Khốc lão nhân kích hoạt miếng phù bảo dùng để xác định vị trí Tống thư hàng mà Bạch Tôn giả cho hắn. Sau đó, trong đầu Khốc lão nhân xuất hiện hai điểm. Một điểm màu xanh lá cây là vị trí của chính Khốc lão nhân. Sau đó, một điểm màu đỏ ở cách đó rất xa, ấy chính là vị trí đại khái của Tống thư hàng. Không hổ danh là Bạch Tiền Bối, đến định vị phù cũng làm xuất sắc đến trình độ như vậy, đúng là thật sự làm cho người ta cảm động. Khốc lão nhân tự nhiên lại khóc lớn, cảm động quá đi mất. Khốc lão nhân cảm động khóc lớn một hồi lâu, sau đó che giấu, sân thí luyện của mình đã bố trí sẵn lại, tránh cho bị các đạo hữu khác xông nhầm vào trong, phá hủy bố trí của hắn. Không lâu sau, Khốc lão nhân đi theo vị trí điểm màu đỏ kia. Hắn muốn túm vị Tống tiểu hữu kia tới đây, để tiến hành cuộc thí luyện đầy sảng khoái kia, để hắn còn báo đáp đại ân của Bạch Tiền bối nữa. Chấm khốc lão nhân không ngừng bay tới trong không gian, bay hoài bay mãi, rốt cuộc cũng tới nửa chỗ của tống thư hàng do định vị phù chỉ ra. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một ngôi sao băng cực lớn. Trên ngôi sao băng khổng lồ đó một tòa có kiến trúc tựa như cung điện tọa lạc. Chỉ là cả tòa kiến trúc đó lại bị pháp thuật che giấu, không thể thấy rõ được hình dạng cụ thể của nó. Theo như những gì mà khốc lão nhân nhìn thấy thì chỉ có thể nhìn thấy cánh cổng khổng lồ được phủ kín đầy những mắt đồng lồi ra lỗ chỗ thật thôi. Lúc này, khóc lão nhân cũng đần mặt đứng được ra. Hắn chẳng có thời gian để mà khóc nữa, chỉ lặng lặng đánh giá cánh cửa cung điện ở trước mắt. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào phía trên cánh cổng cung điện. Trên cánh cổng lớn của cung điện khác ba chữ cong cong vẹo vẹo, không phải bất kỳ loại văn tự nào trên trái đất, nhưng khóc lão nhân biết ba chữ này nghĩa là gì. Bích Thủy Các Lúc còn trẻ, khóc lão nhân đã từng đi vào một chỗ di tích có liên quan đến Bích Thủy Các hắn cũng đã lấy được thiên khấp bảo điển ở trong di tích đó cũng dựa vào bộ công pháp này mà hắn có thể ngưng tụ được kim đan và trở thành cao thủ ngũ phẩm trong hàng tán tu nếu như tính ra thì có thể coi khốc lão nhân là truyền nhân rất rất lâu đời của bích thủy các cho nên hắn cũng biết sơ sơ về bích thủy các không sai đây chính là bộ dạng về bích thủy các mà ta từng nhìn thấy trong di tích kia khốc lão nhân bước ra từ trong pháp khí thiên thạch của mình đi tới cửa lớn trước cánh cổng lớn của cung điện, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên cánh cửa điện bằng đồng kia. Nhưng, vì sao bích thủy các lại xuất hiện ở đây, xuất hiện ở trong không vũ trụ như này? Chẳng phải rất nhiều năm trước bích thủy các bị cuốn vào một trận đại chiến tông môn của tu sĩ, sau đó bị hủy diệt hay sao? Theo như trí nhớ của khốc lão nhân, thời kỳ thượng cổ, bích thủy các đã từng bị cuốn vào một cuộc đại chiến tông môn của các tu sĩ. Cả tông môn đều bị hủy diệt sạch rồi chẳng lẽ hậu nhân may mắn còn sống sót của Bích Thủy Các đã gây dựng lại Bích Thủy Các một lần nữa hay sao? Tay của khốc lão nhân hơi run lên, nước mắt không ngăn được mà trào ra. Hu hu hu, khốc lão nhân khóc lớn rất đối thương tâm, nhưng lần này là khóc thật sự. Thiên khắp bảo điển mà năm đó hắn lấy được cũng không đầy đủ, tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm đã là cực hạn rồi. Muốn tiếp tục tu luyện thì cần phải có được phần sau của công pháp, nhưng bích thủy các đã không còn nữa, mà thiên khấp bảo điển lại kia chính là công pháp độc môn của bích thủy các năm đó. đây là chuyện bi kịch cỡ nào chứ. nếu như khốc lão nhân muốn tiến lên một bước ở cảnh giới ngũ phẩm này, thì hoặc là đổi sang một bộ công pháp khác, hoặc là chỉ có thể tự mình tìm hỏi, ngâm cứu rồi bổ sung quyền thiên khấp bảo điển này mà thôi. khốc lão nhân vẫn luôn muốn bổ sung hoàn thiện thiên khấp bảo điển, nhưng hiệu quả thật sự chẳng đâu ra đâu. mà bây giờ nếu như bích thủy các còn tồn tại thì hắn sẽ có cơ hội lấy được thiên khấp bảo điển bản đầy đủ, mặc kệ là khả năng lấy được gấp bao nhiêu đi nữa, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có tí cơ hội nào. Khốc lão nhân vuốt ve cửa điện bích thủy các như nhẹ nhàng dịu dàng như thể đang vuốt ve hy vọng tấn trước chân quân của mình. giờ khắc này khốc lão nhân lại sinh ra cảm giác cận hương tình khiếp. thật lâu sau hắn hạ quyết tâm gõ cửa thật mạnh. đồng 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 tương đương. Tiếng gõ cửa tựa như tiếng chuông ngân vang thật xa. Tại phía trên ngôi sao băng nhỏ này, dưới sự bảo vệ của trận pháp, có không khí tồn tại giúp cho tiếng chuông có thể truyền đi. Sau khi gõ cửa, tâm tình của khốc lão nhân vô cùng căng thẳng hồi hộp. Đợi thật lâu, thế nhưng cánh cổng của bích thủy các vẫn không có vẻ gì là sẽ mở ra. Khốc lão nhân cố lấy lại can đảm, gõ thêm một lần nữa. Đông đông đông, cánh cửa trơ ra như cũ, không hề động đậy chút nào không có người sao, hay là đối phương căn bản không muốn mở cửa đây? Hay là mình xông thẳng vào trong đi nhỉ? Khốc lão nhân lầm bẩm nói, thế nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Xông cửa vào, chắc chắn sẽ bị người ta coi là kẻ thù xâm nhập mất thôi. Đến lúc đó, cho dù đối phương thật sự có thiên khấp bảo điển, đi nữa thì hắn cũng không còn cơ hội để lấy được. Nói không chừng vừa xông vào cửa thì đã bị đối phương chém giết thần hình câu diệt luôn rồi cũng nên. Vì vậy, khốc lão nhân tiếp tục gõ cửa. Khốc lão nhân rất có kiên nhẫn, lúc còn trẻ, hắn đã từng muốn bái nhập vào môn hạ của một vị tán tu tiền bối để tu luyện. Cuối cùng quỳ gối trước cửa động phủ của vị tiền bối kia suốt năm ngày năm đêm. Hiện tại hắn lại tiếp tục phát huy sự kiên nhẫn chờ đợi của chính mình. Chấm chấm. Bên kia, ở bên trong bích thủy các. Lý âm chúc chúc bước chân vào chỗ vân trung các của sở các chủ ở, kích phát mấy trận pháp báo động ở trong vân trung các các chủ cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đồng thời hệ thống phòng ngự trong vân trung các được kích hoạt, từng cột đá tinh tháp bay lên từ gần vân trung các. Lý âm trúc trúc lập tức hiêu ra mình đã xâm nhập vào cấm địa, bản chân nhỏ nhắn của cô điểm một cái trên mặt đất, kiếm hoàn trong miệng bay ra, trải dài ra dưới chân cô biến thành kiếm quang. Cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi vân trung các. Nhưng là, đã muộn, hệ thống phòng ngự trong vân trung các chính là các chủ tự tay thiết kế. Lý Âm Trúc vừa mới ngự kiếm bay lên, trong hư không có một chiếc lưới lớn ập xuống, kéo cô rơi xuống. Ngay sau đó liền có 10 sợi xiềng xích bắn ra, buộc Lý Âm Trúc thành hình chữ, đại, treo ngược lên ngay tại lối vào của Vân Trung Các. Cảm giác bị người ta treo ngược lên thật mất mặt. Lý Âm Trúc khóc không ra nước mắt. Bằng vào cảnh giới tu vi tứ phẩm của cô, căn bản không cách nào thoát được khỏi những xiềng xích này. Càng dẫy dụa thì lại càng bị buộc chặt hơn nữa. Cứu mạng, Xin thả ta xuống, ta không phải cố ý xâm nhập vào nơi này đâu." Lý Âm trúc kêu to, trong đầu không khỏi nhớ tới bóng dáng của Tống thư hàng. Chấm chấm. Bên trong Vân Trung Các. Sau khi xác định người xâm nhập đã bị chế trụ, Sở Các chủ lại lâm vào trong trạng thái ngủ say tiếp. Nhưng có lẽ là do đã ngủ hơn 2 ngày nên lần này cô ngủ không sâu lắm. Cho nên Bích thủy Các không có tiến vào trạng thái thời gian dừng lại kia nữa các tu sĩ trong môn bắt đầu khôi phục hành động. Các đệ tử đi đường tiếp tục vùi đầu đi lại, các đệ tử tu luyện lại bắt đầu tu luyện lần nữa, các trưởng lão đánh cờ uống trà cũng tiếp tục cuộc sống nhàn hạ của mình. Bọn họ hoàn toàn không có cảm giác như thời gian dừng lại. Chỉ có kim đồng ngọc nữ trong tân khách điện là nghi hoặc cầm lấy trong chiếc chăn màu tím trong tay. Trong ấn tượng của bọn họ thì có một vị khách nhỏ bị hôn mê, được các cô đưa vào gian phòng này. Nhưng hiện tại trong căn phòng tràn đầy hàn khí, nhưng lại không thấy tung tích của vị khách nhỏ kia đâu. Kim Đồng Ngọc nữ vội vàng bắt đầu tìm kiếm vị khách nhỏ đã biến mất kia. Cùng lúc đó lối vào, thời Quang Thành. Một vị nữ đệ tử của Bích Thủy Các ôm điển tịch thật dày tiến vào, thời Quang Thành, bước vào địa hạ hành, nơi cô đến không cùng một cửa vào với chỗ mà Sở Các chủ đã dẫn hai người tống thư hàng đi vào. Bởi vì chỗ mà Sở Các chủ tiến vào không có đệ tử thủ vệ rõ ràng sở các chủ mang hai người tống thư hàng tiến vào bằng một đường tắt bí mật nào khác. Đệ tử phụ trách trông coi, thời quang thành, cười nói, diệp sư tỷ tỷ lại định tiến vào, địa hạ thành, để tu luyện đấy à? Ừ, ta muốn vào bên bên trong tu luyện một tháng. Nữ đệ tử được gọi là, diệp sư tỷ kia xoay đầu lại, mỉm cười. Cô nói chính là thời gian một tháng ở bên ngoài, cũng chính là gần một năm ở bên trong địa hạ thành. Trong tay cô ôm một quyển sách thật dày, đang mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt. Cô sở hữu mái tóc dài màu nâu nhạt, được tết thành hai bím tóc vô cùng tỉ mỉ. Phần tóc mái thật dài ẩn ẩn che khuất ánh mắt của cô. Khi cô quay đầu lại mỉm cười, lộ ra hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt còn vương theo ánh lệ, bộ dạng trông như thể vừa mới khóc xong một trận. Đây là một thiếu nữ tựa như đóa hoa lục bình làm rung động lòng người. Sau khi mỉm cười, cô gái đó lại ôm tập sách dày chậm chậm tiến vào bên trong địa hạ thành lưu lại mùi hương mực thoang thoảng. Đợi vị thiếu nữ hiểu điệu động người kia đi xa, hai đệ tử phụ trách trông coi thời quang thành đều cảm thán, Diệp Sư tỷ vừa mới khóc đấy à. Điểm mị lực tăng lên 100. Sự tồn tại cửa Diệp sư tỷ cả thực là chính là vì để giải thích câu lê hoa đái vũ mà. Lệ mỹ nhân lăn dài, giọt lệ chữa trị của Bích Thủy Các. Những danh tự này chính là cái tên nổi danh này ở Bích Thủy Các. Thời Quang Thành, Địa Hạ Thành Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong trạng thái hôn mê. Khi hắn tỉnh lại thì, phát hiện mình đang đứng ở gian phòng có dược dục kia. Là sở sở đưa hắn đến gian phòng này sao? Người rốt cuộc đã tỉnh rồi sao? Sở sở khoác lên một bộ váy mới được may từ rèm nói. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Tống Thư Hàng xoa huyệt thái dương, trong giấc mộng 88.888 thanh âm kia vẫn không buông tha hắn. Hắn ngủ bao lâu, tám vạn thanh âm kia cũng niệm suốt bấy lâu, Người hôn mê một chập thì hết ba ngày ba đêm luôn. Hiện tại đã là ngày thứ ba bốn kể từ khi cô và tống thư hàng bước vào thời quang thành này. Nếu như đổi thành thời gian ở bên ngoài thì chắc là sắp qua đến ngày thứ ba ấy nhỉ? Đã ngủ lâu như vậy rồi à? Tống thư hàng cười khổ. Sau đó, hắn cẩn thận vươn tay ra, chụp vào chậu đồng dùng để dược dục ở bên cạnh để xem thử cái bí pháp giám định kia còn mở hay không. Chạm vào chậu đồng xong. Tống Thư Hàng trong mắt không hề xuất hiện phù văn giám định kia nữa, trên người cũng không có xuất hiện thêm miệng vết thương nào. Hắn lập tức mừng rỡ, tuyệt quá đi mất. Suốt cuộc thì hiệu quả của bí pháp giám định thuật kia cũng đã qua, hắn không cần phải sợ sờ chúng cái gì thì sẽ xuất hiện giám định kia nữa. Xem ra, chỉ cần mình hôn mê, thì có thể kết thúc giám định thuật kia. Sở sở thấy bộ dạng vui vẻ ra mặt như thế của Tống Thư Hàng thì dò hỏi, lời nguyền rủa trên người của ngươi đã biến mất rồi à? biến mất rồi, cuối cùng không cần lo lắng bất kỳ lúc nào cũng có thể phun máu rồi, chúng ta lại có thể tiếp tục đi tìm lối vào được rồi đấy." Tống Thư Hàng nhảy dựng lên, đứng làm động tác hoạt động gân cốt cứng đờ do hôn mê suốt mấy ngày nay. Chương 552, cái gì nên đến, rốt cuộc cũng sẽ đến. Theo tiếng xương cốt toàn thân vang lên, rắc rắc, Tống Thư Hàng cảm thấy thể chất của bản thân cư nhiên thoát cái đã tăng vọt lên, dù chỉ tăng có một chút thôi. Không chỉ có thể chất mà hình như ngay cả chiều cao cũng tăng lên một chút thì phải. Trong mấy ngày hôn mê bất tỉnh, thể chất chẳng những không yếu đi, mà còn tăng thêm nữa chứ. Chẳng lẽ là do kết quả của việc lần trước sử dụng, giám định thuật gây ra? Trong quá trình mình phun máu thì thể chất của bản thân cũng được tăng cường sao? Nhưng loại tăng cường cỡ này, hắn thả rằng không cần còn hơn, vì phải trả giá quá đắt mà nhận lại thì chẳng được bao nhiêu. Tuyệt đối là một vụ làm ăn lỗ vốn. Người ngủ một mạch tận mấy ngày, Mấy hôm nay ta đổi sang mấy lối đi, mấy gian phòng đều phải khiêng ngươi đi đấy." Sở Sở ở một bên nói. Nói xong, cô lại lấy mấy viên ích cốc đan trong túi nhỏ ra, đưa cho Tống Thư Hàng, "Muốn ăn không? Ở đây ta có mấy vị, ngươi ngủ suốt mấy ngày liền như thế, chắc đói rồi phải không?" "Có vị gì thế?" Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Ích cốc đan của Tô Thị A thập lục gửi cho hắn đều là loại không có vị, hắn vẫn luôn cho rằng ít cốc đan đều không có mùi vị gì sở sở giải thích, vị hoa quả, vị thịt nướng, vị cà chua, vị thịt gà, có đủ cả. Cho ta thử một viên vị thịt gà đi, Tống Thư Hàng nói. Hắn và sở sở đã ngây người trong thời quang thành này gần một tháng, chữ ít cốc đan ra thì cũng chỉ toàn là ít cốc đan, nghĩ đến vị thịt gà, hắn liền thèm chảy nước miếng. Sở sở đưa cho hắn một viên ít cốc đan màu vàng. Sau khi Tống Thư Hàng nhận lấy, đưa lên mũi người thử, thế mà lại ngửi được mùi gà nướng thoang thoảng thật, nước miệng bất giác hứa ra, chỉ là người mùi thôi đã cảm thấy thơm như thế rồi, ít cốc đan này chỗ nào bán thế. Cư nhiên còn có đủ mùi vị nữa chứ. Tống Thư Hàng vừa mới dứt lời xong, đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến. Ngay sau đó, cánh tay đang cầm ít cốc đan của hắn, tự dưng xuất hiện hơn 20 vết thương nông sâu khác nhau do đau gây ra. Máu tươi phun xối xả. Lại nữa á. Cái bí pháp, giám định thuật, trời đánh này còn chưa đóng nữa sao? đừng nói đùa nhé, ta cũng không phải là kho máu đâu. Mấy ngày nay, số máu mà ta phun ra còn nhiều hơn tổng số máu đã chảy suốt mười mấy năm qua nữa. Sở sở, không xong rồi. Thư hàng đạo hiếu, ngươi lại chảy máu rồi kìa. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy mà. Thư hàng nhìn chăm chằm vào miệng vết thương trên cánh tay, biết bao nhiêu máu tươi như thế lại bị lãng phí rồi. Lại nói, hắn có nên cân nhắc chuyện nuôi một sinh vật đáng yêu một chút, Tương tự như quỷ hút máu làm sủng vật bên người không nhỉ? Như thế thì sẽ không lãng phí máu như thế này nữa nhỉ. Theo Tống Thư Hàng được biết, loài quỷ hút máu thật sự có tồn tại trên thế giới này. Chính là không biết có phải toàn trai xinh gái đẹp như trên phim hay không nhỉ? Sở sở, máu chảy không ngừng được sao? Chảy đã thì sẽ tự ngừng thôi, ta cảm thấy mình đã quen rồi." Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, thoạt nhìn thì có vẻ lượng máu chảy ra rất nhiều, nhưng chỉ vì miệng vết thương quá rộng chứ thực tế miệng vết thương rất nông, chỉ cần mấy phút sẽ khép lại ngay thôi. Nhưng, do gần đây miệng vết thương của hắn cứ toát rồi lại lành, lành xong thì lại toát, nên trên người hắn đã có rất nhiều vết sẹo rồi. Người ta hay bảo, vết sẹo là huy chương của người đàn ông. Tống Thư Hàng đoán nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, một tháng sau, toàn thân hắn sẽ treo đầy huy chương. Sở sở hỏi, có phải là do lời nguyền chưa được phá giải hết không? Chắc là chưa giải quyết được tận gốc. Tống Thư Hàng thở dài, nhưng cũng coi như là có tiến bộ. Ít nhất bí pháp, giám định thuật này, từ lúc mất khống chế chạm vô cái gì cũng khởi động, đến nay lại chuyển sang khởi động ngẫu nhiên thế này đã là tiến bộ lớn rồi. Khi nói chuyện, Phú văn trong mắt hắn như dòng nước chảy vọt thẳng lên ít cốc đan, lại biến thành hình cái đồng hồ, kim giờ trên đồng hồ quay rất nhanh. Một lúc sau, phù văn lại lui về trong mắt Tống Thư Hàng như thủy triều. Ít cốc đan vị thịt gà, giòn răng rắc, Đủ cung cấp sinh dưỡng cho tu sĩ nhất phẩm trong một tháng, sản xuất tháng 4 năm 2018 mét hạn sử dụng 20 năm. Nơi sản xuất, sản phẩm của thực tiên động, phía nam hoa hạ. Một miếng linh thạch nhị phẩm 20 viên, mua nhiều sẽ được chiết khấu. Tống thư hàng. Giám định thuật, lần này còn kèm theo quảng cáo cho thực tiên động nữa à? Không biết có được phí quảng cáo không đây? Ớ, ờ, đợi đã. Khi nãy, lúc ta mới nhận viên ít cốc đan vị thịt gà này. Có thuận miệng hỏi sở sở vấn đề x-cốc đan chỗ nào bán thế. Móc lửng Sau đó, giám định thuật liền khởi động. Không chỉ có giám định tác dụng của x-cốc đan, mà còn nói ra nơi sản xuất của x-cốc đan. Có lẽ là bởi vì ban nãy ta tò mò, cho nên giám định thuật mới khởi động chăng? Tống thư hàng trầm tư suy nghĩ, nếu như hắn đoán không sai, chẳng khác nào nắm được quy luật khởi động của giám định thuật. Mấy chuyện bị thương thế này sao có thể nói là quen với không quen được chứ? sở sở giờ khóc giờ cười lại lấy băng vải ra băng bó vết thương trên tay tống thư hàng bởi vậy hai tay trái phải của tống thư hàng đều băng kín mít đặc biệt giống cao thủ tán đả sau khi nhìn hai tay của mình xong tống thư hàng lẩm bẩm nói có lẽ ta nên thử chút xem sao sở sở thử thử cái gì tống thư hàng nhìn xung quanh sau cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên vải băng mới quấn trên đôi tay mình nếu như dám định vải băng này thì cũng lắm là ngón tay lại có thêm một vết thương mà thôi thế thì thử xem tống thư hàng hít sâu một hơi đoạn vải băng này sản xuất ở đâu thế không đợi dám định thuật của tống thư hàng khởi động sở sở ngồi bên cạnh đã vội vàng trả lời là do sở ra chúng ta tự làm ra sở ra chúng ta có một công ty sản xuất vật phẩm y tế ở hoa hạ cung cấp cho các đệ tử cần dùng trong lúc tu luyện dù sao trong giai đoạn luyện thể tu sĩ hay bị thương lắm sở sở cô nương giành quyền trả lời một cách hoàn hảo tống thư hàng không biết có phải vì sở sở đã tranh phần trả lời trước hay không mà lần này giám định thuật không khởi động sau trận hôn mê tỉnh lại lần này bí pháp giám định thuật trên người tống thư hàng hình như đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều thôi vậy nhìn xem trên người mình còn đồ gì có thể giám định không hoặc là đồ gì có giá trị bé thôi vì vậy thư hàng bắt đầu bới trong túi thu nhỏ một tấc của mình đột nhiên hắn nghĩ đến một việc chết cha lần trước trước khi hôn mê lúc mình lấy đạo hòa đan ra hình như đã chạm vào túi thu nhỏ một tấc trước sau đó mới chạm đến đạo hòa đan thì phải lúc đó bí thuật giám định thuật ở trạng thái mất khống chế chưa giám định túi thu nhỏ một tấc trước mà chọn giám định đạo hòa đan đó coi như là vô hình chung khiến hắn tránh được một kiếp nghĩ lại thì biết ngay túi thu nhỏ một tấc có lai lịch thần bí này và đạo hòa đan bản năm sao do cổ hồ đạo quán làm ra, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết cái nào phiền toái hơn. Do mất đi đoạn trí nhớ ở trên, đảo thần bí, vì vậy Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết túi thu nhỏ một tấc của mình từ đâu mà ra. Lúc đó, nếu không phải trong túi thu nhỏ một tấc có một mẩu giấy nhắc nhở, có thể hắn cũng đã tặng túi thu nhỏ một tấc hình con thỏ đáng yêu này cho người khác, hoặc là vứt xử đi rồi. Lại nói, mình đã lấy cái túi thu nhỏ một tấc này từ đảo thần bí ra ngoài như thế nào nhỉ? Mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ ra được cái gì. Chết mợ! Không được, không được, không được, ban nãy mình vừa nghĩ đến một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm. Mau ngừng suy nghĩ ngu xuẩn này lại. Tâm tính tự nhiên mát, hắn mạnh mặc hắn mạnh, vô dục vô cầu. Để đầu của mình trống rỗng, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, cường nghiệp mạnh, thành tín, thân thiện, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do. Vân vân các loại, hộ thể, Tống Thư Hàng liều mạng thả lỏng để đầu óc của mình trống rỗng. Nhưng đã quá muộn rồi. Hơn nữa con người có lúc rất kỳ lạ, lúc bạn càng không muốn nghĩ đến thứ gì, thứ đó lập tức sẽ luẩn quẩn trong đầu bạn không thể xua đi được. Tống Thư Hàng đã cảm nhận được, trên người mình xuất hiện cảm giác đau nhói. Xong đời, chết toi rồi. Xoẹt 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 xoẹt. Một lúc sau, toàn thân thư hàng xuất hiện hơn nghìn vết đao nông sâu khác nhau, máu tươi phun ra ảo ảo như thác đổ. Khiến hắn biến thành một huyết nhân thêm lần nữa. a a a a đau đau đau, đau chết mất, đau chết mất, chết mất thôi. Đàn ông có lệ nhưng không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng mà thôi. Tống thư hàng lại rơi những giọt lệ đàn ông thêm lần nữa. Không phải vì đau, mà là chảy nước mắt hối hận vì sai lầm ngu si của bản thân. Thư hàng đạo hiếu, sở sở ở một bên luống cuống tay chân không biết phải làm sao mới được tống thư hàng cắn chặt răng khổ sở giơ ngón cái lên với sở sở không sao chỉ là vết thương nhỏ nhưng hơi bị nhiều thôi không có gì đáng ngại cả đây cũng không phải vết thương nhỏ đâu cả người ngươi đều đang chảy máu rồi kia sở sở nhanh chóng lấy băng vải ra nhưng không biết nên bắt đầu băng bó cho tống thư hàng từ đâu cả người tống thư hàng đều chảy máu nếu thật sự băng bó lại Chắc là sẽ quấn tống thư hàng thành xác ướp mất, nhưng cô không có mang theo nhiều băng vải như vậy. Tống thư hàng, không sao đâu, mấy phút sau miệng vết thương sẽ khép lại. Nhìn ngươi chẳng giống như không có việc gì tí nào cả. Lời nguyền trên người ngươi rốt cuộc là gì thế? Ngươi bị lời nguyền này ở đâu? Chúng ta cùng nghĩ cách phá giải nó trước đã rồi tính tiếp. Sở Sở vội vàng nói. Có lời nguyền này, Tống thư hàng vừa động một cái liền chảy máu, chẳng làm được chuyện gì nữa rồi yên tâm đi, ta đã tìm được quy luật chảy máu rồi. Tống Thư Hàng nhếch môi nói. Lúc đang nói chuyện, phù văn trong mắt hắn biến thành dòng nước chảy đến, túi thu nhỏ một tấc, sau đó lại quay về trong mắt hắn. Túi thu nhỏ một tấc hình thỏ đáng yêu, làm thành từ da lột da của nhất thốn chỉ xa. Người chế tác xoẹt 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 thích thỏ, cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm. Do cô tự tay chế tạo, tặng cho Tống Thư Hàng đạo hữu. Xoẹt 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 kia là tiếng rè kiểu như bíp bíp bíp, chắc đó là tên hoặc đạo hiệu đại diện của vị kiếp tiên cửu phẩm thích thọ kia. Nhưng mà, vị kiếp tiên cửu phẩm kia cố ý che giấu quá khứ, hiện tại, tương lai của mình, nên ngay cả giám định thuật của Tống Thư Hàng cũng không cách nào tìm ra được đạo hiệu hoặc tên của cô. Cũng may, vị đại tiên bối trên đảo thần bí kia che giấu thiên cơ của bản thân rồi, nếu không, Tống Thư Hàng đi giám định thông tin của một vị kiếp tiên cửu phẩm, cái giá phải trả không chỉ đơn giản là toàn thân phun máu như thế thôi đâu nói không chừng, mạch máu toàn thân của hắn sẽ phát nổ mà chết mất. Lúc ta trên đảo thần bí, cư nhiên lại được gặp một vị kiếp tiên cửu phẩm. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, lại nhớ đến vị cửu đăng cô nương, gặp được trên đảo thần bí, cùng với tiểu bạch long trong ngôi mộ cổ nọ mình nhìn thấy khi nhập mộng lần trước. chương 553, tri âm khó cầu, đồng loại. Lại thêm một ngày trôi qua. Một mình Tống Thư Hàng đi trong đường hầm bên dưới, thời quang thành. Hôm qua, tình cờ chơi dại giám định, túi thu nhỏ một tấc xong, sau đó toàn thân hắn chảy máu, nên hắn và sở sở đành phải nghỉ ngơi thêm một ngày. Sáng nay, hai người lại lập thành nhóm đi thăm dò tìm kiếm cửa ra của thành phố dưới lòng đất. Lúc thăm dò, Tống Thư Hàng và sở sở cùng nhau hành động. Bởi vì địa hạ thành này đầy rẫy các mối nguy cơ, đại trận 108 người đồng cũng được. Thứ mà Sở Sở cho rằng là lời nguyền khiến cả người tống thư hàng phun máu cũng thế, cái nào cũng là nguy cơ cả. Trong hoàn cảnh khắp nơi đều tràn ngập mối nguy hiểm như thế này, hai người cùng hành động thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tống thư hàng và Sở Sở cũng không phải giống như mấy diễn viên trong đội mạo hiểm trên phim, trong mấy khu nguy hiểm mà lại đi chia nhỏ nhóm ra. Nhưng, thư hàng thật sự không ngờ, hắn và Sở Sở lại tách khỏi nhau. Lúc đó, Sở Sở đi trước hắn nhưng lúc rẽ vào khúc cua, sở sở vừa rẽ một cái. Sau đó, mất tiêu không thấy đâu luôn. Rõ ràng cũng rẽ vào ngay lập tức theo sát cô ấy kia mà, nhưng hắn vừa rẽ vào thì đã không thấy sở sở đâu nữa, đồng thời còn có loại cảm giác mất trọng lực khi đi thang máy. Hắn lập tức hiểu ra, thông đạo của địa hạ thành trong, thời quang thành, còn biết di chuyển nữa à. Chơi nhau một vố đau quá. Sau khi bị tách ra với sở sở, Tống Thư Hàng đành phải tự mình tìm kiếm trong các lối đi, vừa tìm sở sở và lối ra. Mỗi khi đi qua một con đường thì hắn sẽ đánh một dấu khác nhau xuống. Bất chi bất giác, lại thêm một ngày nữa trôi qua. Tống Thư Hàng vẫn chưa tìm thấy tung tích của sở sở. Hoàn toàn không biết quy luật di động của mấy thông đạo ở trong địa hạ thành của thời quang thành, này là gì nữa, lần này ngay cả mùi để lại cũng bị quấy đảo, muốn tìm được sở sở chỉ đành dựa vào vận khí thôi. Tống Thư Hàng lầm bẩm nói nếu dựa vào vận khí, thì hình như gần đây vận khí của hắn không được tốt cho lắm. Đúng lúc hắn đang suy tư thì đột nhiên, hắn nhìn thấy trong không gian đèn đuốc sáng trưng phía cuối đường, đang có bóng người di chuyển. Có người, là sở sở hay là đệ tử Bích Thủy Các. Bất kể là ai thì cũng đều là tin tốt cả. Cuối cùng vận khí của mình cũng đến rồi sao? Tống Thư Hàng nói. Hắn vội đẩy nhanh tốc độ tiến vào phía cuối lối đi nọ. Sau khi bước vào không gian nơi đó, Tống thư hàng nhìn thấy một thư viện khổng lồ. Chắc là thư viện nhỉ? Bên trong không gian trước mắt chứa đầy sách, khắp nơi đều là sách, số lượng ít nhất cũng phải vài chục vạn quyển, đúng là một biển sách luôn. Nhưng, tất cả sách không phải đặt trên giá sách chỉnh tề, mà là xếp thành từng chồng trên mặt đất, trông rất lộn xộn. Mà bên trong biển sách nọ, có một cô thiếu nữ đang ngồi xổm giống như một đóa hoa dạ lan trên người cô mặc váy dài màu tím, mái tóc màu nâu nhạt, được tết thành bím tóc thật dài vô cùng tỉ mỉ, phần tóc mài vừa dài vừa dày, gần như che cả ánh mắt của cô. Lúc này cô gái đó đang cầm một quyển sách đọc mê say chăm chú. Trong miệng cô phát ra âm thanh khe khẽ, không còn có chỗ nào tuyệt vời hơn địa hạ thành ở thời quang thành cả. Ở đây, một ngày ta có thể xem sách của 12 ngày bên ngoài, thật hạnh phúc. Bây giờ thính lực rất tốt của Tống Thư Hàng có thể nghe thấy lời nói thầm của cô. Cô gái, năng lực thời gian của thành phố dưới lòng đất bị cô nãi nãi dùng như vậy, sợ các chủ sẽ khóc mất. Nhưng cũng đồng thời, hảo cảm của Tống Thư Hàng dành cho cô gái kia lập tức cộng 20, hắn cảm nhận được khí tức của đồng loại từ trên người cô gái này. Cũng thích ngồi trồm hổm trong biển sách, chỉ cần trong tay cầm sách, thì đó chính là thiên đường. Hu hu hu, đột nhiên cô thiếu nữ xem được một lúc thì lại bi thương khóc giống lên. Nước mắt không ngừng chảy xuống từ trong hốc mắt, lăn dài trên khuôn mặt nõn nà của cô, làm ướt quyển sách cô đang cầm trên tay. Cô thiếu nữ lại bối rối giơ tay lau sạch nước mắt rơi trên quyển sách, nhưng vì nước mắt chảy xuống không ngừng, nên càng lau thì nước mắt trên sách càng nhiều, chỉ một thoáng đã khiến cả trang sách bị ướt nhẹp. Là do xem được nội dung gì đó bi thương quá nên mới nhịn không được mà khóc không ngừng sao. Đây là một thiếu nữ văn học tràn đầy tình cảm. Thiện cảm của Tống Thư Hàng đối với cô thiếu nữ kia lại tăng lên hơn 20 hắn càng có cảm giác như gặp được, chị âm. Đi lên chào hỏi chứ nhỉ. Đối phương là đệ tử Bích Thủy Các, chắc là biết đường rời khỏi thời quang thành nhỉ. Vì vậy, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, xin lỗi vì đã quấy dày. Lúc này, cô thiếu nữ văn học thích đọc sách kia mới nhận ra là có khách đến. Cô cuốn quyết giấu quyển sách ra sau lưng, ngước mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Đồng thời, nước mắt không ngừng chảy xuống từ trong mắt cô, hai mắt mông lung đẫm lệ, Diễn tả cụm từ lê hoa đái vũ vô cùng hoàn mỹ. Xin chào cô, Tống thư hàng ngại ngùng giơ tay vẫy vẫy. Xin chào, hu hu hu, cô thiếu nữ kia cũng gật đầu chào, sau đó khóc càng thương tâm hơn. Thấy cô khóc mãi không ngừng, Tống thư hàng bắt đầu hơi xấu hổ. Hình như nhận ra Tống thư hàng đang xấu hổ, cô thiếu nữ tựa như đoá địa lan tím đó đó nhẹ nhàng vẫy tay, xin đừng để ý đến ta, hu hu hu. Ta chính là như vậy đấy, một khi đã khóc hu hu hu, thì khó mà ngăn lại được. Lại nói, vị sư đệ này, ngươi là đệ tử ở phân các nào đấy? Hu hu hu, trước đây hình như ta chưa từng thấy ngươi thì phải. Xin chào cô, ta không phải là đệ tử của Bích Thủy Các. Vài ngày trước ta tình cờ đi vào Bích Thủy Các, lại được gặp sở các chủ. Sau đó, sở các chủ liền dẫn ta và bạn đến địa hạ thành của thời quang thành này, Tổng Thư Hàng đáp. Thì ra là vậy, hu 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 vậy thì là khách của bích thủy các chúng ta rồi. Cô thiếu nữ cũng không hề nghi ngờ gì thư hàng, vì thời quang thành là nơi rất đặc biệt, liên quan đến khái niệm, thời gian, trừ phi nhận được sự đồng ý của sở các chủng người nắm giữ, thời quang thành nếu không thì không có ai có thể đi vào trong được. Hu hu hu, ta là đệ tử của bích thủy các bối phận chữ diệp, đạo hiệu là diệp tư. Hu hu hu, cô thiếu nữ văn học kia lau nước mắt, nói tiếp, ngoài ra, vì ta rất thích đọc sách và suy ngẫm, nên các sư huynh đệ muội cũng có người gọi ta là Diệp Tư Khảo hoặc là Diệp Chi Tư Khảo. Về phần các danh hiệu giống như Mỹ Nhân Thút Thít, Nước Mắt Chữa Trị của Bích Thủy Các gì đó, cô mới không thèm thừa nhận nhé. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, vị sư tỷ này ơi, vừa mới gặp mặt, lại nói cả biệt danh cho mình biết luôn làm gì. Hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, lễ phép trả lời, ta gọi cô là Diệp Sư Tỷ nhé, ta là Tống Thư Hàng. Đạo hiệu, Bên ngoài hôm nay là thứ ba hay thứ tư nhỉ? Ừ, vẫn là thứ ba. Cho nên đạo hiệu là tầm đạo thư sinh. Tầm đạo thư sinh, người cũng thích xem sách à. Mắt của Diệp sư tỷ sáng rỡ lên, cuối cùng cô cũng không còn khóc nữa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nức nở. Ừ, ta thích đọc sách nhất đấy. Tống thư hàng kiên định nói, đây chính là sở thích lớn nhất trong cuộc đời hắn đó. Diệp sư tỷ liếc nhìn tống thư hàng, cô cảm nhận được khí thức của, đồng loại, từ trên người tống thư hàng, Đích Thị là người có cùng sở thích thích đọc sách. Bởi vì có cùng chung sở thích, chỉ trong chốc lát, hai người đã vui vẻ bắt chuyện cùng nhau. Diệp Sư Tỷ này, vừa rồi cô xem gì vậy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi, là sách gì mà lại khiến cô đọc đến mức khóc rất đỗi thương tâm như thế? Thật ra, chỉ là một quyển sách tiện tay cầm đại mà thôi. Diệp Sư Tỷ lấy quyển sách sau lưng đưa ra. Tống Thư Hàng nhận lấy quyển sách chương 554, nhiệt độ giữa ngón tay. tĩnh tâm, tĩnh tâm. Lúc nhìn thấy tên của quyển sách này, Tống Thư Hàng phải cố gắng để đại não của mình giữ bình tĩnh, cảm xúc không được dao động. Để tránh kích phát cái bí pháp, giám định thuật kia, kẻo đột nhiên lại phun máu ngay trước mặt Diệp Sư Tỷ. Sau đó, Tống Thư Hàng lại nghiêm túc nhìn tên sách lần nữa, quyển sách này, nếu chỉ nhìn tên sách, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra chỗ nào đáng giá để Diệp Sư Tỷ khóc lớn như vậy mà chẳng nhẽ nội dung bên trong giấu điều gì à ví dụ như tên sách là phương pháp thảo luận học thuật nghiêm túc nhưng nội dung lại là mấy chuyện tình yêu bi kịch thì sao loại sách dùng tên lè người này trước kia tống thư hàng đã tiếp xúc không ít vì vậy tống thư hàng nhanh chóng mở quyển sách hỏi tu sĩ phải tiết kiệm chân khí hoặc linh lực lúc ngửa kiếm phi hành như thế nào còn cố ý mở đến trang bị nước mắt của diệp sư tỷ làm ướt nữa nhưng mà thứ hắn nhìn thấy trông giống như là một chuỗi các công thức toán học, hắn đọc nhanh như gió, lật liên tiếp mấy trang, nhưng chỉ nhìn thấy lý luận chán ngắt của, hỏi tu sĩ phải tiết kiệm chân khí hoặc linh lực lúc ngự kiếm phi hành như thế nào. Mà thôi, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy nội dung nào bi kịch, hay, đẫm nước mắt cả. Mẹ ơi, rốt cuộc diệp sư tỷ đứng ở góc độ độc giả kiểu gì, mới có thể khóc bi thương như thế từ trong nội dung lý luận khô khan kiểu này chứ lẽ nào cô thuộc loại độc giả bổ não đẳng cấp luôn à? Ví dụ, có một loại độc giả, lúc coi mấy tình tiết quánh nhau bùm chéo, kích thích nhiệt huyết sôi trào thành hài với bi kịch. Nhưng, cho dù Diệp Sư Tỷ là kiểu độc giả thích bổ não đi nữa, thì rốt cuộc tại sao cô có thể nhìn công thức lý luận phức tạp thế này thành bi kịch được chứ? Chẳng lẽ ký hiệu là nam chính, ký hiệu thăng là nữ chính, ký hiệu là nam phụ, sau đó để bọn nó biểu diễn một đoạn tình yêu lâm ly bi đát khiến người xem phải rơi lệ à? Tống Thư Hàng yên lặng trả quyển sách, hỏi tu sĩ phải tiết kiệm chân khí hoặc linh lực lúc ngựa kiếm phi hành như thế nào. Lại cho Diệp Sư Tỷ. Quả nhiên, ta vẫn không thể nào hiểu được thế giới của mấy thiếu nữ văn học thế này hay sao. Trên con đường mọt sách này, mình vẫn còn non quá chăng. Tầm đạo thư sinh sư đệ này, ta luôn cảm thấy hình như người đang suy nghĩ việc gì đó rất vô lễ. Diệp Sư Tỷ nhận lấy quyển sách, đôi mắt đỏ ao, bất mãn nói. Tống Thư Hàng vội xua tay, không có, không có việc đó đâu. Nhìn bộ dáng trột giả của người kia, quả nhiên đang suy nghĩ mấy chuyện thất lễ. Diệp sư tỉ nước nở mấy tiếng, sau đó hai tay che mặt, nước mắt đột nhiên rơi n không ngừng, bắt đầu khóc đến là hương tâm. Tống Thư Hàng, xin lỗi xin lỗi, cũng không phải vì ngươi mà ta đột nhiên khóc đâu, hu hu hu, chỉ là bỗng nhiên ta có cảm giác bi thương dâng trào, nhịn không được mới khóc thôi hù 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 tương đương thật sự không liên quan gì tới ngươi đâu. Ngươi đừng hiểu lầm, Diệp Sư Tỷ vừa khóc đặc biệt thương tâm, vừa giơ tay xua liên tục với Tống Thư Hàng, chủ động lên tiếng cho hắn yên tâm. Tống Thư Hàng, cái kiểu khóc của Diệp Sư Tỷ thật sự quá kỳ lạ. Nhưng bộ dạng cô vừa khóc vừa tốt bụng an ủi người ta thế này sao trông đáng yêu thế nhỉ? Thật vất vả lắm Diệp Sư Tỷ mới ngừng khóc. Đã khiến cho tầm đạo thư sinh sư đệ chê cười rồi thỉnh thoảng Diệp Sư Tỷ vẫn nức nở một tiếng. Tống Thư Hàng đưa một túi khăn giấy qua cho cô cũng không phải bản thân hắn mang theo, mà là Diệp Sư Tỷ đã đặt rất nhiều khăn giấy ở bên cạnh. Diệp Sư Tỷ lau nước mắt, sau đó, cô ý nói làng sang chuyện khác, tầm đạo thư sinh sư đệ này ngươi thích đọc loại sách gì thế? Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp, sách gì ta cũng thích xem cả, có lẽ, chỉ đơn giản là ta thích đọc sách mà thôi. Cho dù là sách kiến thức lý luận buồn tẻ, sách giáo khoa, hoặc là tiểu thuyết, manga, hoặc luận văn khoa học, thơ từ cổ, chỉ cần là sách, thì Tống Thư Hàng đều có thể ôm xem mê mẩn. Mỗi lần xem là sẽ ngồi xem hết cả một buổi chiều, thậm chí còn lâu hơn. Không kiêng sách gì hết à, Diệp Sư Tỷ tò mò hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu cái rụp. Thế thì ngươi giống ta rồi, ta cũng vậy đấy. Dù có rất nhiều sách đều xem không hiểu gì cả, nhưng chỉ cần là sách thì ta đều thích hết. Cho nên ta đặc biệt thích đến địa hạ thành của thời quang thành, ở đây ta có thể xem được thêm rất nhiều, rất nhiều sách nữa." Diệp Sư Tỷ vui vẻ nói. "Quả nhiên là đồng loại." Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Tống Thư Hàng cảm thấy mình với vị Diệp Sư Tỷ này thật sự rất có duyên với nhau. Diệp Sư Tỷ lại hỏi, "Vậy bình thường ngươi xem loại sách nào nhiều nhất?" "Nếu tính loại xem nhiều nhất thì chắc là sách dạy học với sách phụ đạo nữa, vì ta vẫn còn là học sinh." cho nên tiếp xúc với sách loại đấy nhiều nhất. Tống thư hàng nhớ lại nói, trừ loại đó ra thì loại tiếp xúc nhiều nhất, có lẽ là tiểu thuyết và manga nữa, hai loại này dùng để thư giãn thì không còn gì bằng. Sau đó là mấy tác phẩm nổi tiếng thế giới, rồi thơ từ. Tiểu thuyết và truyện tranh à, ta cũng có hứng thú với hai loại đó lắm đấy, dạo này có bộ tiểu thuyết và truyện tranh nào hay không? Diệp Sư tỷ vui vẻ nói. Lúc hai người thích xem sách trao đổi với nhau. Chủ đề nói chuyện bất giác đều xoay quanh sách. Cái này được gọi là có chung đề tài, đây. Vì vậy, Tống Thư Hàng nói về mấy quyển tiểu thuyết mà bản thân thích nhất. Bởi vì phạm vi đọc của hắn rất rộng, từ các tác phẩm nổi tiếng thế giới đến võ hiệp, rồi đến văn học mạng hiện đại, thể loại nào hắn cũng có tác phẩm yêu thích riêng. Nghe thấy một đống tên sách do Tống Thư Hàng nói ra, Diệp Sư Tỷ cảm thán nói, những quyển sách ngươi kể, ta đều chưa nghe qua bao giờ là mấy quyển tiểu thuyết mới xuất hiện trên thế giới gần trăm năm qua à. Xem như là vậy đi, Tống thư hàng gật đầu nói, năm tháng chính là thú vị như vậy đấy, một lần tu sĩ bế quan phải đến mấy trăm năm, sau khi ra ngoài thì toàn bộ thế giới đã trời xoay chuyển rất khác hẳn rồi. Vậy ngươi giới thiệu sơ qua cho ta mấy bộ tiểu thuyết thú vị ngươi vừa nói được không? Ta đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với chúng, Diệp sư tỷ nói với vẻ trông chờ. Cái này không vấn đề gì. Ta có thể kể đại khái nội dung cốt truyện và chỗ thú vị của mấy quyển sách kia cho Diệp sư tỷ nghe. Nếu Diệp sư tỷ thật sự thích quyển sách nào thì lần sau có cơ hội đến Bích thủy các, ta sẽ mang những quyển sách đó đến cho tỷ. Tống thư hàng cười ha ha, sau khi hắn trở thành tu sĩ xong thì trí nhớ của hắn rất tốt, nội dung cốt truyện của tiểu thuyết chỉ cần xem qua một lần thì cũng nhớ được 7, 8 phần, kể tóm tắt lại không vấn đề gì. Đúng rồi Diệp sư tỷ, lúc trước ta với bạn bị lạc trong thông đạo của địa hạ thành này cô có cách nào tìm cô ấy không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Ngoại trừ sở sở ra, còn có cửa ra khỏi địa hạ thành này nữa, cũng phải nhân cơ hội này dò hỏi Diệp Sư Tỷ mới được. Hi hi, chắc là đúng lúc các ngươi gặp phải lúc thời quang thành, dịch chuyển rồi. Vì để giảm bớt gan nặng của thời gian ăn mòn, cho nên cứ một đoạn thời gian thì thời quang thành sẽ thay đổi vị trí và kết cấu bên trong một lượt. Diệp sư tỷ giải thích, trên người của ngươi có mang theo thứ gì có nhiễm khí tức của người bạn đó không? đưa cho ta đi, ta sẽ tìm người bạn đó giúp cho ngươi. Băng vải có được không? Tống Thư Hàng tháo băng vải trên cánh tay xuống, cái này là sở sở quấn giúp hắn, chắc là có khí thức của sở sở. Được chứ, Diệp Sư Tỷ cười nói, nhận lấy băng vải từ trên tay của Tống Thư Hàng. chương 555, Đạo Hữu có đạo lữ chưa? Trong nháy mắt khi đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, sắc mặt Tống Thư Hàng bỗng nhiên biến đổi. Chết dở rồi. Đến rồi, lại sắp đến nữa rồi tống thư hàng lẩm bẩm loại cảm giác này lại sắp đến có muốn ngừng cũng không được đây là cảm giác khi dám định thuật khởi động diệp sư tỷ mở to hai mắt nhìn tống thư hàng đột nhiên như lên cơn điên với vẻ mặt khó hiểu diệp sư tỷ mau tránh ra tống thư hàng kêu lên nhưng diệp sư tỷ còn chưa kịp tránh thì máu tươi trên người tống thư hàng đã phun ra như suối hơn nữa lần này máu tươi bắn ra còn dữ dội hơn cả lần trước diệp sư tỷ nhẹ nhàng vung tay lên máu tươi bắn về phía cô bị một lá chắn vô hình ngăn cản chết tiệt đau quá tống thư hàng hạ giọng cố gắng kiềm chế tiếng kêu thảm thiết nằm yên trong cổ họng nhưng ngay sau đó miệng hắn lại không ngừng nôn ra máu tươi quẹ mấy lần trước cũng chỉ là trên người xuất hiện vết thương mà thôi chưa bao giờ nôn ra máu cả trên người vị diệp sư tỷ này rốt cuộc có bí mật gì đây vết thương lần này còn nghiêm trọng hơn so với lần giám định, con dối hình người, và túi thu nhỏ một tấc kia nữa. Tống thư hàng cắn chặt răng, kích hoạt trí dỗ thuật của chiếc nhẫn đồng cổ trên ngón tay. Các vết thương trước đây chỉ là vết thương da thịt, chỉ cần mấy phút thì sẽ tự phục hồi. Nhưng vết thương lần này thì có chút nghiêm trọng, cho nên hắn phải dùng đến chỉ dỗ thuật có hạn chế số lần sử dụng mỗi ngày trên chiếc nhẫn đồng cổ này. Ánh sáng của chỉ dỗ thuật bao phủ trên người Tống Thư Hàng, bắt đầu khôi phục những vết thương trên người hắn. nhưng khi miệng vết thương trên người hắn vừa mới khôi phục thì lại nhanh chóng nứt ra lại. hơn nữa số vết thương mới còn nhiều hơn. cái giá phải trả cho việc giám định vị Diệp sư tỷ này lại nghiêm trọng đến như vậy sao? hơn nữa giám định thuật khởi động cũng rất đột ngột. rõ ràng Tống thư hàng không hề tò mò về thân phận của vị Diệp sư tỷ này, cũng không có suy nghĩ muốn giám định cô vì sao lần này bí pháp, giám định thuật, lại tự khởi động chứ? Tống Thư Hàng phun từng ngụm từng ngụm máu, tình trạng như vậy, ngay cả đan dược hắn cũng không có cách nào dùng được. Chỉ một thoáng, vì hắn mất máu quá nhiều, nên cảm thấy mí mắt nặng dần, đầu óc hơi choáng váng. Diệp sư tỉ ngẩn người ra, sau đó hai tay ngay lập tức bấm đạo ấn, thi triển một đạo thuật trị thương lên người Tống Thư Hàng. Chỉ rũ thuật của cô mạnh hơn chỉ rũ thuật trên chiếc nhẫn đồng cổ của Tống Thư Hàng rất nhiều sau khi thi triển trì rũ thuật xong, vết thương trên người Tống Thư Hàng đã bắt đầu ổn định lại. Miệng vết thương bắt đầu khôi phục dần, không bị vỡ ra nữa. Diệp Sư Tỷ cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn rồi, cảm ơn Diệp Sư Tỷ, Tống Thư Hàng nói. Lần này, hắn thật sự có cảm giác gần kề cái chết. Trong lúc nói chuyện, dòng chảy phù văn trong mắt hắn bị kích hoạt, tuôn dài đến chỗ Diệp Sư Tỷ thiếu nữ văn học ở trước mắt. Dưới tình huống bình thường, Dòng chảy phù văn này sẽ tuôn đến bên ngoài Diệp Sư tỷ, biến thành hình đồng hồ, bắt đầu quay ngược. Nhưng lần này, tình huống hơi đặc biệt. Khi dòng phù văn kia rơi xuống người, Diệp Sư tỷ lại trực tiếp nhập vào người cô, rồi mới biến thành đồng hồ, Diệp Sư tỷ lại hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện này cả. Không bao lâu sau, dòng chảy phù văn kia quay lại trong mắt Tống Thư Hàng. Kết quả giám định của Diệp Sư tỷ quay về trong đầu Tống Thư Hàng. Người chấp trưởng Bích thủy các Sở Tiên Tử, ong 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 ong. Thông tin trong đầu Tống thư hàng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Loạt tiếng ong 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 ở phía sau là do giám định thất bại. Người chấp trưởng Bích Thủy Các, Sở Tiên Tử. Diệp sư tỷ và Sở Tiên Tử có gì đặc biệt à? Còn phần giám định thất bại kia là có ý gì đây? Tống thư hàng há hốc mồm, sau đó trước mắt tối sầm, ngã ầm xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt trước khi hắn hôn mê, sau khi âm thanh, ong 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 kết thúc, lại có thêm một chút thông tin nữa truyền đến trong đầu hắn. Diệp tư tiên tử được gọi là lệ mỹ nhân thút thít, nước mắt chữa trị. Làm người tốt bụng, sở thích là đọc sách, cô còn được gọi là tàng thư các sống của Bích Hải Các. Cạch, vì Tống Thư Hàng hôn mê nên nội dung giám định còn lại bị cắt đứt. Phụt, Tống Thư Hàng đang hôn mê lại phun thêm một búng máu tươi. Theo ý thức của hắn tiêu tan, bí pháp, giám định thuật cũng ngừng lại mà lúc này ai cũng không phát hiện máu tươi bắn ra từ trên người của Tống Thư Hàng có một ít tập trung ở bên ngoài túi áo của hắn chỗ đó ngộ đạo thạch và dễ, của Thông Nương đang hấp thụ máu hắn giống như được tưới tiêu chăm bón bắt đầu chậm rãi lớn lên một lúc lâu sau Tống Thư Hàng tỉnh lại từ trong hôn mê có thể tỉnh lại nhanh như vậy cũng là nhờ có pháp thuật của Diệp Sư Tỷ người xảy ra chuyện gì vậy Tầm Đạo Thư Sinh Đạo Hiếu Sao đột nhiên lại phun máu như mưa thế? Hơn nữa trên người còn xuất hiện nhiều vết thương như vậy nữa." Diệp Sư tỷ nghi hoặc hỏi. "Chắc có thể xem như là đạo thuật phản phệ thôi, hoặc cũng có thể nói là một loại đạo thuật nguyên rủa nào đó." Tống thư hàng cười khổ nói, "Nguyên lý của bí thuật giám định thuật kia, hắn cũng chưa nắm rõ ràng lắm, không biết phải giải thích như thế nào với mọi người." "Pháp thuật phản phệ toàn thân phun máu, là loại pháp thuật như thế nào?" Diệp Sư tỷ nghi hoặc hỏi nếu thuận tiện, có thể nói một chút cho ta biết được không? Ta đã xem rất nhiều rất nhiều bộ sách phân tích đạo thuật, có lẽ có thể giúp ngươi tìm ra cách giải quyết chăng? Số sách kiến thức lý luận đạo Pháp mà Diệp Sư Tỷ đã xem qua nhiều không kể xiết, thậm chỉ vì nguyên nhân nào đó mà dùng được, không dùng được, hay ngay cả những kiến thức đạo thuật bản thân cô không biết cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Tất nhiên, nếu như là Pháp thuật bí mật đặc biệt gì, thì ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết. Đây cũng chuyện thường. Diệp Sư Tỷ nói bổ sung. Tống Thư Hàng gật đầu, bí pháp này, vốn là lấy được từ trong thời quang thành. Hơn nữa, ngay cả chính hắn cũng không cách nào miêu tả rõ pháp thuật này. Với cả, nếu Diệp Tư Tiên Tử là người lương thiện, lại được gọi là tàng thư các sống của Bích Thủy Các, có lẽ. Có thể thử một lần xem sao. Cụ thể thì, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Có lẽ là một loại năng lực dùng để giám định vật phẩm, nhưng lúc sử dụng sẽ tạo thành phản vệ khiến toàn thân chảy máu, từ sau lần đầu tiên ta sử dụng pháp thuật này thì nó đã rơi vào tình trạng mất khống chế. Tống thư hàng miêu tả chung chung hiệu quả của pháp thuật này cho Diệp sư tỷ. Diệp sư tỷ cố gắng suy tư tìm tòi, nhưng dù được gọi là tàng thư các di động của Bích thủy Các thì cô cũng chưa từng tiếp xúc qua kiến thức liên quan đến triệu chứng này bao giờ. Loại pháp thuật giám định này, ở giới tu sĩ cũng có thể so với một số đồng thuật có thể quan sát và đánh giá vật phẩm có hiệu quả hơn bất kỳ loại kính hiển vi nào hoặc là pháp thuật giám định trực tiếp thông qua nguyên tố kiểm tra niên đại vật phẩm thứ này thì có rất nhiều loại nhưng tất cả loại pháp thuật giám định a à, diệp sư tỷ từng tìm hiểu không có loại làm người thi triển chảy máu tươi như mưa giống tống thư hàng cả diệp sư tỷ lắc đầu ta cũng chưa từng gặp qua chứng a à, nhưng đúng lúc này trong đầu cô hình như có một tia linh quang lóe lên hình như cô đã gặp triệu chứng tương tự ở đâu đó rồi thì phải nhưng không thể nào nhớ ra được theo lý thuyết thì trí nhớ của tu sĩ chắc chắn không thể xuất hiện vấn đề này có lẽ có kiến thức liên quan đến triệu chứng này là do cô nhìn lướt qua trong bộ sách nào đó chăng có lẽ ta thật sự đã từng nhìn thấy qua loại triệu chứng này ở đâu đó rồi diệp sư tỷ xoa xoa mày nói với vẻ không chắc chắn nhưng nhất thời ta không nhớ ra rốt cuộc đã đọc được loại bệnh trạng này ở trong quyển sách nào thậm chí cô cũng không cách nào xác định được có phải mình đã nhìn thấy bệnh trạng này ở quyển sách nào hay không vì kiến thức của chứng bệnh này chỉ bất ngờ xuất hiện giống như không thuộc về trí nhớ của cô vậy thật sao trong lòng tống thư hàng vui vẻ nếu như không ngại thì tầm đạo thư sinh đạo hiếu ngươi tìm cùng ta nhé ta để rất nhiều sách trong thông đạo không gian này bao gồm các loại kiến thức lý luận đạo thuật kỹ xảo sử dụng chúng ta tìm ở đây thử xem xem có tìm được tình huống nào tương tự như của ngươi không Diệp Sư Tỷ nói: "Cảm ơn Diệp Sư Tỷ, nhưng ta cũng có thể xem sách ở đây à?" Tống thư hàng hỏi, "Nội dung sách ở đây đều có liên quan đến kiến thức tu sĩ." Bên ngoài, hỏa diễm đao loại bình thường cũng phải cần tốn mấy viên linh thạch tam phẩm mới mua được. So với mấy loại sách vớ vẩn như hỏa diễm đao thì sách của Diệp Sư Tỷ ở chỗ này phải quý giá hơn nhiều. "Ừ, đây cũng là một vấn đề." Diệp Sư Tỷ gật đầu nói. "Vì vậy, một mình Diệp Sư Tỷ tìm kiếm trong biển sách mênh mông. Đúng rồi, người bạn kia của người ấy, ta đã thông qua pháp thuật thông dụng trong thời quang thành tìm được cô ấy rồi. Khí tức trên băng vải đã tìm được vị trí của cô ấy, nó có thể nhanh chóng dẫn đường cho cô ấy đến chỗ này của chúng ta. Bàn tay nhỏ của Diệp Sư Tỷ lật sách nhanh như bay. Cảm ơn Diệp Sư Tỷ, Tống Thư Hàng nói với vẻ cảm kích vô cùng, như vậy, sự an nguy của Sở Sở có được bảo đảm rồi hắn ngồi ở một bên, nhìn Diệp Sư Tỷ lật sách nhanh như bay mà lòng thì ngứa ngáy dữ dội. Bộ dáng Diệp Sư Tỷ ngồi lật sách trong biển sách thế này, trông có vẻ hạnh phúc ghê nơi. Hắn cũng rất muốn ngồi cùng một chỗ với Diệp Sư Tỷ, lật xem biển sách minh mông này. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không có tư cách xem sách ở đây. Diệp Sư Tỷ lật tìm thật lâu trong biển sách. Đột nhiên, cô lên tiếng hỏi, tầm đạo thư sinh đạo hiếu, ngươi là đệ tử của môn phái nào thế? ta không phải là đệ tử môn phái nào cả, coi như là tán tu đi. Tống Thư Hàng cười trả lời. Hả, tán tu, Diệp Sư Tỷ không khỏi nhìn Tống Thư Hàng thêm một cái, tu sĩ có cách riêng để quan sát tuổi tác. Cô có thể nhìn ra, Tống Thư Hàng còn chưa đến 20 tuổi, nhưng đã ở cảnh giới, Long trao đan điền thứ ba của nhị phẩm rồi. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn lại càng hiện ra màu đồng, điều đó đại biểu tinh thần lực của hắn đã tiến vào cảnh giới tam phẩm. Tầm đạo thư sinh đạo hiếu, người có muốn gia nhập bích thủy các không? Hai mắt Diệp Sư Tỷ phát sáng lên hỏi thử. Cảm ơn ý tốt của Diệp Sư Tỷ, nhưng e rằng trong thời gian ngắn ta không có ý định gia nhập môn phái nào đâu. Tống Thư Hàng uyển chuyển từ chối. Vậy à, thật đáng tiếc, với tư chất của ngươi, nếu gia nhập môn phái, nhất định sẽ được môn phái dốc sức bồi dưỡng. Diệp Sư Tỷ cười nói. Tống Thư Hàng xấu hổ cười khan, tư chất của hắn cũng thường thôi hơn nữa hắn đã bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất rồi, căn bản không phải là thiên tài gì cả. Diệp sư tỷ lại cúi đầu lật tìm trong biển sách. Cô lẳng lặng tìm kiếm trong biển sách, Tống Thư Hàng nhàm chán ngồi bên cạnh nhìn cô. Sau đó, Thư Hàng bắt đầu tu luyện, cương thủ, và bất động kim cương thân. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 555